Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên, nói tiếp. Ngươi không cần phải chúc mừng ta, chỗ tốt mà phân thân ngươi nhận được so với ta còn tốt hơn. Thái cổ U Minh Viêm trời sinh đã có thể thôn vệ năng lượng, đây cũng là một trong những chỗ khủng bố của hắn. Tuy rằng chỉ có một đêm, thế nhưng ở nơi linh khí hội tụ như vậy, sợ rằng cũng khôi phục không ít a. Hình như là khôi phục một ít. Lục Lâm Thiên không nói gì, thế nhưng trong miệng đồ án dị thú dữ tợn kia lúc này lại truyền đến âm thanh của Lục Lâm Thiên, một đạo quang mang lập tức phóng tới bên người Lục Lâm Thiên, khí tức nhàn nhạt nóng bỏng lan tràn, hóa thành Lục Lâm Thiên thứ hai. Giữa hai Lục Lâm Thiên này, khí chất, vẻ mặt giống nhau như đúc, không có bất kỳ sự khác biệt nào. Chỉ khác là trên người Lục Lâm Thiên thứ hai có thêm khí tức nóng bỏng nhàn nhạt, khí tức này khiến cho linh hồn người ta run sợ. Đạo thân ảnh Lục Lâm Thiên thứ hai này chính là phân thân Thái Cổ U Minh Viêm. Ngày hôm qua phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên và Mẫu Đơn cùng nhau tiến vào trong linh mạch, Mẫu Đơn có thể phát giác được linh mạch này, đương nhiên Thái Cổ U Minh Viêm cũng có thể phát hiện ra được. Dường như khôi phục không ít. Lục Lâm Thiên nhìn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm của mình khẽ mỉm cười, tự nhiên Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được biến hóa trên người Thái Cổ U Minh Viêm. Hấp thu năng lượng linh khí thiên địa khôi phục dường như Thái Cổ U Minh Viêm khôi phục kha khá. So với thời điểm ở trong hư không bí cảnh thì lúc này đã mạnh hơn rất nhiều. Nếu như không nay không phải đi huyết tẩy thiên kiếm môn, Lục Lâm Thiên có cảm giác, nếu như cứ để cho phân thân Thái Cổ U Minh Viêm ở nơi này tu luyện mà nói, sớm muộn gì cũng có ngày khôi phục thực lực lúc trước. Cũng không biết linh mạch này có thể chèo chống cho nó khôi phục hay không. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, thiên kiếm môn ngày hôm nay cũng không phải dễ đối phó. Từ thái độ của tất cả cường giả trong các sơn môn lớn hắn cũng có thể cảm nhận ra rõ ràng một ít. Cho nên phân thân Thái Cổ U Minh Viêm cũng phải đi tới. Bằng không Lục Lâm Thiên cũng không nắm chắc. Trong lòng Lục Lâm Thiên mặc dù đang giận dữ ngập trời, thế nhưng cũng không vì thế mà tâm trí bị che lấp, hắn sẽ không làm chuyện lỗ mãng. Cảm nhận khí tức trên phân thân Thái Cổ U Minh Viêm dưới năng lượng bàng bạc của linh mạch đã được khôi phục không ít, khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên càng thêm nắm chắc. Thiên kiếm môn cùng với thiên địa minh, hắn cũng không sợ, thù của Đông Lão nhất định phải đòi lại. Thiên kiếm môn kia nghe nói không kém, ngươi phải cẩn thận. Nếu như phân thân của ngươi khôi phục, trong thiên địa này ngươi không cần e ngại bất kỳ người nào. Thế nhưng hiện tại nó còn chưa khôi phục hoàn toàn, nên không có cách nào khôi phục thực lực khủng bố khi trước. Mà thực lực của ta sợ rằng so với ngươi cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Vốn nói che chở ngươi 1000 năm, thế nhưng hiện tại tác dụng của ta không lớn lắm. Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên nói, ngày hôm qua ngày đã nhìn thấy thực lực của Lục Lâm Thiên, cho nên trong lòng nàng hiểu rõ, nhân loại khủng bố này đã có thực lực mạnh hơn nàng. Bởi vì nàng cũng không có cách nào đánh chết hung hồn linh đế kia. Lục Lâm Thiên nhìn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm, dường như cũng cảm nhận được thứ gì đó không tầm thường, cả hai vốn là một thể, giống như là tay trái và tay phải vậy. Nếu như có thể khôi phục quả thực hắn không cần e ngại người nào. Khóe miệng hắn lập tức nở nụ cười, nhìn Mẫu Đơn nói. Ngươi ở lại bên cạnh ta đương nhiên là có tác dụng vô cùng lớn, ngươi là huyết linh Mẫu Đơn đế giả, người có thể làm gì được ngươi cũng không có mấy người. Lúc trước ta nói rồi, nếu như ta có thể dung hợp linh hồn phân thân với Thái Cổ U Minh Viêm, sau việc này ta sẽ giải trừ linh hồn ấn ký cho ngươi. Mẫu Đơn nhìn Lục Lâm Thiên, hai mắt khẽ nhúc nhích. Hiện lên sự vui vẻ, âm thanh như chuông bạc từ trong cặp môi đỏ mọng truyền ra. Tùy ngươi thôi, bất quá đến lúc đó có lẽ ta cũng không rời khỏi ngươi. Ta có cảm giác ở bên cạnh nhân loại nhà ngươi là một chuyện không tệ. Ta cũng không hy vọng ngươi rời khỏi, đối với ta mà nói, ta rất thích bên người có thêm một cường giả. Lục Lâm Thiên không có chút giấu giếm nào, đây cũng là ý nghĩ trong lòng hắn, người mạnh như vậy tự nhiên Lục Lâm Thiên không hy vọng nàng rời khỏi mình. Nhân loại nhà ngươi rất thẳng thắn. Mẫu Đơn mỉm cười, nụ cười cực kỳ yêu mị, động lòng, lại lập tức nói. Có phải ngươi nên xuất phát rồi hay không? Bên ngoài giường như có không ít người đang đợi ngươi. Chúng ta đi thôi. Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm và Lục Lâm Thiên đồng thời nở nụ cười giống như đúc, bản thể xuất hiện từ Lôi Huyền Đỉnh, rồi được phân thân nắm trong tay, khí tức trên người phân thân bắt đầu thu liễm. Khí tức nóng bỏng trong lúc mơ hồ cũng biến mất không thấy gì nữa. Lúc này sợ rằng ngay cả người bình thường cũng không cảm giác được giữa hai người có gì khác biệt. Bản thể ngươi không định đi hay sao? Trong mắt Mẫu Đơn hiện lên sự nghi hoặc,
nhìn động tác này dường như bản thể Lục Lâm Thiên không có ý định rời đi vậy. Tạm thời đừng để cho người khác biết rõ, bản thể ta đi trước một bước, ta còn có chuyện muốn làm, đến lúc đó sẽ tụ hợp với các ngươi. Lục Lâm Thiên nói, linh hồn phân thân của hắn đã hòa tan vào một thể với Thái Cổ U Minh Viêm, linh hồn phân thân chính là Thái Cổ U Minh Viêm. Thái Cổ U Minh Viêm chính là linh hồn phân thân của hắn, người ngoài căn bản không có cách nào biết được, mà bản thể hắn hiện tại còn có một ít chuyện cần làm. Mặc dù hắn sẽ dùng phương thức của chính mình giải quyết chuyện Thiên Kiếm Môn, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không phải hạng người lỗ mãng. Trên đôi vai hắn có trách nhiệm quá lớn, giống như Nam Thúc đã từng nói, bên cạnh hắn có rất nhiều người, cho nên đôi vai của hắn lúc này cũng có rất nhiều trách nhiệm. Hắn có thể mạo hiểm, thế nhưng cũng không thể khiến cho tất cả mọi người mạo hiểm. Huống chi những người này đều là người quan trọng với hắn. Được rồi, người cẩn thận một chút. Mẫu đơn không hỏi nhiều, thân ảnh lóe lên, lập tức cùng với phân thân Thái Cổ U Minh Viêm biến mất tại chỗ. Lục Lâm Thiên nhìn hai đạo thân ảnh phía trước, thân ảnh khẽ động lập tức xuất hiện bên ngoài ngọn núi, sau khi bố trí mấy đạo cấm chế cũng biến mất không thấy gì nữa. Sáng sớm, trong sơn mạch tràn ngập máu tươi, bừa bộn của vạn thú tông, khí tức huyết sát nồng đậm biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải trong sơn mạch còn vết máu khô lưu lại, căn bản khó có thể tưởng tượng ra cảnh tượng thi thể ngập trời ngày hôm qua. Trên đống đá vụn, khí tức toàn thân đại hồn anh thu liếm, một đạo khí tức huyết sát cuối cùng cũng bị nuốt vào trong cơ thể, hai mắt mở ra, huyết sát chớp động, thân ảnh lập tức hóa thành một đạo lưu quang xuất hiện trên một ngọn núi phía xa, tiến vào trong mi tâm bản thể Lục Lâm Thiên rồi biến mất không thấy. Xoẹt! Thân ảnh Lục Lâm Thiên xé rách không gian trước mặt tạo thành một vết nứt trong không gian, thân ảnh vô thanh vô tức biến mất trong sắc trời lờ mờ. Khi tia sáng đầu tiên ở phía đông xuất hiện, sương mù nhàn nhạt trong thiên địa mới dần dần tản đi. Sắc trời vừa sáng, trong Thiên Kiếm Môn, một cỗ khí tức chấn động không hề tầm thường lan tràn, khí tức mịt mờ dò xét chung quanh, tựa như đang tìm kiếm thứ gì đó. Dưới cỗ khí tức dò xét này, chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay cũng khó có thể tránh khỏi sự dò xét. Dãy núi xa xa liên miên không ngớt, có chút tiêu điều. Ở giữa dãy núi có không ít kiến trúc mênh mông, cực kỳ vắng vẻ, không có một ai xuất hiện. Chỉ là trên những con đường nhỏ thi thoảng có thể nhìn thấy không ít đệ tử Thiên Kiếm Môn lưng đeo trường kiếm mặc khải giáp nặng nề đang tuần tra. Nghe nói Lục Lâm Thiên đã trở thành đế giả, ngày hôm qua đã diệt Vạn Thú Tông, chó gà không tha, máu chảy thành sông, thi thể ngập tràn a. Thật sao, ngươi nghe tin tức này ở đâu? Sư phụ của anh vợ ta là trưởng lão, ta nghe anh vợ ta nói. Thực lực như chúng ta ra ngoài tuần tra. Nếu như thực sự gặp phải Lục Lâm Thiên kia không phải là đi tìm chết sao? Nghe nói thuộc tính của hắn đại thành, lại là đế giả a. Cho dù chúng ta có vạn cái mạng cũng không đủ cho hắn giết. Thật không biết Thiên Kiếm Môn ta cùng với Vạn Thú Tông kia sao lại trêu vào Lục Lâm Thiên kia. Hết lần này lại đối phó Sơn Môn chúng ta cùng với Vạn Thú Tông, Hắc Sát Giáo cùng với Lan Lăng Sơn Trang gần đó sao hắn lại không đối phó a? Ngươi không biết sao? Ta nghe nói Vạn Thú Tông bắt nữ nhân của Lục Lâm Thiên, chính là tông chủ Vạn Thú Tông khi trước Lam Linh. Lúc này mới chọc phải lửa giận của Lục Lâm Thiên, diệt Vạn Thú Tông. Mà Thiên Kiếm Môn chúng ta nghe nói là Phi Kiếm Thái Thượng Trưởng Lão đánh chết thôi hồn độc Tôn Đông Vô Mệnh, cung phụng của Phi Linh Môn, nghe nói đây là người Lục Lâm Thiên coi trọng nhất. Phi Kiếm Thái Thượng Trưởng Lão sao? Hắn hại khổ chúng ta rồi. Nếu như Thiên Kiếm Môn chúng ta vì vậy mà bị diệt môn, Phi Kiếm Thái Thượng Trưởng Lão chính là tội nhân. Hừ, nói nhỏ thôi, nếu như bị các trưởng lão khác nghe thấy ngươi nhất định sẽ bị phế. Đừng nói linh tinh, nhanh đi tuần tra, xem có gian tế trà trộn vào không. Trong một góc tường, mấy đệ tử Thiên Kiếm Môn tuần tra dừng lại nghỉ ngơi, bọn họ đã liên tục tuần tra như vậy 3 ngày rồi. Các ngươi đi trước đi, ta đi vệ sinh một lát. Một đệ tử đầu lĩnh lớn tuổi lớn tiếng nói với mấy người sau lưng. Ý bảo mọi người đi trước. Mắt nhìn mọi người đi xa, ánh mắt hắn khẽ đổi, lập tức đi vào một đình viện gần đó. Lão đại sợ rằng lại nhân cơ hội đi gặp nhân tình kia a. Thời điểm này mà còn tâm tư như vậy, cũng không sợ con cọp cái trong nhà hay sao? Ai bảo hắn là lão đại, chúng ta không cần quản, hy vọng hôm nay bình an a. Thực lực chúng ta thấp, chỉ có thể ở vòng ngoài, thế nhưng cũng vì thế mà an toàn hơn một chút. Hy vọng ngày hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì. Mấy đệ tử Thiên Kiếm Môn nói thầm, tiếp tục tuần tra. Mà lúc này thân ảnh người đầu lĩnh kia đã tới đình viện.
Sắc quỷ, sao ngày hôm nay ngươi còn rảnh mà tới đây? Hôm nay Lục Lâm Thiên kia sẽ tới, chúng ta sẽ không xảy ra việc gì chứ? Rất nhiều người đã chạy trốn a. À? Sợ cái gì, đây là vòng ngoài, không có việc gì, nhanh lên, ta vô cùng bận rộn, ta muốn nàng. Người đầu lĩnh này vội vàng cởi bỏ khôi giáp trên người, hai tay không ngừng lại, lập tức ôm một nữ tử khoảng chừng 30 tuổi lên giường, nhanh chóng cởi bỏ y phục trên người nữ tử này, đôi tay xoa nắn hai ngọn núi trắng bóc, cái đầu cúi xuống, ngậm hai hạt anh đào vào trong miệng. Sao ngươi lại gấp như vậy, không phải hai ngày trước mới tới sao? Nữ tử 30 tuổi này không khỏi kêu lên một tiếng vui mừng, lập tức ôm chặt lấy thanh niên đầu lĩnh này, cố ý nhét hai ngọn núi trắng bóc vào miệng người đầu lĩnh kia, khiến cho đầu lĩnh kia như ngạt thở. Trong chốc lát, phụ nhân này tóm lấy độc long của tên đệ tử đầu lĩnh, toàn thân run lên, vội vàng kêu. Ta ướt rồi, người mau vào đi. Đệ tử đầu lĩnh này lập tức cười hắc hắc, thuận thế cởi khải giáp trên người ra, chút bỏ y phục, nhảy lên giường, nói. Nàng tới đi, ta thích chiều đó của nàng. Không sợ con cọp cái ở nhà sao? Phụ nhân này cười một tiếng, tiếp đó ngồi trước người thanh niên đầu lĩnh này, hai người đều bừng bừng dục hỏa, nhịn không được mà điên cuồng một hồi. Phịch! Một âm thanh vang lên, phụ nhân này lập tức nằm dạp trên người đệ tử đầu lĩnh kia, đi đời nhà ma, cùng một lúc, một đạo thân ảnh cũng vô thanh vô tức xuất hiện trong phòng. Này! Đệ tử đầu lĩnh vừa mới nói được một tiếng, toàn thân lập tức run lên, một đạo chảo ấn lập tức đánh vào trên đỉnh đầu hắn, rốt cuộc hắn cũng không có cách nào phát ra âm thanh, tiếp đó lập tức hóa thành một cỗ thây khô. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ở trong phòng, thi triển linh hồn siêu tác trên người thanh niên này cũng không nhận được tin tức quá quan trọng. Đế giả thi triển linh hồn siêu tác trên người Vũ Sư Cửu Trọng, linh hồn của người thanh niên này dưới sự dò xét của Lục Lâm Thiên, không có một chút nào bị bỏ sót. Mặc dù không có quá nhiều tin tức hữu dụng, thế nhưng lại có một tin tức khiến cho hai mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, anh vợ của người thanh niên này chính là một trưởng lão của Thiên Kiếm Môn, thanh niên này bình thường chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thủ ấn biến hóa, Lục Lâm Thiên lập tức đem một đạo linh hồn lực từ trong mi tâm của người thanh niên kia dung nhập vào trong mi tâm mình. Tam thần thiên biến quyết, nhân linh biến. Thủ ấn Lục Lâm Thiên biến hóa, thúc giục tam thần thiên biến quyết, quang mang trên thân thể lóe lên, xương cốt, cơ bắp, da rẻ toàn thân lập tức biến hóa, vô cùng thần dị hóa thành bộ dáng thanh niên này. Tuổi chừng 30, độc nhất vô dị, mà ngay cả khí tức linh hồn cũng giống như thanh niên kia. Thật sự là thần dị. Nhìn bộ dáng của mình, ngay cả Lục Lâm Thiên lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Bởi vì quá thần dị, bộ dáng của hắn giống như đệ tử Thiên Kiếm Môn kia nhu đúc, cho dù là người quen cũng không có cách nào phân biệt được. Bởi vì ngay cả khí tức linh hồn cũng giống. Điều này không phải là thứ mà bất luận phương pháp dịch dung nào có thể làm được. Thậm chí là dưới sự ảnh hưởng của tam thần thiên biến quyết, có thể đem khí tức tu vi dừng lại như đúc, biến hóa hoàn mỹ không chê vào đâu được. Đây cũng là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên thi triển tam thần thiên biến quyết này, thi triển tầng thứ nhất nhân linh biến, nếu như hắn tùy tiện biến hóa thành một bộ dáng nào khác thì đơn giản hơn một chút. Thế nhưng cố ý biến hóa thành bộ dáng một người khác, thì phải cần một đạo linh hồn lực trên người đối phương mới có thể thành công. Nếu như thi triển linh biến tới địa sinh vạn vật mà nói, thì càng thêm phức tạp hơn một chút. Nhìn bộ dáng của mình hiện tại, sau khi dò xét một phen Lục Lâm Thiên lập tức đem áo bào xanh cùng với ám ảnh bí bào của mình đổi thành y phục và khải giáp của người thanh niên này, dưới linh hỏa của hắn, hai người kia lập tức hóa thành tro tàn, biến mất không thấy gì nữa. Xử lý thi thể hai người, ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ động, lập tức rời khỏi đình viện. Vẻ mặt, thần thái, bước chân khi đi đều giống như đúc, không có gì khác. Tần Đại Dũng, người không ở bên ngoài thành tuần tra, lại trở lại làm gì? Tại một cửa vàng, thân ảnh Lục Lâm Thiên biến hóa thành bị một đại hán 50 tuổi ngăn lại hỏi. Chung quanh đều là đệ tử Thiên Kiếm Môn có tu vi vũ phách trở lên. Thạch Hộ Pháp, quân trưởng lão gọi ta tới, nói là có chuyện tìm ta. Lục Lâm Thiên nhìn nam tử trung niên kia, cung kính nói. Quân trưởng lão gọi ngươi làm cái gì? Không phải ngươi gạt ta đó chứ? Đại hán trung niên rõ ràng có chút nghi ngờ, quân trưởng lão sao lại tìm Tần Đại Dũng này có việc cơ chứ? Nếu như Tần Đại Dũng này không có một chút quan hệ với quân trưởng lão thì đã sớm bị sửa chữa qua bao nhiêu lần, bình thường cũng không thấy quân trưởng lão đi tìm Tần Đại Dũng này. Ta cũng không biết, nói là việc gấp, bằng không Thạch Hộ Pháp hỏi giúp ta được không?
Lục Lâm Thiên cung kính nói. Thạch hộ pháp này kinh ngạc không thôi, hôm nay Tần Đại Dũng này dường như có chút không giống, ánh mắt biến ảo, nói. Được rồi, đi nhanh về nhanh, nếu như quân trưởng lão không có việc gì thì mau chóng trở về tuần tra. Biết rồi. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, sau đó tiến vào trong cửa. Phi, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nếu như không có người anh vợ kia của ngươi. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ thu thập ngươi. Đại hán trung niên nhìn bóng lưng Tần Đại Dũng, lạnh lùng nhổ một ngụm nước bọt. Có thân phận của Tần Đại Dũng, Lục Lâm Thiên tiến vào trong phạm vi của Thiên Kiếm Môn vô dụng dễ dàng, không có ai ngăn cản. Huống chi lúc này bên ngoài đề phòng xâm nghiêm, bên trong lại hỗn loạn, cho nên với hình dạng thế này, Lục Lâm Thiên tiến vào bên trong Thiên Kiếm Môn cực kỳ dễ dàng. Trong Thiên Kiếm Môn này khắp nơi đều có thể thấy được vô số đệ tử Thiên Kiếm Môn. Cấp bậc phú tướng có không ít, vũ xuất thì ít thấy. Chỉ có một ít hộ pháp vũ xuất đề trọng, vũ xuất cao trọng cũng không có nhìn thấy mấy người. Từng đạo khí tức mịt mờ dò xét trong thiên địa, Lục Lâm Thiên đã sớm cảm nhận ra. Khí tức của đoạn kiếm kia dường như cũng ở bên trong đó. Trong mắt hiện lên sự vui vẻ nhàn nhạt, Lục Lâm Thiên cũng không lo lắng việc mình bị phát hiện. Dưới Tam Thần Thiên Biến Quyết, đoạn kiếm đại đế kia chỉ là vũ đế nhị trọng, tuyệt đối không có cách nào phát hiện ra hắn biến hóa. Huống chi những khí tức mịt mờ kia lúc này đại bộ phận đều dò xét bên ngoài Thiên Kiếm Môn, đối với trong môn cũng không chú ý quá nhiều. Tần Đại Dũng, người tới đây làm cái gì? Dưới một ngọn núi, một đại hán trung niên lưng đeo trường kiếm vội vàng xuống núi, đúng lúc gặp Tần Đại Dũng. Anh vợ, vừa rồi Thạch Hộ Pháp nói để tới tìm quân trưởng lão, quân trưởng lão có mặt ở đây không? Nhìn thấy đại hán trung niên trước mặt, Lục Lâm Thiên từ trong linh hồn của Tần Đại Dũng cũng đã biết được thân phận của người này, đây chính là anh vợ của hắn, cũng là hộ pháp của Thiên Kiếm Môn. Quân trưởng lão và Lỗ trưởng lão đều ở trên, người mau lên đi. Đại hán trung niên này cũng không quá chào đón Tần Đại Dũng, dường như ngay cả nói cũng lười, đồng thời còn có việc gấp cho nên vội vàng rời đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lập tức từ từ lên trên núi. Trong đình viện ở sườn núi lúc này dường như không có mấy đệ tử có mặt, cơ hồ tất cả đệ tử Thiên Kiếm Môn đều ở dưới chân núi. Quân trưởng lão, mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi? Trong đình viện, một lão giả mặc áo bào màu vàng chừng 50 tuổi hỏi một lão giả mặc áo lam. Tất cả đã sắp xếp xong rồi, có lẽ không thành vấn đề. Lão giả áo lam cung kính gật đầu. Vậy là tốt rồi, nói cho cùng cho dù vạn nhất chúng ta cũng có thể giữ lại được một chút ít. Hiện giờ cũng không biết Lục Lâm Thiên kia tới lúc nào, Thiên Kiếm Môn ta cũng không phải là nơi muốn tới là tới. Lão giả áo vàng nói. Ngươi là Tần Đại Dũng, ngươi tới đây làm gì? Khi thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện ngoài đình viện, khí tức Vũ Sư Tam Trọng phóng thích ra, lập tức bị lão giả áo lam kia phát hiện, hắn lập tức ngẩng đầu hỏi. Quân trưởng lão, Thạch Hộ Pháp đưa một ngọc giản tin tức cho ngài, nói là có việc gấp. Lục Lâm Thiên cung kính hành lễ. Tay lấy ra một khối ngọc giản tin tức, mà lúc này lại biểu hiện ở trước mặt hai trưởng lão nơm nớp lo sợ, ánh mắt khẽ quét qua, trong lòng Lục Lâm Thiên đã sớm biết, lão giả áo lam chính là quân trưởng lão này có tu vi Vũ Vương Tam Trọng. Về phần người còn lại có lẽ chính là Lỗ trưởng lão gì đó, tu vi không ngờ lại là Vũ Tôn Tam Trọng. Ánh mắt khẽ đảo, trong lòng Lục Lâm Thiên suy nghĩ, định thay đổi kế hoạch một chút. Ồ, nghe nói là có việc gấp. Lão giả áo lam kia biến sắc, cũng không có hỏi nhiều, ống tay áo màu xanh khẽ phất một cái, một cỗ hấp lực tuôn ra, lập tức thu lấy ngọc giản tin tức trong tay Lục Lâm Thiên, ánh mắt hai người này cũng nhìn về phía ngọc giản tin tức. Mà đồng thời, lúc này thân ảnh Lục Lâm Thiên nhanh như thiểm điện, ngay khi hai người còn chưa kịp có phản ứng, hai đạo cấm chế đã được đánh vào trên thân thể cả hai người. Tốc độ nhanh không thể tưởng tượng được, dùng tu vi của hai người này, làm sao có thể kịp phản ứng được cơ chứ? Hai người lập tức bị cấm chế, ánh mắt hai người kinh hãi, kinh ngạc nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đây dường như còn chưa phải là hạch tâm, tăng thêm ta bố trí cấm chế, cho dù là đoạn kiếm lão cẩu dò xét tới cũng không nhìn ra vấn đề gì. Lục Lâm Thiên nhìn qua hai người khẽ mỉm cười nói. Sáng sớm, một cơn gió thổi qua mang theo hàn ý, có chút lạnh lẽo, sắc trời cũng dần dần sáng lên. Trong khu vực của Thiên Kiếm Môn, bình thường vô cùng phồn hoa. Hôm nay lại cực kỳ yên tĩnh. Đối với người bình thường mà nói, bọn họ ít nhiều cũng nghe qua chuyện sắp xảy ra ngày hôm nay.
người có thể ra khỏi thành đã nghĩ biện pháp thoát đi. Nếu như không có cách nào ra khỏi thành thì trốn trong nhà, thế cho nên mấy đại thành chung quanh Thiên Kiếm Môn lúc này đều giống như một cái thành hoang. Đến rồi, bọn hắn tới rồi. Trên một ngọn núi, thân ảnh xinh đẹp của Tử Yên đứng đó, ánh mắt nhìn về phía xa. Siêu! Trong không trung yên tĩnh từ từ chấn động, không gian chấn động, lập tức có mười mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Mười mấy đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, trong không gian này lập tức có một cỗ khí tức vô hình lan tràn, cả không gian run rẩy. Mười mấy đạo thân ảnh đạp không đứng thẳng, năng lượng thiên địa bắt đầu lặng lẽ biến hóa. Dẫn đầu là một đạo thân ảnh mặc áo bào xanh, người này khẽ phất tay một cái, lôi vân màu tím lan tràn. Tử Lôi Huyền Đỉnh lập tức xuất hiện, một cỗ khí tức hùng hồn khuếch tán trong thiên địa. Tử Lôi Huyền Đỉnh lập tức biến mất không thấy. Cùng thời gian đó, trong sơn mạch lớn này có từng đạo khí tức giống như bị ký, lập tức lan tràn ra. Mấy đạo khí tức mịt mờ đều dò xét lên trên không trung. Thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, nhìn mảnh kiến trúc liên miên ở phía xa, diện tích bao la vô cùng. Trong tầm mắt của hắn, bên trong kiến trúc mênh mông này có một quảng trường nguy nga xuất hiện. Bên trong có một thanh kiếm bằng đá chỉ lên trời xanh. Người Thiên Kiếm Môn nghe kỹ đây, Lục Lâm Thiên ta đã tới. Các ngươi cứ ngồi đợi huyết tẩy, chó gà không tha đi. Lục Lâm Thiên đứng chắp tay, hàn ý trong mắt tràn ra. Huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, chó gà không tha. Cường giả Phi Linh Môn sau lưng hét lớn từng tiếng, khí tức sát phạt ngập trời tràn ra. Trong sáng sớm, tiếng gầm cuồn cuộn giống như sấm sét quanh quẩn trên không trung, tiếng gầm cuồn cuộn, thật lâu không tiêu tán. Lục Lâm Thiên đến thật rồi. Lục Lâm Thiên đến rồi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếng gầm cuồn cuộn trong không trung, trong phiến thiên địa này lập tức có vô số âm thanh vang vọng, không biết bao nhiêu người bởi vì âm thanh của Lục Lâm Thiên mà run rẩy. Lục Lâm Thiên, ngươi cũng dám tới thật sao? Đoạn kiếm ta thề, ngày hôm nay nhất định phải khiến cho người có đi mà không có về. Âm thanh của Đoạn Kiếm Đại Đế vang vọng trong không gian. Dứt lời, trong ánh mắt của mọi người trong Phi Linh Môn, giữa không trung xuất hiện chấn động, từng tiếng xé gió vang vọng. Từng đạo thân ảnh lập tức phóng tới, phía trên người từng đạo thân ảnh đều lan tràn ra khí tức hùng hồn. Đám người Lục Lâm Thiên, Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song ngẩng đầu, vô số thân ảnh chằng chịt phóng tới, nhân số không dưới người của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo là bao. Ngay trong ánh mắt của tất cả mọi người trong Phi Linh Môn, từng đạo thân ảnh xuất hiện, có hơn 1.000 người, nhanh chóng xuất hiện trên không trung, dẫn đầu là hai đạo thân ảnh. Trong đó có một người tuổi chừng chêm chăn, đầu đầy tóc bạc, ánh mắt âm trầm, khí tức khủng bố, lưng đeo chứa âm kiếm, không gian trong lúc vô hình đông cứng lại. Đây đúng là Đoạn Kiếm Đại Đế kia. Bên người Đoạn Kiếm Đại Đế còn có một người nữa, nhìn qua ước chừng hơn 100 tuổi, thân thể gầy gò, lưng cũng đeo một thanh trường kiếm không vỏ. Thanh trường kiếm này cực kỳ quái dị, giống như trên trường kiếm có vài lỗ nhỏ, thậm chí còn có cảm giác vết máu loang lổ. Người này xuất hiện, ánh mắt lập tức nhìn vào người Lục Lâm Thiên, khí tức áp bách khách thường từ trong cơ thể người này lan tràn ra. Dưới cỗ uy áp này, không ít cường giả Phi Linh Môn đều cảm thấy linh lực và chân khí trong cơ thể như ngừng vận chuyển. Siêu siêu! Khí tức này phóng ra, không gian chung quanh lập tức xảy ra biến hóa, một cỗ khí tức nóng bỏng lan tràn, nhiệt độ không gian cơ nơ thân người này bắt đầu kéo lên. Dưới cỗ nhiệt độ nóng bỏng này, cả không gian vô hình run rẩy. Giống như năng lượng thuộc tính hỏa trong không gian đều nằm trong sự khống chế của người này vậy. Thật mạnh, so với hung hồn linh đế kia còn mạnh hơn nhiều. Vũ Đế tam trọng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, khí thế vô hình của người này không ngờ lại mạnh mẽ như vậy. Thực lực so với hung hồn linh đế kia còn mạnh hơn nhiều, chẳng lẽ đây là cường giả của Thiên Kiếm Môn hay sao? Hừ. Nhìn thấy mọi người sau lưng bị ảnh hưởng không ít, Lục Lâm Thiên hừ nhẹ một tiếng, một cỗ khí tức vô hình lan tràn ra trên không gian, lập tức ngăn cản cỗ khí thế kia trước người. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Âm thanh già nua, trầm thấp truyền ra. Ánh mắt mang theo hàn ý của lão giả gầy gò nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Không sai. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt gật đầu, tu vi như vậy mặc dù nói so với hung hồn linh đế kia mạnh hơn, tuy rằng vẻ mặt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng, thế nhưng lúc này cũng không lo lắng quá mức. Một khi động thủ hưu chết về tay ai cũng không nhất định. Thực lực cũng không phải yếu. Lão giả nhìn qua mọi người bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút khiếp sợ. Hơn chục đế giả.
đội hình như vậy không bình thường. Chỉ bằng vào đội hình này mà nói, tuyệt đối không một sơn môn nào có thể xuất động ra được. Ánh mắt quét qua chúng cường giả, sắc mặt hắn ngày càng âm trầm, miệng nói. Thế nhưng chỉ bằng vào chút thực lực này đã dám làn càn trong thiên kiếm môn ta, ngươi tới nhầm nơi rồi. Vậy sao? Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn lão giả gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo. Lâm Thiên, lão giả bên người Đoạn Kiếm chính là Hỏa Kiếm Đại Đế. Nghe nói thực lực so với Hung Hồn Đại Đế mạnh hơn không ít. Hẳn là Linh Đế tam trọng. Nam Thúc truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Kẻ nào là phi kiếm lão cẩu, cút ra đây cho ta. Lục Tâm Đồng đã sớm không nhịn được, thân ảnh xinh đẹp nhảy ra, toàn thân có khói độc quanh quẩn. Ánh mắt không thèm che giấu sát ý quét về phía đám người thiên kiếm môn. Cuối cùng dừng lại trên người hai chuẩn đế lưng đeo trường kiếm. Hai người này bị ánh mắt Lục Tâm Đồng tập trung vào, ánh mắt khẽ run lên, trong đó có một lão giả lưng đeo trường kiếm chính là phi kiếm tôn giả. Hừ, tiểu tiện tì, thiên kiếm môn không phải là nơi mà các ngươi có thể dương oai. Bị Lục Tâm Đồng gọi thẳng tên, phi kiếm tôn giả cũng là chuẩn đế, tuy rằng có chút e ngại, thế nhưng có Đoạn Kiếm Đại Đế cùng với đế giả gầy gò kia bảo hộ, nên cũng không quá e ngại, sắc mặt khó coi đi lên mấy bước, miệng quát lớn. Thì ra là lão cẩu ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Ánh mắt Lục Tâm Đồng trầm xuống, hàn ý ngập trời tập trung vào người phi kiếm tôn giả. Trong nháy mắt này, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng mang theo hàn ý nhìn vào trên người phi kiếm tôn giả. Hừ, ngày hôm nay ta sẽ cho các ngươi có tới mà không có về. Ánh mắt Đoạn Kiếm Đại Đế trầm xuống, khẽ phất tay một cái, sau lưng có hơn 15 cường giả tôn cấp phóng ra, trường kiếm được rút ra, khí tức sắc bén lan tràn. Phi linh môn to gan, dám chạy tới thiên kiếm môn sao? Xoẹt! Cùng một lúc, trên không trung, từng đạo thân ảnh xé rách không gian chấn động không ngừng, từng đạo thân ảnh trong vết nứt không gian nhảy ra. Siêu siêu! Từng đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó có Quân Lăng Đại Đế, Yêu Hỏa Đại Đế, Hồn Diệt Lão Nhân, bên người còn mấy người này còn có một người khác. Trong đó bên người Quân Lăng Đại Đế còn có hai đạo thân ảnh, tuyệt đối là hai đế giả. Tổng cộng có 17 người xuất hiện, 17 cỗ khí thức kinh khủng lan tràn ra, cả không gian bỗng nhiên gió nổi mây phun, dưới cỗ khí thức khủng bố này cơ hồ tất cả cường giả phi linh môn có cảm giác thân thể căng cứng. 17 đế giả, mỗi một sơn môn có 2, Lan Lăng Sơn Trang có 3 người. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thiên địa minh quả thực đã có sự chuẩn bị. Ánh mắt hắn đảo qua, chỉ có 3 sơn môn trên Đông Hải là có 1 đế giả, những sơn môn khác đều có 2 đế giả. Thực lực dường như có đế giả nhất trọng, cũng có đế giả nhị trọng. Thế nhưng tổng thể tu vi cấp độ, nếu so với phi linh môn thì nhiều hơn. Ầm ầm, 17 đế giả xuất hiện, 8 sơn môn, Quân Lăng Đại Đế, Yêu Hỏa Đại Đế cùng với những người khác đều xuất ra một kiện thần khí trong sơn môn mình. Trong lúc gió nổi mây phun, mây đen dày đặc kéo tới, trong thần khí đều có từng đạo thân ảnh nhảy ra, trong mỗi một sơn môn, bên trong thần khí đều có mấy trăm đạo thân ảnh nhảy ra. Mỗi sơn môn đều có trên chục tôn giả, có một vài sơn môn không tới 10 tôn giả, còn lại đều là người có tu vi vương cấp và xuất cấp, 8 sơn môn. Cộng lại có 5-6 nghìn đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Người có tu vi tôn cấp cộng lại trên trăm, cộng thêm người có tu vi tôn cấp của thiên kiếm môn trọn vẹn có gần 200 cường giả tôn cấp lơ lửng trên không trung. Từng kiện thần khí được thu hồi, vô số thân ảnh xuất hiện. Một cỗ khí thế cường hãn hội tụ thành một cỗ khí thế mênh mông. Cả không trung gió nổi mây phun, che đi ánh mặt trời, nhiệt độ trong không trung bỗng nhiên nóng bỏng, khí tức khủng bố lan tràn. Lão đại, người tới cũng không ít, nhiều đế giả như vậy có lẽ phải giết một hồi a. Tiểu Long nhìn qua đám đế giả này, ánh mắt có chút chấn động, thế nhưng cũng không quá đặt ở trong lòng. Quả thực không ít. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, mấy ngàn người này hẳn là toàn bộ gia sản của thiên địa minh hiện tại. Vì đối phó với hắn sợ rằng tất cả các sơn môn lớn lúc này đã hạ vốn gốc. Khặc khặc, Lục Lâm Thiên, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi là có thể chống lại thiên kiếm môn ta sao? Chống lại toàn bộ thiên địa minh chúng ta hay sao? Ngươi còn quá non một chút, vừa mới đột phá đế cấp mà thôi, đã định diễu võ dương oai sao, thật buồn cười. Đoạn Kiếm Đại Đế lớn tiếng cười nói, tăng thêm các sơn môn, 19 đế giả, so với phi linh môn. Vô luận là thực lực hay là nhân số đều khổng lồ hơn nhiều. Hắn không khỏi dùng ánh mắt khinh thường nhìn về phía Lục Lâm Thiên, khí thế mạnh mẽ vô cùng.
ánh mắt chúng đế phi linh môn lúc này ngưng trọng không thôi. Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, ánh mắt nhị nữ lập tức nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Các cường giả đã xuất động rồi. Lục Lâm Thiên này cho dù mạnh mẽ thế nào cũng khó có thể đấu với toàn bộ thiên địa minh được, muốn chết à. Phía xa xa, nhìn qua mây đen bao phủ không gian, động tĩnh Dương Cung Bạt Kiếm trong không gian gió nổi mây phun, rung động lòng người. Ngoài các đại thành cùng với bên trong nội thành, lúc này có vô số đệ tử thiên kiếm môn rậm rạp hội tụ, ánh mắt cả đám ngưng trọng không thôi. Ồ! Mà lúc này ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía xa, đó là phương hướng của tổ yêu lâm, không gian bên kia dường như có vô số mây đen kéo tới, rậm rạp chằng chịt, giống như che khuất bầu trời. Ngao ngao! Ồ ồ! Từng tiếng gầm gừ cực lớn tựa như sấm sét vang vọng trong không gian, một cỗ khí tức hung hãn, bạo ngược lan tràn. Yêu thú, đều là yêu thú bát giai. Vô số đế giả biến sắc, mây đen giống như che khuất bầu trời đều là yêu thú phóng tới. Từng đầu yêu thú khổng lồ, mỗi một đầu đều có khí tức bát giai lan tràn ra. Trong nháy mắt ngắn ngủi, có hơn 400 đầu yêu thú bát giai khổng lồ xuất hiện trên không trung. Khí tức hung hãn tăng vọt khiến cho không trung phong vỡ biến sắc. Không ít yêu thú phi hành vỗ cánh tạo thành một cơn cuồng phong, khiến cho không gian trong lúc mơ hồ có cảm giác vặn vẹo. Một đàn yêu thú bát giai như vậy tuyệt đối là một lực lượng khủng bố tới cực điểm. 400 đầu yêu thú bát giai, tương đương với 400 cường giả tôn cấp, tổng số tôn giả hiện tại của thiên địa minh, mặc dù nói có một ít tôn giả cấp cao, thế nhưng cộng lại cũng chỉ hơn 200 người mà thôi. Lúc này đối mặt với hơn 400 đầu yêu thú thất giai, mặc kệ thực lực như thế nào, chỉ riêng phần khí thế đã rơi vào thế hạ phong. Lúc này, nhìn 400 đầu yêu thú bát giai xuất hiện, thiên địa minh cùng phi linh môn, thánh linh giáo kinh hãi, mà ngay cả đám người nam thúc, thánh thủ linh đế cũng phải động dung. Ai dám là địch với Lục đại ca thì chính là định nhân của yêu tộc tổ yêu lâm chúng ta. Trong đàn yêu thú bát giai khổng lồ có một âm thanh thanh thúy mà sắc bén vang vọng trên không trung. Thải vân yêu tước, hàn băng yêu chu, liệt hỏa yêu lang. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn từng đầu yêu thú bát giai xa xa, trên khuôn mặt kinh ngạc lập tức mỉm cười. Người cùng lúc mỉm cười không ngờ lại có Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng. Trong đàn yêu thú khổng lồ, dẫn đầu là một đầu thải vân yêu tước khổng lồ, tựa như một áng mây bảy màu nhanh chóng vỗ cánh bay tới, hai mắt cực lớn nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Lục đại ca, Vân Hàm xuất lĩnh cường giả yêu thú bách tộc tới đây tương trợ. Đa tạ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, dò xét khí thức của Vân Hàm, nhanh như vậy đã đột phá tới bát giai, sợ rằng nhất định đã đạt được cơ duyên lớn lao gì đó, bằng không sẽ không có cách nào đột phá nhanh như vậy. Mà lúc này trong tổ yêu lâm có nhiều cường giả thú tộc tới đây, đúng là một trợ lực cực lớn. Có nhiều cường giả thú tộc như vậy, đối với việc đề phòng cường giả thiên địa minh tự bạo hồn anh có tác dụng cực lớn. Ta đa tạ chư vị. Lục Lâm Thiên lập tức gật đầu với chúng cường giả thú tộc. Không ngờ yêu tộc trong tổ yêu lâm lại chạy tới. Lúc tới đây hắn cũng không thông báo hỗ trợ, chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên có chút bất ngờ. Yêu tộc này so với đại bộ phận nhân loại còn trọng tình hơn. Một khi có giao tình với bọn họ, phần giao tình sẽ không đơn giản bị dao động. Lục đại ca khách khí rồi. Quang mang trên người đầu thải vân yêu tước dẫn đầu lóe lên, hóa thành một đạo thân ảnh xinh đẹp, y phục rực rỡ, hai chân nhỏ dài, bờ mông ngạo nghễ, no tròn. Khuôn mặt tinh xảo, làn da trắng nõn, nhìn qua có chút đáng yêu mà vũ mị. Trong nhân loại, tuyệt đối được coi là mỹ nữ. Siêu siêu. Lập tức từng đầu yêu thú bát giai hóa thành hình người, dẫn đầu là tộc trưởng Vân Ngọc của Thải Vân yêu tước nhất tộc. Bên người Vân Ngọc còn có một lão phụ nhân chừng 50 tuổi, ánh mắt thâm thúy, mặc một bộ váy dài màu tím, chính là tộc trưởng Băng Chu của Hàn Băng yêu chu nhất tộc. Bên người Băng Chu chính là một đại hán có mái tóc dài màu đỏ. Hai mắt như sao, cực kỳ đáng chú ý, đúng là tộc trưởng Liệt Lang của Liệt Hỏa Yêu Lang nhất tộc. Những người còn lại đều là tộc trưởng của các đại yêu tộc và cường giả trong tộc, tuyệt đại bộ phận Lục Lâm Thiên đã từng gặp qua, cũng có một ít người chưa từng gặp qua. Các ngươi tới thật vừa lúc. Tiểu Long mỉm cười, cực kỳ thỏa mãn với chúng cường giả yêu tộc. Bái kiến yêu hoàng. Nhìn thấy thân ảnh Tiểu Long, Vân Hàm cùng với chúng cường giả bát giai đột nhiên lăng không hành lễ. Một bộ phận nhỏ chưa từng nhìn thấy Tiểu Long cũng không có bao nhiêu do dự, nhìn thấy tộc trưởng hành lễ lập tức hành lễ theo. Dường như bọn họ cũng đã nghe nói qua sự tồn tại của Tiểu Long.
thì ra bên người Lục Lâm Thiên còn có yêu hoàng. Nhìn thấy cảnh này, cơ hồ tất cả cường giả thiên kiếm môn kinh ngạc. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, có thể ngăn cản không ít cường giả tôn cấp của phi linh môn. Lúc này nhìn thấy mấy trăm yêu thú bát giai tới, sắc mặt cả đám lập tức khó coi, giống như quả cà bị bóp nát vậy. Mà cường giả phi linh môn, Cực Lạc Tam Quỷ, Kim Xà Tôn Giả, Hỏa Xí Tôn Giả và những người khác nhìn thấy cảnh này lập tức vui mừng. Bọn họ không ngờ tới trưởng môn cùng với Tiểu Long còn được đại quân yêu thú khủng bố tới bực này tới tương trợ. Hơn 400 cường giả yêu tộc bát giai, cái này cũng đủ khủng bố. Thánh Thủ Linh Đế, Thánh Linh Lão Tổ, Nam Thúc, Hàn Băng Đại Đế mỉm cười. Tất cả đứng lên đi, không cần đa lễ. Cánh tay Tiểu Long vung lên, ý bảo chúng cường giả yêu tộc đứng dậy. Mỗi một cái giơ tay nhấc chân lúc này đều mang theo uy nghiêm của yêu hoàng. Hay cho thiên địa minh, quả thực có sắp xếp a. Lúc này, trên không trung lần nữa xuất hiện chấn động. Từng vết nứt không gian xuất hiện, ngay sau đó từng đạo thân ảnh xuất hiện trên không trung. Một cỗ khí tức mênh mông lan tràn, khiến cho không gian vốn đã giống như lung lay sắp đổ lại một lần nữa run rẩy như sắp tan vỡ. Khí tức khủng bố vô cùng, khiến cho mấy trăm cường giả yêu tộc vừa mới tới không khỏi run sợ. Đám người Vân Thủy Đế Tiên, Linh Hạo Đại Đế đều có mặt trong đám người. Đây chính là chúng cường giả đế đạo minh, tổng cộng có 12 đạo thân ảnh, khí tức toàn thân khiến cho năng lượng trong thiên địa biến hóa, tạo thành không gian, tu vi của 12 người này tuyệt đối đã tới đế giả. Thiên Vân Đảo, Nhật Sát Các, Tinh Ngục Các, Kiền Hiên Đảo, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đều có 2 đế giả. Ầm ầm, 12 đế giả xuất hiện, lập tức xuất ra thần khí khiến cho năng lượng trong không gian chấn động. Từng đạo thân ảnh từ trong thần khí phóng ra, đều là mấy trăm người, tổng cộng ước chừng có 4-5 nghìn người. Tiêu Dao Bang cùng với Thiên Ưng Lâu cũng đi cùng với người Thiên Vân Đảo tới. Mấy cường giả tôn cấp mà Lục Lâm Thiên quen biết cũng có mặt ở bên trong. Sơn môn trong đế đạo minh tuy rằng ít hơn thiên địa minh, thế nhưng so sánh số lượng người có tu vi tôn cấp thì chỉ có nhiều hơn chứ không ít. Đặc biệt là người có tu vi chuẩn đế, lúc này cường giả chuẩn đế trong đội hình của đế đạo minh cộng lại có gần 20 người. Mà thiên địa minh tổng cộng cũng chỉ có chục người mà thôi. So với đế đạo minh ít hơn một nửa. Thân ảnh chúng cường giả đế đạo minh lần nữa xuất hiện, khí tức cường hãn hội tụ tạo thành khí thế mênh mông, phô thiên cái địa lan tràn ra. Cỗ khí thế này ngay cả Lục Lâm Thiên cũng phải nhíu mày, đều là 2 đế giả, còn có chuẩn đế, lần này tất cả các sơn môn trong đế đạo minh đều đã xuất ra toàn bộ thực lực rồi. Cường giả thiên địa minh liên tiếp bị hao tổn, đến bây giờ cũng không có cách nào chống lại các sơn môn lớn trong đế đạo minh. Cùng lúc, Thánh Thủ Linh Đế cũng truyền âm vào trong tai Lục Lâm Thiên, giới thiệu mấy đế giả vừa tới. Lục Lâm Thiên cũng lập tức biết được người tới trong 4 sơn môn ở Đông Hải, một lão phụ nhân của Nhật Sát Các gọi là Linh Sát Lão Nhân, một thân ảnh già nua của Tinh Ngục Các gọi là Thiên Ngục Tinh Đế. Thân ảnh già nua của Kiền Hiên Đảo chính là Chính Thiên Đại Đế. Nữ tử đeo khăn che mặt màu hồng kia chính là Đông Cung Phương, Lục Lâm Thiên không khỏi liếc nhìn nữ tử này vài lần, đế giả này dường như có chút quan hệ với Nam Thúc. Mấy đế giả khác dường như Thánh Thủ Linh Đế cũng không biết cho nên cũng không có nói tỉ mỉ. Ha ha, thiên địa minh chuẩn bị cũng không kém a. Bất quá đế đạo minh ta cũng có chuẩn bị, xem ra hiện tại thiên địa minh dường như không chiếm được một chút tiện nghi nào rồi. Linh Hạo Đại Đế vừa mới bước ra đã cười ha ha. Nhìn qua đám đế giả đế đạo minh vừa mới xuất hiện, cường giả phi linh môn lần nữa vui vẻ. Đặc biệt là Thánh Thủ Linh Đế, Hàn Băng Đại Đế, Kim Lang Đại Đế và mấy người còn lại. Lúc này có đế giả đế đạo minh có mặt, nhân số so với thiên địa minh còn lớn hơn nhiều. Tăng thêm người có tu vi tôn cấp, muốn đối phó với người của thiên địa minh quả thực có thể quét ngang. Sắc mặt đám người thiên địa minh lập tức khó coi, bọn họ không ngờ tới người đế đạo minh cũng tới nhanh như vậy. Xoẹt, vết nứt không gian lại xuất hiện, cùng lúc trên không trung lại có 2 đạo thân ảnh nhảy ra. Một người trong đó là Phong Sát Đại Đế của Hắc Sát Giáo, người còn lại là một lão giả, bộ dáng so với Phong Sát Đại Đế còn già nua hơn một chút. Mà khí tức cũng cường hãn hơn không ít, 2 người này xuất hiện lập tức khiến cho tất cả mọi người chú ý. 2 người xuất hiện, nhìn đội hình 2 bên, ánh mắt có chút biến hóa. Thế nhưng 2 người này dường như cũng không mang cường giả trong môn tới đây. Chỉ có 2 người tới đây. Nhìn tất cả các sơn môn lớn xuất ra đột hình như vậy, rõ ràng bọn họ đang khiếp sợ.
phong sát, hắc sát giáo các ngươi rốt cuộc ở bên ai? Hiện tại ngươi nên nói rõ một câu đi. Nhìn thấy phong sát đại đế, khuôn mặt già nua của hồn diệt lão nhân trầm xuống, nếu như hắc sát giáo gia nhập thiên địa minh mà nói, khoảng cách số lượng đế giả giữa hai bên sẽ được thu hẹp một chút. Đế đạo minh mặc dù có nhiều đế giả, thế nhưng đế giả vừa mới đột phá lại chiếm đa số, điểm này tuyệt đối không bằng thiên địa minh. Cho nên việc ngày hôm nay cũng không phải nói là không có cơ hội. Người chính thức quyết định thắng bại hôm nay chính là đế giả, chuyện này ai cũng biết. Phong sát đại đế không nói gì, khẽ gật đầu với người bên cạnh, không để ý tới hồn diệt lão nhân, đi về phía Lục Lâm Thiên, ôm quyền thi lễ nói. Lục trưởng môn, chúng ta tới rồi. Về sau hắc sát giáo không còn quan hệ với thiên địa minh nữa. Tốt, hoan nghênh hai vị gia nhập, ta nghĩ trưởng bối trong sư môn ta biết được chuyện này nhất định sẽ cao hứng vô cùng. Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười nói. Hóa ra quả thực đúng là có quan hệ. Nhìn thấy hai đế giả của hắc sát giáo nói chuyện với Lục Lâm Thiên, cường giả đế đạo minh không khỏi kinh ngạc. Tất cả các sơn môn trong đế đạo minh đều có nghe nói. Có lẽ hắc sát giáo có một ít quan hệ không nói rõ nên lời với phi linh môn. Lúc này nhìn thấy hai người phong sát đại đế nói chuyện với Lục Lâm Thiên, muốn mọi người không tin cũng không được. Phong sát, cuồng sát, hắc sát giáo người quả thực là phản đồ. Vô số đế giả của thiên địa minh lập tức nổi giận mắng to, vốn tất cả mọi người không tin, chỉ hoài nghi Lục Lâm Thiên cố ý châm ngòi ly gián mà thôi. Thế nhưng trong lòng tất cả mọi người lúc này đã tin rằng hắc sát giáo này chính là phản đồ. Khó trách trước kia mấy lần giết Lục Lâm Thiên đều không được, ngược lại còn để cho Lục Lâm Thiên giết cường giả trong sơn môn. Cường giả thiên địa minh càng nghĩ càng giận, thậm chí hận không thể lập tức đánh chết phong sát cùng với cuồng sát của hắc sát giáo. Lại có người tới. Trong lúc đế giả của thiên địa minh nổi giận, từng ánh mắt lập tức nhìn về phía xa. Chỉ thấy lúc này trên không trung có không ít khí tức chấn động. Một đạo bóng đen khổng lồ đang phá không bay tới. Ngao! Một tiếng sói tru cực lớn vang vọng, một đầu mặc lân yêu lang bát giai xuất hiện trên không trung, trên lưng đầu mặc lân yêu lang bát giai khổng lồ này có gần 200 đao thân ảnh. Huyết tẩy thiên kiếm môn có một phần của Lục gia ta. Một tiếng gầm vang vọng trong không trung, trên lưng mặc lân yêu lang có một đạo thân ảnh tiến lên, thân ảnh nhảy ra, kim quang bao phủ thân thể, lập tức đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Người này mặc một bộ áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng. Trong lúc vô hình tản mát ra khí thế hào hùng, toàn thân có một cỗ khí thế sắc bén lạnh lẽo lan tràn, dẫn động năng lượng trong thiên địa. Tu vi vũ tôn bát trọng đỉnh phong, uy áp trên người đủ để khiến cho người có tu vi chuẩn đế cũng phải run sợ. Loại uy áp này so với hoàng khí thiên cấp của các hoàng tộc khác còn mạnh hơn không ít. Phụ thân, nhìn thấy người này, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức chấn động, người này không phải là ai khác mà chính là phụ thân Lục Trung của hắn. Tu vi vũ tôn bát trọng đỉnh phong, toàn thân có kim hoàng khí lan tràn. Siêu siêu. Cùng lúc trên lưng mặc lân yêu lang có trên 200 đạo thân ảnh, hơn 10 cường giả tôn cấp, còn lại đều là người có tu vi vương cấp. Cả đám nhảy xuống khỏi lưng của mặc lân yêu lang, từng đạo thân ảnh được kim quang màu vàng bao phủ, khí tức sắc bén mà lạnh lẽo. Đệ tử Lục gia bái kiến đại thiếu gia. Âm thanh chỉnh tề quanh quẩn trên không trung, trừ Lục Đông, Lục Tây, Lục Trung gia. Tất cả mọi người đều lăng không quỳ một gối, cung kính hành lễ. Mục tiêu chính Lục Lâm Thiên trước mặt, mọi người đều là đệ tử Lục gia, mà cơ hồ lúc này ngay cả trưởng lão Lục gia cũng cung kính hành lễ với Lục Lâm Thiên. Hơn 10 vũ tôn cùng với gần 200 vương cấp, khí tức lan tràn ra khiến cho cả không gian gần như phong vân biến sắc. Giữa không trung, một cỗ năng lượng thuộc tính kim lặng lẽ hội tụ, vô cùng sắc bén mà lạnh lẽo. Kim quang đại thịnh, không gian run run. Khí thế như vậy vô cùng chấn động nhân tâm. Khí tức thuộc tính thật mạnh, Lục gia có thuộc tính mới a. Nhìn năng lượng thuộc tính lạ lẫm hội tụ trên không trung, khí tức khủng bố này khiến cho tất cả mọi người run sợ. Tất cả mọi người, kể cả là cường giả đế cấp, ánh mắt khẽ nhảy lên. Lục gia trở thành nhân hoàng tộc thứ 7, đây chính là điều mà tất cả mọi người không thể nào bằng được. Đợi một thời gian nữa Lục gia muốn vượt qua tất cả các thế lực cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên tràn ngập vẻ kinh ngạc, cho dù hắn đã sớm nghe được tình huống Lục gia từ trong miệng nghĩa phụ Nam Thúc. Thuộc tính kim của hắn đại thành, mà ngay cả Lục gia cũng được thiên địa chiếu cố, thực lực Lục gia đại tăng. Nhưng mà lúc này tận mắt nhìn thấy, Lục gia đột nhiên xuất hiện hơn 10 vũ tôn, gần 200 vương cấp,
chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên khiếp sợ. Mấy trăm người Lục gia quanh thân có kim hoàng khí lan tràn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính kim trong thiên địa, càng lúc càng nồng đậm, không gian chấn động, gợn sóng giống như sóng nước màu vàng cuồn cuộn, khí thế cực kỳ khủng bố. Loại khí thế này không có liên quan quá lớn tới tu vi của người Lục gia, mà là uy áp của năng lượng thuộc tính trong thiên địa. Mang theo lực lượng thiên địa, đây mới là chỗ khủng bố của hoàng khí. Đây là hoàng tộc sao? Đại bộ phận mọi người cũng chưa tiếp xúc qua với hoàng tộc, lúc này cảm nhận khí tức trên thân người Lục gia, cả đám đều kinh ngạc không thôi. Người có thực lực thấp một ít trong lúc vô hình đã bị ảnh hưởng. Ai, người so với người thật tức chết mà. Trong đám người, Vân Khiếu Thiên nhìn qua Lục Trung, ánh mắt vô cùng bất đắc dĩ. Thực lực của hắn vốn hơn Lục Trung rất nhiều, thế nhưng hiện tại theo Lục gia trở thành hoàng tộc, Lục Trung giống như một bước lên trời. Lục Lâm Thiên đắc đạo, Lục gia có thể nói là chó gà thăng thiên, thân là đệ tử Lục gia càng đạt được chỗ tốt cực lớn mà người khác có mơ ước cũng không được. Giờ phút này, Vân Khiếu Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Trong nháy mắt Lục Trung đã bỏ hắn ở sau lưng. Lâm Thiên, Lục gia trước kia và ta không có cách nào giúp con cái gì. Thế nhưng hiện tại ta và Lục gia đã có thể xuất ra được một ít thực lực. Lục Trung tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Lâm Thiên, con còn có Lục gia cũng là của con. Hai người Lục Đông, Lục Tây đi tới bên người Lục Lâm Thiên. Đại ca, Lục gia còn có chúng ta nghe huynh. Lục Thiếu Hùng tiến lên, hắn cũng đã là vũ tôn nhị trọng. Được, quay đầu lại nhìn người Lục, Lục Lâm Thiên gật đầu với bốn người Lục Trung, Lục Đông. Phụ thân, thân ảnh xinh đẹp của Bắc Cung Vô Song lóe lên, cũng tới bên người Lục Đông. Nhìn tu vi của phụ thân hiện tại nàng cũng cực kỳ khiếp sợ. Mà trên thân thể phụ thân nàng lúc này cũng có hoàng khí. Thế lực kinh người khắp nơi hội tụ lại quanh thân Lục Lâm Thiên, sắc mặt đám người đế đạo minh cực kỳ khó coi. Lúc này thế lực mà Lục Lâm Thiên tụ tập đã có thể trà đạp thiên địa minh. Hôm nay chỉ là ân oán của ta và Thiên Kiếm Môn, nếu như hiện tại có người rời khỏi, còn kịp. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, âm thanh quanh quẩn trên không trung. Nghe vậy sắc mặt đám đế giả các sơn môn lớn biến hóa bất định. Nếu như tất cả các sơn môn lớn rời khỏi, các sơn môn khác trong đế đạo minh ta cũng sẽ không tham dự. Nếu như thiên địa minh nhúng tay vào, đế đạo minh ta sẽ động thủ. Các ngươi cần phải cân nhắc cho kỹ. Linh Hạo đại đế nhìn hồn diệt lão nhân, yêu hỏa đại đế và chúng cường giả thiên địa minh rồi nói. Chư vị, đối phó xong với thiên kiếm môn chúng ta, đế đạo minh sẽ không bỏ qua cho thiên địa minh. Nhất định tất cả sẽ bị Lục Lâm Thiên san bằng. Đế giả bên người Đoạn Kiếm đại đế ánh mắt trầm xuống, mang theo hàn ý nhàn nhạt nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, đế đạo minh muốn tiêu diệt từng sơn môn trong chúng ta. Chúng ta cũng không ngốc. Hồn diệt lão nhân trầm giọng nói. Xem ra cảnh cáo của ta ngày hôm qua không có ai đặt vào trong mắt. Cũng tốt, vậy thì giải quyết luôn một lượt. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, thản nhiên nói. Thiên địa minh, thiên kiếm môn ngày hôm nay nhất định sẽ phải trả giá thật đắt. Dứt lời, Lục Lâm Thiên nhìn phía trước, không nói nhiều lời, trong mắt bắn ra hàn ý ngập trời, hai mắt nhìn chúng cường giả phi linh môn nói. Chư vị, chuẩn bị động thủ đi. Huyết tẩy thiên kiếm môn. Cường giả phi linh môn đáp lời đầu tiên, sát khí sắn bén lan tràn ra, chân khí linh lực tuôn trào. Ca ca, diệt thiên kiếm môn, báo thù cho sư phụ. Sát ý trong mắt Lục Tâm Đồng bắn ra, trong đôi mắt xinh đẹp có hàn ý lan tràn, toàn thân có khói độc quanh quẩn. Giết! Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm sống, trong đôi mắt đen láy cũng có sát ý bắn ra. Đối với thiên kiếm môn, Lục Lâm Thiên cũng không định buông tha. Thù của Đông Lão nhất định phải báo. Nhớ tới việc Đông Lão vẫn lạc, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên đã tới tình trạng không có cách nào nhịn được. Đế giả của đế đạo minh cũng dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía đế giả của thiên địa minh. Giữa hai minh sớm muộn gì cũng có một ngày như vậy, rõ ràng bọn họ có ưu thế, tăng thêm ân oán những năm gần đây, ngày hôm nay cũng nên giải quyết tất cả. Chuẩn bị động thủ. Cường giả trong các sơn môn quát, dứt lời, từng đạo khí tức hùng hồn lan tràn, sát ý bành trướng, lập tức tràn ngập thiên địa. Các ngươi cũng chuẩn bị động thủ, không lưu lại một kẻ nào. Trường bào màu vàng trên người Tiểu Long tung bay, nói với đại quân yêu thú sau lưng. Ngao!
chúng yêu thú của tổ yêu lâm lập tức hóa thành bản thể khổng lồ, xoay quanh trên không trung. Cả không trung bắt đầu phong vân biến sắc, từng đầu yêu thú vỗ cánh tạo thành cơn lốc khuếch tán ra chung quanh. Khí thế khủng bố đại thịnh, trong mắt từng đầu yêu thú khổng lồ hiện lên hung quang. Ngao! Liệt hỏa yêu lang, băng chu cùng với chúng thú lăng không phóng về phía trước, hóa thành bản thể, trong mắt hiện lên sự hung hãn, khí tức yêu thú bát giai khuếch tán. Từng tiếng gầm gừ vang vọng, khiến cho cả không gian run lên. Cảnh này khiến cho không ít người hãi hùng, khiếp vía. Người lục gia tới cuối cùng nghẹn họng nhìn chân chối. Lúc này bọn họ mới biết được ở bên cạnh đại thiếu gia nhà mình có một cỗ lực thực rất mạnh. Lục Lâm Thiên, người muốn huyết tẩy thiên kiếm môn ta, hoang đường. Sợ rằng ngươi còn không có thực lực này. Hai mình chúng ta muốn phân thắng bại. Cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nghe nói thực lực của ngươi không tệ. Hung hồn linh đế cũng chết trong tay ngươi. Ngươi coi trọng thiên kiếm môn ta như vậy, không biết có dám chiến với ta một trận hay không. Tàn kiếm đại đế nhìn Lục Lâm Thiên, hàn ý trong mắt bắn ra. Nghe vậy ánh mắt chúng cường giả lập tức nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, vũ đế tam trọng cùng với vũ đế nhị trọng mặc dù chỉ kém một trọng, thế nhưng lại cách biệt như trời và đất, chúng ta có thể liên thủ ứng phó với người này. Lâm Thiên, lấy đại cục làm trọng, cẩn thận người này. Thánh thủ linh đế cùng Nam Thúc, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn truyền âm nói với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, cúi đầu suy nghĩ một chút, lập tức quay đầu nhìn về phía nghĩa phụ Nam Thúc, sư phụ Thánh thủ linh đế, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song khẽ mỉm cười. Tốt, ta sẽ chiến với ngươi một trận. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn tàn kiếm đại đế. Nếu như có thể giảm bớt thương vong mà có thể giải quyết thiên kiếm môn và thiên địa minh thì Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua. Dù sao hắn cũng phải lo lắng cho người bên cạnh mình. Diệt địch 1000 tổn hại 800, đây là đạo lý khó có thể thay đổi. Không có cách nào tránh khỏi. Người bên cạnh bất luận là thiếu một ai, Lục Lâm Thiên đều không muốn nhìn thấy cảnh này. Cho nên nếu như có thể Lục Lâm Thiên tình nguyện dùng phương thức này giải quyết tất cả. Lục Lâm Thiên, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Trong thiên vân đảo, sau lưng diễm quan quần phương Đông Cung Huyên một đạo âm thanh già nua vang lên. Đây là lão phụ nhân đi cùng với Đông Cung Huyên tới đây. Bộ dáng nhìn như già yếu, tóc trắng xóa, chỉ là khuôn mặt lại hồng hào, ánh mắt thâm thúy như sao. Khí tức người này tuy rằng được thu liếm, thế nhưng Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được, khí tức người này so với Đông Cung Huyên kia hẳn là còn mạnh hơn. Cùng lúc, cường giả đế đạo minh như Linh Thiên Môn, Vân Dương Tông đều nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên. Đều dùng ánh mắt ngưng trọng, dường như cũng ý bảo Lục Lâm Thiên nên cân nhắc cho kỹ. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, mắt nhìn các đế giả, nói. Chư vị, ý tốt của chư vị tiểu tử hiểu rõ. Nhưng mà vũ đế tam trọng này cũng không có gì phải sợ. Việc này dù sao cũng là ân oán của thiên kiếm môn và phi linh môn. Tiểu tử muốn dùng phương thức của tiểu tử giải quyết tất cả mọi việc. Dứt lời. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nhảy lên, lập tức tiến lên một chút, lại phất tay với đám người phía sau, dường như ý bảo người của đế đạo minh lui lại. Mọi người nhìn thấy Lục Lâm Thiên đã quyết định, cũng không nói thêm gì. Trong mắt có chút lo lắng, bắt đầu lùi về phía sau. Lão đại, tốc chiến tốc thắng, để hai người còn lại cho đệ. Ngược lại Tiểu Long dường như không quá để ý. Sau khi nói xong với Lục Lâm Thiên thân ảnh lập tức lùi về phía sau một chút. Lùi về phía sau, ánh mắt tàn kiếm đại đế lén lút nhìn qua chúng đế giả thiên địa minh trên không trung, cũng bảo chúng đệ tử sau lưng lùi về phía sau. Thân ảnh bước ra một bước, đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, hai người lăng không lơ lửng, đứng đối diện nhau. Tàn kiếm đại đế phất tay, cả đám cường giả phía sau lập tức lùi lại, từng đạo ánh mắt tập trung vào trên thân hình hai người. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trốn a. Trên lưng tàn kiếm đại đế đeo một thanh kiếm rỉ sét. Ánh mắt âm trầm nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Tu vi vũ đế tam trọng mà thôi, trước mặt bổn đế ngươi còn không có tư cách cậy già lên mặt. Đầu của ngươi ta nhất định sẽ lấy. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua không trung, người của hai minh đều lùi về phía sau không ít. Cả không trung lúc này chỉ có hắn và tàn kiếm kia lơ lửng. Tiểu tử, thật lớn lối, chờ ngươi rơi vào trong tay ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận. Tàn kiếm đại đế âm trầm nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, tiểu tử này không ngờ lại dám dẫn người tới thiên kiếm môn. Không diệt kẻ này, về sau mặt mũi của thiên kiếm môn cũng không còn.
Lục Lâm Thiên cũng không có đặt hắn vào trong mắt, chuyện này đối với Tàn Kiếm Đại Đế mà nói, tuyệt đối là vũ nhục lớn lao. Khiến cho hắn hận Lục Lâm Thiên thấu xương, bị sỉ nhục như vậy, lúc này trong mắt hắn đã hiện lên sát ý. Ta cảm giác người hối hận chính là lão cẩu nhà ngươi. Máu của ngươi sẽ là vật tế cho 20000 đệ tử Phi Linh Môn ta đã nằm xuống. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, trong mắt lan tràn ra hàn ý. Tiểu tạp chủng, hôm nay ngươi không chết, Tàn Kiếm ta thể không sống. Chờ ngươi chết ta chắc chắn sẽ huyết tẩy Phi Linh Môn ngươi, chó gà không tha. Trong mắt Tàn Kiếm Đại Đế bắn ra hung quang, âm thanh âm trầm quanh quẩn, khiến cho trong lòng mọi người chung quanh không khỏi phát lạnh. Lục Lâm Thiên nở nụ cười nhàn nhạt, bên trong nụ cười này lại ẩn chứa hàn ý ngập trời, hắn nói. Ngươi chết Thiên Kiếm Môn ngươi cũng vậy, chó gà không tha. Phải huyết tẩy Thiên Kiếm Môn mới có thể an ủi vong linh của Đông Lão. Tiểu tạp chủng, ngươi đủ tư cách sao? Cho dù ngươi thuộc tính đại thành, trở thành hoàng tộc, lại thành đế giả, thế nhưng cũng chỉ là vũ đế nhất trọng mà thôi. Lão Phu là vũ đế tam trọng, không phải là tồn tại mà ngươi có thể vượt qua. Tàn Kiếm Đại Đế phẫn nộ cười ánh mắt âm trầm, miệng nở nụ cười trào phúng. Nghe vậy Lục Lâm Thiên không nói gì, chỉ là ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. Đột nhiên hắn ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Đông Lão, ngươi nhìn xem, tiểu tử bắt đầu báo thù cho người. Tiếng gầm vang vọng, cuồn cuộn quanh quẩn trên không trung. Vô số ánh mắt chấn động, lúc này bọn họ mới hiểu được, huyết tẩy Thiên Kiếm Môn là vì Lục Lâm Thiên muốn báo thù cho Thôi Hồn Độc Tôn Đông Vô Mệnh. Tiểu tạp chủng, đi tới Thiên Kiếm Môn ta là sai lầm lớn nhất cả đời này của ngươi. Cơ mặt Tàn Kiếm Đại Đế run rẩy, nhìn về phía Lục Lâm Thiên cười lớn. Bàn chân lập tức đạp mạnh hư không, trường kiếm được rút ra khỏi vỏ. Dường như cũng không định lưu tình, chân khí nóng bỏng từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Dẫn động năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa, cả không gian lập tức trở lên nóng nực vô cùng. Dưới nhiệt độ nóng bỏng như vậy, tất cả mọi người chung quanh không khỏi lần nữa lùi về phía sau. Mà ngay cả đế giả cũng không phải là ngoại lệ, cả không gian trong nháy mắt đã giống như một lò lửa, không gian bị thiêu đốt vang lên tiếng ken két rung động. Vũ đế tam trọng, thanh thế khủng bố như vậy nếu như tu vi không đủ, căn bản không thể đặt chân vào trong không gian đó nửa bước. Vũ đế tam trọng a, đại thiếu gia có thể chống lại hay không? Cường giả vũ đế của nhân loại. Lục gia cùng với chúng thú của tổ yêu lâm lúc này đều dùng ánh mắt rung động và kinh ngạc ở phía xa nhìn vào hai người Lục Lâm Thiên. Đám người Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Vân Hồng Lăng ở phía xa có chút lo lắng. Chỉ có trong đôi mắt Tiểu Long không có một chút lo lắng nào, ánh mắt yêu mị của mẫu đơn hiện lên sự chấn động, chỉ có nàng biết rõ, lúc này Lục Lâm Thiên mặc trường bào màu xanh, quanh thân có một cỗ khí tức nóng bỏng như có như không lan tràn ra chỉ là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, là linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm. Tiểu tạp chủng, ngươi sẽ hối hận. Tàn Kiếm vừa mới dứt lời, năng lượng thuộc tính hỏa trong thiên địa giống như thực chất kéo tới, Tàn Kiếm trong tay run lên. Đột nhiên bắn ra một cỗ quang mang nóng bỏng. Từng đạo kiếm quang xé rách không gian đen kịt, hội tụ tạo thành một đạo kiếm quang giống như thiên la địa võng bao phủ Lục Lâm Thiên, bao phủ cả hư không chung quanh. Kiếm quang phô thiên cái địa, bao phủ hư không xé rách không gian, trong ánh mắt ngưng trọng của mọi người lập tức xuất hiện ở không gian trước mặt Lục Lâm Thiên. Phanh! Cùng một lúc, Lục Lâm Thiên có động tác, bàn chân đạp mạnh hư không dưới chân vỡ nát. Gợn sóng trong không gian nứt vỡ, thân ảnh lóe lên, không lùi mà tiến tới. Trong tay có một đạo quang trụ nóng bỏng lướt đi, giữa không trung lập tức xuất hiện một cỗ năng lượng nóng mang theo khí thế âm hàn. Đạo quang trụ nóng bỏng lướt đi, không gian chung quanh ầm ầm run rẩy. Trong khoảnh khắc đã hóa thành một đạo quang nhận bằng hỏa diễm cực lớn. Lập tức bổ vào trong kiếm quang giống như một tấm lưới lớn. Tấm lưới bằng kiếm quang ngập trời chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã bị Lục Lâm Thiên xé rách. Kiếm quang tán loạn, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, không gian to lớn lập tức bị phá hủy thành không gian hư vô. Thật mạnh, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều xé rách không gian, hủy thiên diệt địa. Trong hai minh, từng đạo ánh mắt rung động không thôi. Đây là thực lực của đại thiếu gia sao? Đám người Lục gia nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi kích động tới mức run rẩy. Bọn họ chưa từng nhìn thấy qua thực lực khủng bố như vậy. Đối với người Lục gia mà nói, bọn họ mới biết được rốt cuộc uy danh của đại thiếu gia trên đại lục xuất hiện như thế nào. Thực lực khủng bố như vậy,
không có đại thiếu gia thì Lục gia sao có thể có như ngày hôm nay. Tiểu tạp chủng, có một chút thực lực, đón tiếp một chiêu của ta. Ngay khi Lục Lâm Thiên xé rách tấm lưới bằng kiếm quy nát, khi thân ảnh vừa mới xuất hiện thì một tiếng hét âm lệ đã vang lên. Đồng thời tàn kiếm nóng bỏng trong tay tàn kiếm đại đế lần nữa vung lên, ba đạo kiếm quang tựa như lưu quang xuyên thủng qua không gian đánh tới. Siêu siêu siêu. Những nơi ba đạo kiếm quang đi qua, không gian vỡ nát, kéo theo ba đường cong nòng bỏng nhanh như thiểm điện xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Khi ba đạo kiếm quang xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, kiếm quang phai nhạt, lúc này mới có thể nhìn thấy rõ ràng, ở trong ba đạo kiếm quang này chính là ba vật đỏ thẫm. Tiểu tạp chủng, thực lực không tệ, thế nhưng ngươi đã xong đời rồi. Khặc khặc, tiếng cười lớn âm trầm từ trong miệng tàn kiếm đại đế vang lên, ba vật đỏ thẫm bắn về phía trước. Trong nháy mắt khi mọi người tưởng nó công kích Lục Lâm Thiên thì ba đạo lưu quang nóng bỏng này trong sát na xuyên thủng không gian, phóng về phía đế giả đế đạo minh sau lưng Lục Lâm Thiên. Ba đạo lưu quang nóng bỏng xuyên qua, cả không gian trong lúc vô hình tràn ngập năng lượng nóng bỏng. Ba vật đỏ thấm kia khiến cho người ta có cảm giác tim đập nhanh, giống như bên trong ẩn chứa một cỗ năng lượng bàng bạc đáng sợ vậy. Không tốt, đây là diệt không hỏa lôi của Hóa Vũ Tông, ba khỏa diệt không hỏa lôi. Đủ để đánh chết đế giả bình thường, tất cả mọi người mau lui lại, tránh. Lão giả bên người Linh Hạo đại đế nhanh chóng nhận ra diệt không hỏa lôi, lập tức quét lớn. Nhanh chóng cùng với cường giả linh thiên môn lùi về phía sau. Dưới diệt không hỏa lôi, bất luận là chuẩn đế hay tôn cấp cũng chỉ có chịu chết. Diệt không hỏa lôi. Tất cả các đế giả nghe vậy không khỏi biến sắc. Vật khủng bố bực này tất cả mọi người đều đã nghe nói qua. Diệt không hỏa lôi của Hóa Vũ Tông hung danh hiển hách, đồn rằng trước đây người của Hóa Vũ Tông đã từng dùng nó giết qua đế giả. Mau lui lại, tất cả mau lui lại. Một đế giả hét lớn, khiến cho chúng cường giả tôn cấp, vương cấp phía sau mau chóng lui lại. Chúng đế giả dường như đạt được sự ăn ý, nhanh chóng có hành động giống. Linh Hạo đại đế, Nam Thúc, Hàn Băng đại đế, Thánh Thủ Linh đế, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song, Thiên Ngục đại đế, Đông Cung Huyên và hai mươi mấy đế giả cơ hồ cùng lúc ra tay, mẫu đơn cũng gia nhập vào đám người. Liên thủ ngăn cản, bằng không người có tu vi tôn cấp không có cách nào chống lại, một khi bị ảnh hưởng tới người có tu vi tôn cấp nhất định sẽ chết. Thân ảnh hơn 20 đế giả của đế đạo minh lập tức tiến lên, từng đạo quang tụ từ trong cơ thể thánh thủ linh đế, linh sát lão nhân, dương quá, lục tâm đồng bắn ra, không gian chấn động, run rẩy không ngừng giống như sắp vỡ nát. Trong nháy mắt ngắn ngủi, giữa không trung trước mặt hai mươi mấy đế giả đã xuất hiện một màn hào quang che khuất bầu trời, vô cùng khổng lồ. Bên trong hào quang lan tràn ra uy áp mạnh mẽ khiến cho lòng người rung động. Chung quanh màn quang mang cực lớn này không gian xuất hiện vết nứt đen kịt. Tất cả chuyện này trước mặt đế giả chỉ trong khoảnh khắc đã làm xong. Cùng một lúc, ba vật đỏ thấm gọi là diệt không hỏa lôi cũng hung hăng đánh vào màn quang mang do hai mươi mấy đế giả liên thủ ngưng tụ ra. Không có cách nào xuyên qua được. Siêu siêu. Ba khỏa diệt không hỏa lôi cùng lúc bành trướng, cả không gian đột nhiên rung động, sau đó ba khỏa diệt không hỏa lôi lập tức nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt. Ầm ầm. Âm thanh bạo liệt đột nhiên giống như tiếng sấm vang vọng ở phía chân trời, vật kinh khủng kia triệt để nổ tung, âm thanh tựa như sấm sét trên 9 tầng trời. Ba cơn lốc bằng năng lượng nóng bỏng mà kinh khủng mang theo tiếng sấm minh hội tụ lại một chỗ va chạm với màn quang mang do hai mươi mấy đế giả liên thủ ngưng tụ. Năng lượng nóng bỏng phóng ra, hóa thành hỏa diễm ngập trời khuếch tán ra bốn phía. Ở trong màn quang mang do hai mươi mấy đế giả liên thủ bố trí, cũng xuất hiện từng vết nứt cây ếch ông gian đen kịt, vết nứt không gian đen kịt tựa như mạng nhện lan tràn ra ngoài mang quang mang. Thế nhưng cũng không có cách nào phá vỡ màn quang mang do hai mươi mấy đế giả liên thủ bố trí. Thế nhưng trong màn quang mang bằng năng lượng do hai mươi mấy đế giả liên thủ bố trí, không gian nứt vỡ từng khúc, hỏa diễm ngập trời khuếch tán, không trung bắt đầu hỗn loạn, tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Lực lượng thật là khủng khiếp. Chuẩn đế cùng với tôn cấp, vương cấp nhìn chăm chú lên trên không trung, không khỏi kinh hãi. Ánh mắt đều vì lực lượng hủy diệt mà kinh hãi. Bằng tu vi của bọn họ, nếu như bị dính vào bên trong, tuyệt đối khó có thể thoát khỏi cái chết. Uy lực thật mạnh. Tất cả cường giả kinh hãi, khí tức nóng bỏng giống như từ biển lửa bốc lên, khiến cho đám người ở trong màn quang mang do hai mươi mấy đế giả bố trí cũng cảm thấy lạnh mình, năng lượng khủng bố khiến cho trong lòng bọn họ kinh hãi. Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận.
Bàn Long Đại Trận, Cửu Cửu Quy Nguyên Trận, Thiên Kiếm Cổ Trận. Ngay khi hai mươi mấy đế giả đế đạo minh liên thủ bố trí quang cháo phòng ngự, trong nháy mắt này trên không trung vang lên từng tiếng quát. Âm thanh vang vọng trong không gian. Một mảng lớn mây đen lập tức kéo tới, tràn ngập trên không trung. Cả phiến không gian lập tức lờ mờ một mảnh, một cỗ khí tức khủng bố, mênh mông tràn ngập. Ngoài không gian bị che khuất, từng đạo quang trụ phóng lên trời. Tổng cộng có 9 đạo quang trụ, mang theo khí tức thượng cổ khủng bố kinh người hội tụ trên không trung. Một đạo quang mang chói mắt như ánh trăng xuất hiện trên bầu trời tràn ngập mây đen. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, phiến thiên địa này lập tức tối đen. Một đạo trận khổng lồ mấy vạn thước che phủ cả phiến không gian xuất hiện trên bầu trời. Một cỗ khí tức âm hàn phô thiên cái địa kéo tới, giống như một cơn lốc quay chung quanh không trung. Trong chớp mắt ngắn ngủi, 9 đạo quang trụ bằng năng lượng ngập trời đã hóa thành một vầng trăng sáng cực lớn, đại trận xuất hiện, không trung phong vân biến sắc. Không gian run rẩy, mặt đất rung chuyển, phía trên không gian lờ mờ. Giống như bị khí tức hủy diệt thôn vệ cả phiến không gian vậy. Lục Lâm Thiên nhìn lên không trung, đại trận này đã bắt đầu bố trí, không gian run rẩy không ngừng. Không biết vì sao, Lục Lâm Thiên lại thoáng do dự, không ngờ lại không đi ra. Thế nhưng lúc này sợ rằng có muốn lùi lại cũng sẽ lập tức bị ngăn cản. Không gian chung quanh có từng đạo khí tức khủng bố đang tập trung vào trên người Lục Lâm Thiên. Ầm ầm, trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, đại trận giống như vầng trăng sáng được bố trí, không trung run rẩy giống như hủy thiên diệt địa. Liên tiếp xuất hiện 3 đại trận cực lớn nữa. Ngao, trên đại trận giống như vầng trăng sáng, một đầu hư ảnh cự long cực lớn xoay quanh vầng trăng trắng sáng kia, quang mang vô cùng lan tràn, cả phiến thiên địa run rẩy. Ầm ầm, trên vầng trăng trắng sáng kia lại là 9 đạo quang trụ bằng năng lượng vô cùng lan tràn. 9 đạo quang trụ bằng năng lượng phóng lên trời, hóa thành 9981 đạo quang trụ, lập tức bao phủ vầng trăng sáng trên không trung, tựa như thác nước từ trên chảy xuống. Siêu siêu, trong không gian lần nữa xuất hiện vết nứt đen kịt, vô số kiếm quang bắn ra. Vô số kiếm quang, rậm rạp, chằm chịt từ trong vết nứt đen kịt phóng ra. Mang theo khí tức mênh mông, sắc bén, cổ xưa. Cuối cùng quay chung quanh hư ảnh cự long khổng lồ cùng với 81 đạo quang trụ bằng năng lượng cực lớn. Xoay tròn vầng trăng sáng kia. Ầm ầm, cả phiến thiên địa run rẩy, quang mang vô cùng vô tận ở trong đại trận vặn vẹo, một cỗ khí tức cổ xưa lan tràn, uy thế ngút trời, thanh thế kinh thiên động địa giống như tiếng sấm minh vang vọng trong thiên địa. Trong chớp mắt ngắn ngủi mọi người nhìn thấy 4 đại trận dùng xu thế mạnh mẽ, che khuất bầu trời ầm ầm xuất hiện trong thiên địa, bao phủ lấy Lục Lâm Thiên. Đương nhiên, người bị bao phủ cùng với Lục Lâm Thiên còn có người của tất cả các sơn môn và các đế giả trong đế đạo minh. Chỉ là đem tất cả người của đế đạo minh ngăn cách ở bên ngoài mà thôi. Màn quang mang do 20 mấy đế giả đế đạo minh liên thủ bố trí bắt đầu yên tĩnh lại, dần dần trở nên bình thường. 20 mấy đế giả liên thủ bố trí cương cháo phòng ngự quá mạnh mẽ, ngay cả đế giả bình thường cũng khó có thể phá tan, huống chi lại có hơn 20 đế giả liên thủ. Thế nhưng 20 mấy đế giả đế đạo minh liên thủ bố trí cương cháo phòng ngự thì trên không trung, đế giả thiên địa minh dường như đã sớm chuẩn bị xuất ra 4 đại trận. Không tốt, mắc lừa rồi. Sắc mặt của chúng đế giả đế đạo minh biến đổi, trên không trung, đại trận che khuất bầu trời bao phủ không gian, bao vây phiến không gian này. Trên không trung, gió nổi mây pê hun, mây đen ngập trời, không gian cực lớn lờ mờ. Một vầng trăng sáng bao phủ thiên địa. Trên vầng trăng sáng này có hư ảnh một đầu cự long cực lớn đang xoay quanh vầng trăng. Uy năng vô tận lan tràn, 9981 đạo năng lượng vây quanh vầng trăng, khí thế ngập trời tràn ngập không gian. Còn có vô số kiếm quang xoay quanh trong không gian, phóng ra khí tức mênh mông mà cổ xưa. Càn Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận của Nguyệt Long Các, Bàn Long Đại Trận của Huyễn Hồn Môn, Cửu Cửu Quy Nguyên Đại Trận của Quy Nguyên Môn, Thiên Kiếm Cổ Trận của Thiên Kiếm Môn. Trong đế đạo minh, từng âm thanh kinh ngạc truyền ra. Từng đạo ánh mắt trong khoảnh khắc nhìn chăm chú vào trong không gian đang gió nổi mây phun. 3 khỏa diệt không hỏa lôi chỉ là dẫn dắt sự chú ý của chúng ta. Mục tiêu chính của bọn họ chính là Lục Lâm Thiên. Đại trận phòng ngự mạnh nhất của 4 sơn môn đều được vận dụng. Liên thủ bố trí 4 đại trận để vây khốn Lục Lâm Thiên, sợ rằng muốn liên thủ đối phó với hắn. Này này dùng 3 khỏa diệt không hỏa lôi là vì muốn thu hút sự chú ý của chúng ta. Bọn chúng thừa cơ bày trận vây khốn Lục Lâm Thiên.
Mục tiêu chính của bọn họ là đánh chết Lục Lâm Thiên. Càn Khôn Thiên Nguyệt Đại Trận, Bàn Long Đại Trận, Cửu Cửu Quỷ Nguyên Trận, Thiên Kiếm Cổ Trận. Đây là bốn đại trận phòng ngự mạnh nhất của bọn họ. Không có bao nhiêu lực công kích, thế nhưng lực phòng ngự cũng bởi vậy mà cực kỳ cường hãn. Đế giả cũng khó có thể phá vỡ. Bốn đại trận liên thủ, bốn tầng phòng ngự, càng khó có thể phá vỡ. Bọn chúng đã sớm có kế hoạch nham hiểm này. Từng âm thanh kinh ngạc và phẫn nộ từ trong miệng đế giả Đế Đạo Minh truyền ra. Đối với bốn đại trận này, không ít đế giả chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra. Bốn đại trận này chính là bốn đại trận phòng ngự mạnh nhất trong tất cả các sơn môn lớn trong Thiên Địa Minh. Làm sao bây giờ, Lâm Thiên bị nhốt rồi, bọn chúng có 19 đế giả. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cùng với mọi người biến sắc. Khặc khặc, Tư Vị Diệt Không Hỏa Lôi ra sao? Trong đại trận, Tàn Kiếm Đại Đế âm trầm cười lớn. Bốn đại trận phòng ngự được bố trí, Lục Lâm Thiên bị nhốt bên trong thì chạy đằng trời. Người Đế Đạo Minh bên ngoài trong thời gian ngắn cũng tuyệt không có cách nào tiến vào. Đây là kế hoạch tốt nhất, tối ngày hôm qua chúng đế thương lượng thật lâu, hiện tại rốt cuộc cũng đã trở thành hiện thực. Nguyệt Long Các, Huyễn Hồn Môn, Quy Nguyên Môn đều rời đại trận của mình tới đây là bởi vì muốn áp dụng kế hoạch chém đầu Lục Lâm Thiên này. Tàn Kiếm, người quả thực vô sỉ, có bản lĩnh thì ra đây chiến một trận. Thi triển thủ đoạn vô sỉ như vậy có còn là đế giả nữa hay không? Trong Vân Dương Tông, một lão giả bên người Vân Thủy Đế Tiên quát to. Thiên Phong, bất binh yếm trá, vì đạt được diệt không hỏa lôi của Hóa Vũ Tông mà ta đã tốn không ít công sức. Ngươi không biết đâu, ban đầu các ngươi tới diệt Hóa Vũ Tông, ta đã đi tới Hóa Vũ Tông trước một chuyến, đem không ít thứ của Hóa Vũ Tông chuyển về Lan Lăng Sơn Trang, ha ha. Quân Lăng Đại Đế của Lan Lăng Sơn Trang cười lớn, nói. Chỉ tiếc loại bảo vật như diệt không hỏa lôi này không thể đánh chết đế giả, thế nhưng hiện tại có thể an tâm giết chết tiểu tạp chủng Lục Lâm Thiên này, chung quy cũng đáng. Quân Lăng, ta sẽ san bằng Lan Lăng Sơn Trang ngươi thành bình địa. Linh Hạo Đại Đế cả giận, lớn tiếng nói. Linh Hạo, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ha ha, chờ ta giết tiểu tạp chủng Lục Lâm Thiên này lại tới thu thập các ngươi. Huống chí còn có người thu thập các ngươi. Lão giả bên người Quân Lăng Đại Đế cười lớn nói. Còn dài dòng làm gì? Phá trận, cưỡng ép phá trận cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, bốn đại trận vây khốn lão đại, đối phương lại có 19 đế giả. Tuy rằng Tiểu Long tin tưởng lão đại mình, thế nhưng lúc này cũng không hỏi lo lắng. Ngao! Một tiếng giống vang lên, thân ảnh Tiểu Long lập tức nhảy ra, trong khoảnh khắc, dưới ánh mắt nghẹn họng nhìn chân chối của tất cả mọi người, Tiểu Long lập tức hóa thành bản thể khổng lồ. Uy năng cực lớn lan tràn ra, khiến cho tất cả các yêu thú run rẩy. Ngao! Dưới trạng thái bản thể, Tiểu Long rít lên một tiếng, hung hăng phóng về phía bốn đại trận che khuất bầu trời. Thân thể khổng lồ chính là công kích cường hãn nhất, uy năng đánh vỡ không gian chung quanh, không gian ven đường vỡ nát, lộ ra hư không đen kịt, khiến cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Phanh! Tiếp đó trong nháy mắt bản thể khổng lồ của Tiểu Long dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi hung hăng dùng cái đuôi lớn của mình quất vào trong không gian che khuất bầu trời đang vặn vẹo. Năng lượng kình phong đáng sợ giống như một cơn sóng mang theo hỏa diễm màu vàng khuếch tán về bốn phía. Ầm ầm. Dưới cái đuôi lớn này, kình khí khuếch tán, không gian nứt vỡ từng khúc. Quang mang đen kịt lập tức lòe, đại trận cũng ầm ầm lay động. Cái đuôi lớn của Tiểu Long đánh một cái. Sợ rằng một khi đế giả nhất trọng bị đánh vào ngươi, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, uy lực khủng bố vô cùng. Nhưng mà Tiểu Long quật đuôi một cái, không gian chung quanh bị đánh nát, đại trận run rẩy, thế nhưng thân thể khổng lồ của Tiểu Long cũng bị một cỗ phản lực đẩy lui, không có cách nào phá trận. Liên thủ phá trận. Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn cũng có động tác, Mộc Hoàng khí, Thần Hoàng khí ngập trời lan tràn. Thân ảnh xinh đẹp của nhị nữ hóa thành hai đạo lưu quang trong nháy mắt xuất hiện trước bốn đại trận khổng lồ, nhanh chóng đánh ra một đạo quang trụ bằng năng lượng. Cùng liên thủ một chỗ. Nam Thúc khẽ quát một tiếng, đế giả của Đế Đạo Minh cũng không dám chậm trễ, Linh Hạo Đại Đế, Hàn Băng Đại Đế, Vân Thủy Đế Tiên, Thánh Thủ Linh Đế, Thiên Mục Tinh Đế cùng với chúng đế giả đều có động tác, một tay nhanh chóng kết thủ ấn. Từng đạo quang trụ bằng năng lượng dẫn động năng lượng thiên địa mang theo thanh thế khiến cho người ta kinh hãi, từng đạo công kích nhanh chóng đánh về phía bốn đại trận cực lớn kia. Phong sát và cuồng sát của Hắc Sát Giáo do dự một lát cũng nhanh chóng gia nhập vào bên trong. Mẫu Đơn nhìn vào trong đại trận, ánh mắt lóe lên,
lập tức ra tay, huyết sát chi khí quanh thân đại thịnh, một đạo quang trụ huyết sắc hung hăng va chạm với đại trận khổng lồ kia. Ầm ầm, vô số đế giả công kích tới, công kích khủng bố đều đánh vào trong đại trận khổng lồ, âm thanh bạo liệt, kinh thiên động địa vang vọng không ngừng. Trên đại trận khổng lồ, quang mang giống như vầng trăng sáng, hư ảnh cự long khổng lồ, 9981 đạo quang trụ, còn có vô số kiếm quang đều chấn động, run rẩy không thôi. Mấy đại trận lung lay giống như sắp đổ, không gian chung quanh sụp đổ từng khúc. Giống như hủy thiên diệt địa. Động tính khủng bố khiến cho người của đế đạo minh run rẩy, loại công kích như vậy, cho dù là chuẩn đế tuyệt đối không có cách nào chen chân vào bên trong. Dưới chấn động hủy thiên diệt địa, đại trận lung lay sắp đổ, bên trên xuất hiện không ít vết nứt, thế nhưng lại lần nữa khôi phục. Thật mạnh, 20 mấy đế giả toàn lực ra tay, thế nhưng cũng không thể đánh nát đại trận này. Chuyện này khiến cho cơ hồ tất cả đế giả biến sắc, công kích như vậy mà còn có thể chống lại, lực phòng ngự của 4 đại trận này quả thực đủ khủng bố. Lục gia, Lục Trung, cùng với đám người Lục Đông lúc này cũng chỉ có tâm mà không có lực. Trong đại trận, 19 đế giả vốn có chút lo lắng, đế giả của đế đạo minh dù sao cũng quá nhiều, mà lúc này nhìn thấy vô số đế giả cũng không có cách nào phá hủy 4 đại trận, rốt cuộc đám người này cũng triệt để yên tâm. Khắc khắc, xem các người phá trận nhanh hay là Lục Lâm Thiên chết nhanh. Trong đại trận che khuất không gian, Tàn Kiếm đại đế cười lớn, âm thanh ầm ầm quanh quẩn trong thiên địa. Toàn lực phá trận. Dương Quá hét lớn một tiếng, tay nắm chấn thiên, quang mang đại thịnh, không gian run rẩy không ngừng. Vô số đế giả của đế đạo minh nhìn đại trận này không thể phá vỡ, ánh mắt kinh ngạc, sau đó chân khí linh lực lại tuôn ra, chuẩn bị lần nữa ra tay. Xông tới Thiên Kiếm môn ta, cho rằng ta chết rồi sao? Nếu đã tới, ngày hôm nay giữ lại một mình Lục Lâm Thiên cũng không đủ. Ngay khi chúng cường giả đế đạo minh muốn lần nữa ra tay, đồng thời trên không trung xuất hiện chấn động, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện trên không trung. Người này xuất hiện, cả không trung tràn ngập mùi máu tươi này khiến cho đế giả có mặt đều run sợ không thôi. Khí tức khiến cho lòng người rung động tràn ngập ra, đạo thân ảnh này xuất hiện, trên người mặc một trường bào màu đỏ, bộ dáng chừng 50 tuổi, thế nhưng ngay cả bộ tóc dài dường như cũng được nhuộm qua máu tươi, có chút tương tự với mái tóc đỏ của Huyết Mị, Mẫu Đơn. Chỉ là trên mái tóc của Huyết Mị và Mẫu Đơn mà khí tức huyết sát, mà trên người lão giả này lan tràn ra mùi máu tươi. Mọi người nhìn lão giả này, mái tóc dài cùng với con mắt màu đỏ, lưng đeo một thanh trường kiếm đỏ tương, khiến cho người ta có cảm giác sát phạt, lạnh lẽo, tựa như sát thần vậy. Thật mạnh! Các đế giả cơ hồ đều có thể cảm nhận được mùi máu tươi khủng bố, người này vừa mới xuất hiện, trong lúc vô hình đã khống chế một phương thiên địa. Khí tức trên người khiến cho chúng đế giả bị ảnh hưởng không nhỏ. Vũ đế tứ trọng A, nhất định là vũ đế tứ trọng, chắc chắn mạnh hơn tam trọng đỉnh phong. Lão giả gọi là Thiên Phong trong Vân Dương Tông cùng với lão phụ nhân bên người Đông Cung Huyên của Thiên Vân Đảo nhìn nhau, sắc mặt đồng thời biến hóa. Vũ đế tứ trọng. Chúng đế giả kinh hãi, không ngờ trong Thiên Kiếm môn còn có tồn tại bực này. Tất cả mọi người toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên kia trước. Những người này không cần các ngươi quan tâm. Lão giả kia vừa mới dứt lời, ánh mắt nhìn về phía đám người Nam Thúc, Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Dương Quá, Vân Thủy Đế Tiên cùng với những người khác, ánh mắt lại nhìn về phía không trung, nói. Dương Đỉnh Thiên, người đã tới từ sớm, không phải đang đợi ta sao? Xuất hiện đi. Chúng đế giả nhìn nhau, lúc này mới biết được không ngờ còn có cường giả. Ngay cả bọn họ cũng không cảm nhận được sự tồn tại của người này, từng ánh mắt lập tức chăm chú nhìn lên không trung. Ha ha! Trên không trung, một tiếng cười to vang vọng, sau đó không gian xuất hiện chấn động, trên không gian xuất hiện một cái động sâu. Mọi người nhìn xuống, một đạo thân ảnh mặc trường bào từ từ bước qua khô nông gian, lập tức xuất hiện trên không trung. Người này xuất hiện, cả không gian có một cơn gió thổi qua, khiến cho người ta có cảm giác sảng khoái. Trong lúc vô hình năng lượng thiên địa biến hóa. Huyết kiếm, đã lâu không gặp. Người kia vừa mới xuất hiện đã mỉm cười, thân thể có chút mập mạp, đặc biệt là cái bụng phệ giống như Phật Di Lặc kia gần như muốn phá áo mà ra, khuôn mặt mỉm cười, cái đầu nhỏ mà bóng loáng, trên người mặc một bộ cẩm bào màu xám rộng thùng thình. Thế nhưng mùi máu tươi trong không gian trong lúc vô hình đã bớt đi không ít. Còn có cường giả xuất hiện, Thiên Kiếm môn cho dù đã nắm chắc, không biết người vừa mới xuất hiện là người của sơn môn nào.
Lục Lâm Thiên bị nhốt trong đại trận, khuôn mặt lại không có bao nhiêu ngưng trọng. Ánh mắt ngược lại có chút kinh ngạc nhìn về phía ngoài đại trận. Huyết kiếm, người vẫn ở trong Thiên kiếm môn sao? Đồn rằng người này trước kia chính là một tồn tại khủng bố. Sớm biết người này còn tồn tại, người này là con bài lớn nhất của Thiên kiếm môn A. Có người này, những năm qua cũng không có ai dám đánh chủ ý với Thiên kiếm môn. Dương Đỉnh Thiên kia cũng không kém A, tiền bối năm đó có nói, là cường giả cùng cấp bậc với huyết kiếm. Hai người đều là nhân vật phong hoa tuyệt đại, bởi vì người này ở Vân Dương Tông cho nên những năm này đế đạo minh và thiên địa minh trở mặt, trên đại lục Linh Vũ chỉ có một mình Vân Dương Tông là người của đế đạo minh, những sơn môn khác cũng không dám đối phó với Vân Dương Tông. Bái kiến lão tổ. Ngay trong lúc Lục Lâm Thiên suy đoán, Vân Thủy Đế Tiên cùng với đế giả bên cạnh và Thiên Dương Tôn giả, Thiên Phong Tôn giả, Vân Khiếu Thiên cùng với những người khác lập tức cung kính hành lễ. Cường giả khác trong Vân Dương Tông thấy vậy cũng lập tức kính sợ hành lễ. Đứng lên đi. Lão giả này mỉm cười, cánh tay khẽ vung lên, ý bảo mọi người miễn lễ. Thì ra là người của Vân Dương Tông cũng còn có át chủ bài. Lục Lâm Thiên kinh ngạc, lúc này trong Vân Dương Tông cũng có ba đế giả, lại thêm một đế giả cực kỳ cường hãn vừa mới xuất hiện, Vân Dương Tông quả nhiên ẩn tàng vô cùng sâu. 5000 năm không gặp, Dương Đỉnh Thiên, không ngờ tên mập mạp nhà ngươi cũng đột phá tới vũ đế tứ trọng. Lão giả bị gọi là huyết kiếm kia run rẩy, bắt đầu có chút âm hàn. Ngươi có thể đột phá sao ta lại không thể? Lão giả đầu chọc được gọi là Dương Đỉnh Thiên vui vẻ nói, thế nhưng cũng khó có thể che giấu vẻ ngưng trọng trong mắt hắn. Có huyết kiếm ở đây, lúc này hắn cũng không có cơ hội hỗ trợ phá trận, thực lực của huyết kiếm này hắn là người rõ nhất. Các ngươi toàn lực phá trận, huyết kiếm này có ta đối phó. Dương Đỉnh Thiên quát lên một tiếng, trường bào màu xám run lên, năng lượng thiên địa trong không trung lập tức cuồn cuộn. Người thiên địa minh toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên, tốc chiến tốc thắng. Huyết kiếm cũng khẽ quát một tiếng với người trong đại trận. Ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Dương Đỉnh Thiên, ánh mắt đột nhiên sắc bén, lấy bản thân làm trung tâm, một mùi máu tươi vô hình khuếch tán, khiến cho lòng người rung động. Ông! Tiếp đó, huyết kiếm rút thanh trường kiếm màu đỏ trên lưng ra khỏi vỏ, tiếng kiếm minh đinh tai nhức óc vang vọng, cả không trung gió nổi mây phun. Thanh trường kiếm màu đỏ này giống như một dòng máu tươi phóng lên trời, khí thế cực kỳ khủng bố, thanh trường kiếm màu đỏ này rõ ràng cũng là thần khí. Phong thần tiễn! Ánh mắt Dương Đỉnh Thiên trầm xuống, khẽ phất tay một cái, một đạo quang mang màu trắng xuất hiện, lập tức hóa thành một đạo bạch mang trước người, đây chính là một mũi tên tạo thành quái dị. Giống như vốn đã như vậy, toàn thân lan tràn ra vô số bí văn. Ầm ầm, mũi tên này xuất hiện, cuồng phong rít gào trong không gian run run, khí thế tuyệt đối cũng tới thần khí. Huyết kiếm, để cho ta xem thực lực của ngươi những năm này rốt cuộc đã tới mức nào rồi. Dương Đỉnh Thiên khẽ quát một tiếng, ánh mắt trầm xuống, tay cầm phong thần tiễn, chấn động mênh mông lan tràn ra. Cỗ chấn động này khuếch tán, phiến thiên địa này lập tức biến sắc. Gió nổi mây phun. Hừ, người cứ tới đây. Huyết kiếm khẽ quát một tiếng, trong không gian biến sắc lập tức bổ ra một kiếm. Kiếm quang huyết sắc xé rách vết nứt không gian đen kịt, giống như tia chớp phóng về phía Dương Đỉnh Thiên. Siêu, siêu. Thân ảnh Dương Đỉnh Thiên khẽ động, bàn chân đạp nát không gian, phong thần tiễn trong tay xuất động, quang nhận xuyên thủng không gian lướt đi. Ầm ầm. Trong chốc lát, hai cường giả cường hãn này đã ầm ầm giao thủ với nhau. Công kích khủng bố tràn ngập năng lượng ngay cả đế giả bình thường cũng không dám đặt chân vào trong đó. Đây là đế giả tứ trọng, tới đế giả, chênh lệch mỗi một trọng giống như giữa trời và đất, căn bản khó có thể vượt qua cái hào rộng này. Mắt nhìn hai đế giả khủng bố giao phong trên không trung, đế giả bình thường không khỏi rung động. Toàn lực ra tay, phá trận, nhanh. Nam thúc hét lớn một tiếng. Cửu Long Xích Viêm Đỉnh đã xuất hiện trước người. Ầm ầm, không gian run rẩy, đế giả của đế đạo minh cũng thúc dục thần khí, trong lúc nhất thời không gian gió nổi mây phun. Dương Quá thì cầm chấn thiên, trước người Lục Tâm Đồng là Thanh Lôi Huyền Đằng, trước người Thánh Thủ Linh Đế là Linh Ngọc Sàng. Tổng cộng trục kiện thần khí xuất hiện, uy năng bao phủ thiên địa. Thanh thế bực này khiến cho người có tu vi tôn cấp đã cảm thấy mình dư thừa, không có cách nào tham dự vào bên trong. Trong tay nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn cũng xuất hiện một kiện linh khí tuyệt đối là thần khí.
Trong tay Bắc Cung Vô Song xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh lá, toàn thân màu xanh lục, không giống như kim loại tạo thành, thế nhưng uy năng lại khủng bố vô cùng. Trong tay Độc Cô Cảnh Văn thì lại xuất hiện một cái tỳ bà màu trắng, uy năng cũng khiến cho người ta kinh hãi. Rõ ràng so với Cửu Long Xích Viêm Đỉnh của Nam Thúc và những thần khí khác mạnh hơn không ít. Siêu siêu siêu. Trường kiếm trong tay Bắc Cung Vô Song bổ ra một bổ, dưới thân kiếm không gian nổ tung, sinh cơ chung quanh biến mất. Siêu siêu. Trường kiếm màu xanh trong tay Bắc Cung Vô Song bổ ra, không gian nổ tung, sinh cơ chung quanh biến mất. Đang đang. Bàn tay như ngọc của Độc Cô Cảnh Văn khẽ gảy, trên tỳ bà, từng đạo quang nhận bằng linh hồn phá không đánh ra, không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc. Công kích từ thần khí trong tay nhị nữ cùng với công kích của các đế giả nắm thần khí và những đế giả bình thường lần nữa phóng về phía bốn đại trận kia. Toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên. Cùng một thời gian, trong đại trận, từng đạo thân ảnh đế giả nhảy ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lục Lâm Thiên. 19 đế giả A, trong đó có còn đế giả như Tàn Kiếm Đại Đế và một đế giả khác của Lan Lăng Sơn Trang, rõ ràng chính là đế giả tam trọng. Mặt khác còn có mấy đế giả nhị trọng, hơn chục đế giả vây khốn Lục Lâm Thiên vào bên trong. Lục Lâm Thiên này chết chắc rồi. Lục Lâm Thiên chắc chắn sẽ chết, thuộc tính đại thành, trở thành hoàng tộc thì thế nào? Vẫn phải chết thôi. Tất cả người có tu vi tôn cấp của thiên địa minh xa xa cùng với cường giả chuẩn đế nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự vui mừng. Dưới sự vây công của 19 đế giả, nếu như Lục Lâm Thiên này còn không chết thì gặp quỷ rồi. Tiểu tử này mới đột phá đế giả không bao lâu à. Ầm ầm. Công kích của đế giả đế đạo minh lần nữa va chạm vào đại trận, âm thanh ầm ầm vang vọng, kinh thiên động địa. Không gian chung quanh nứt vỡ từng khúc, từng vết nứt không gian hiện lên, phía trên màn sáng bên ngoài của tầng đại trận thứ nhất xuất hiện khe nứt. Từng đạo kiếm quang trong đại trận bắt đầu phai nhạt đi một chút. Vô số đế giả thúc giục thần khí phá trận, lúc này mọi người đều dùng toàn lực. Chỉ cần công kích thêm mấy lần là có thể phá vỡ, nhanh. Đế giả đế đạo minh lần nữa bắt đầu ngưng tụ công kích. Lục Lâm Thiên, người chết chắc rồi. Khí tức 19 đế giả tập trung vào người Lục Lâm Thiên, trong không gian, một cỗ khí thế cường hãn dẫn động năng lượng thiên địa mang theo sát ý khuếch tán. Đế giả thiên địa minh nhìn người đế đạo minh bên ngoài toàn Lugisi phá trận, đại trận lung lay, sợ rằng dưới công kích điên cuồng bực này, chắc sẽ có lúc bị phá hủy. Bốn đại trận, 19 đế giả, không ngờ lại xem trọng ta như vậy. Trên không trung, lúc này vẻ mặt Lục Lâm Thiên lại vô cùng lạnh nhạt, bộ trường bào màu xanh trên người không gió mà bay. Thân ảnh chắp tay đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn 19 đế giả trên không trung. Khóe miệng nhàn nhạt mỉm cười, nụ cười lại ẩn chứa hàn ý tuyệt đối. Cho nên tiểu tạp chủng nhà ngươi chắc chắn sẽ chết. Huyết tẩy thiên kiếm môn ta, ngươi xem thiên kiếm môn ta là cái gì? Thiên kiếm môn ta há là tồn tại mà ngươi muốn huyết tẩy là huyết tẩy sao? Lớn lối, hiện tại lại giống như cá trong chậu, chết chắc rồi. Ha ha! Sau lưng Tàn Kiếm, trong đội hình của thiên kiếm môn, Đoạn Kiếm đại đế lớn tiếng cười nói, tiểu tạp chủng này ngày hôm qua dám vũ nhục hắn, lúc này tiểu tạp chủng này tuyệt đối sẽ chết. Đoạn Kiếm lão cẩu, thứ nhất các ngươi không giết được ta. Thứ hai, ta dám cam đoan ngươi so với ta còn chết sớm hơn. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn Đoạn Kiếm đại đế rồi mỉm cười, huyết kiếm của thiên kiếm môn bên ngoài có cường giả của Vân Dương Tông đối phó. Mặt khác người của đế đạo minh vẫn còn rảnh tay, chuyện này khiến cho trong lòng Lục Lâm Thiên cực kỳ mừng rỡ. Đối với việc mình bị nhốt trong bốn đại trận, Lục Lâm Thiên cũng không có bất kỳ chút lo lắng nào. Khặc khặc, tiểu tạp chủng xuất khẩu cuồng ngôn, một lát nữa ngươi nhất định sẽ chết, ta sẽ nhìn xem ngươi khiến cho ta chết trước như thế nào. Một lát nữa ta sẽ tiêu diệt ngươi, để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Đoạn Kiếm đại đế dữ tợn, giận dữ nói, hắn chưa từng bị người khác gọi là lão cẩu như vậy. Lúc này nếu như không phải biết thực lực mình không có cách nào đánh chết Lục Lâm Thiên này, ngay cả hung hồn linh đế cũng chết trong tay Lục Lâm Thiên, sợ rằng hắn đã sớm động thủ với Lục Lâm Thiên rồi. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt cười, thân ảnh khẽ động, trong thoáng chốc, nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên có động tác, 19 đạo khí tức chấn động. Đều cho rằng Lục Lâm Thiên muốn ra tay. Mà ánh mắt Lục Lâm Thiên lúc này lại giống như cười mà không phải cười nhìn vào Đoạn Kiếm đại đế, ánh mắt này khiến cho trong lòng Đoạn Kiếm đại đế tự nhiên có chút run sợ. Hừ, các đệ tử lui về phía sau lần nữa. Trong lòng Đoạn Kiếm đại đế trầm xuống,
cố gắng áp chế cảm giác run sợ đột nhiên xuất hiện trong lòng, phất tay bảo đệ tử Thiên Kiếm Môn sau lưng lùi lại một lần nữa. Một khi xảy ra đại chiến, ngoài đế giả ra, không ai có thể chống lại, cho nên hắn mới bảo đệ tử trong môn lùi lại, tránh đệ tử trong môn bị liên lụy. Nghe vậy đệ tử Thiên Kiếm Môn lập tức lùi ra phía sau, mà ngay cả đệ tử Sơn Môn khác cũng lui về phía sau. Lỗ trưởng lão, mau lui lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cường giả Thiên Kiếm Môn lui ra phía sau, nhìn thấy một lão giả mặc trường bào màu vàng còn chưa lui ra phía sau, cường giả bên cạnh lập tức lên tiếng, thế nhưng ánh mắt đều nhìn về phía Lục Lâm Thiên ở phía xa. Lão giả 50 tuổi mặc trường bào màu vàng kia cũng không lùi về phía sau, mà khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Lão cẩu, sao ngươi lại không tin lời ta nói cơ chứ? Ngươi sẽ chết trước mặt ta. Lục Lâm Thiên nhìn Đoạn Kiếm Đại Đế nói. Tiểu tạp chủng, bổn đế ở đây, để xem ngươi có bản lĩnh gì. Một câu lão cẩu, hai câu cũng bị Lục Lâm Thiên gọi là lão cẩu, lúc này khuôn mặt Đoạn Kiếm Đại Đế đã đỏ bừng. Vậy thì tốt, mạng ngươi ta sẽ lấy. Trong nháy mắt này nụ cười trên khuôn mặt Lục Lâm Thiên biến mất, trong đôi mắt đen láy bắn ra sát ý về phía Đoạn Kiếm Đại Đế. Một cỗ khí tức âm hàn, vô hình nương theo khí tức linh hồn nóng bỏng lan tràn ra trong không gian. Siêu! Không gian chấn động, một đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên xuất hiện sau lưng Đoạn Kiếm Đại Đế. Lỗ Quyết Nhị, người còn không mau lui xuống. Muốn chết sao? Đoạn Kiếm Đại Đế quay đầu lại, nhìn thấy thân ảnh ngươi vừa mới xuất hiện, lập tức quát to. Hư Linh Huyền Ấn, lư xê lượng thời gian. Trong mắt lão giả mặc trường bào màu vàng chừng 50 tuổi bắn ra ánh mắt quỷ dị, trên người có một cỗ khí tức quỷ dị vô hình đồng hóa gợn sóng trong không gian. Gần trong gang tấc bao phủ Đoạn Kiếm Đại Đế không kịp phòng bị vào bên trong. Ngao! Đột nhiên trong tay lão giả mặc áo bào màu vàng có một đạo quang mang màu vàng xuất hiện, một tiếng đao minh giống như long ngâm truyền ra. Duệ Kim Hồn Đao. Không có bất kỳ do dự nào, lão giả mặc áo bào màu vàng chừng 50 tuổi, cũng chính là lỗ trưởng lão này nhanh chóng đánh ra một đạo đao mang màu vàng mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo tạo thành một đường vòng cung huyền ảo, ẩn chứa linh hồn lực vô hình bổ về phía Đoạn Kiếm Đại Đế. Kim quang quanh thân đại thịnh. Những nơi đao mang màu vàng đi qua, không gian nứt vỡ, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện trong không gian. Đoạn Kiếm Đại Đế ngây ngốc, lúc này không biết vì sao hắn không có cách nào nhúc nhích, toàn thân giống như bị quản chế, trong lòng hắn có thể mơ hồ cảm giác được sự khủng bố của một đao kia. Khí tức sắc bén, lạnh lẽo cùng với công kích linh hồn khiến cho trong lòng hắn rung động. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể nhúc nhích, trong sát na này hắn cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là đao mang màu vàng kia đã đánh xuống. Đoạn Kiếm Đại Đế chạy không thoát, cũng không có cách nào giãy giụa. Gần trong gang tấc, không hề phòng bị, thời gian gấp 40 lần bao phủ, công kích linh hồn, huống chi thực lực chân chính của Lục Lâm Thiên tăng thêm huyết lục đã sớm vượt qua hắn. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, đao mang màu vàng mang theo vết nứt không gian đen kịt, dưới vô số ánh mắt lập tức đánh vào trên người Đoạn Kiếm Đại Đế, mọi người chung quanh kinh ngạc. Thế nhưng không có ai có thể kịp ngăn cản. Tất cả chỉ trong chớp mắt, đao mang màu vàng mang theo xu thế khủng bố giống như trẻ tre bổ vào Đoạn Kiếm Đại Đế đang ngây ngốc. Đao mang màu vàng đánh xuống, khí tức sắc bén ngập trời cùng với công kích linh hồn phô thiên cái địa khuếch tán. Không gian run rẩy, một đao kia đánh xuống, khiến cho trong lòng chúng đế giả chung quanh không nhịn được mà nhảy dựng. Đoạn Kiếm, cẩn thận, hắn không phải là Lỗ Quyết Nghị. Tàn Kiếm Đại Đế lớn tiếng hét, sắc mặt đại biến, trong nháy mắt này thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Siêu! Đao mang màu vàng bổ vào trên người Đoạn Kiếm Đại Đế, từ trên đỉnh đầu Đoạn Kiếm Đại Đế bổ xuống, dùng xu thế cường hãn xẹt qua mi tâm, dễ dàng giống như rút đao đoạn thủy, hung hăng chém thân thể Đoạn Kiếm Đại Đế thành hai khúc. Ken két! Đao mang còn thừa từ trên không trung đánh xuống, bổ ra một vết nứt đen kịt mà thâm thúy trong không gian. Đoạn Kiếm Đại Đế dưới một đao của Lục Lâm Thiên đã trở thành hai nửa. Máu tươi bắn tứ tung, thân thể hóa thành mảnh vỡ rơi xuống không trung. Hồn anh cùng với phân thân của đế giả cũng không kịp chạy ra. Chính xác mà nói, căn bản cũng không có cơ hội thi triển. Tất cả xảy ra quá nhanh, nhanh tới mức hắn không thể tưởng tượng nổi. Một màn này tất cả mọi người cũng không tưởng tượng nổi. Thậm chí còn mơ hồ, còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đoạn Kiếm Đại Đế bị một đao chém thành hai nửa. Trong nháy mắt này,
thân ảnh Lỗ trưởng lão cũng biến mất không thấy gì nữa. Thân ảnh Tàn Kiếm Đại Đế xuất hiện trong không gian Đoạn Kiếm Đại Đế vừa mới bị chu sát, một tia máu tươi còn bắn vào trên mặt hắn. Một đao đã bị đánh chết, xảy ra chuyện gì vậy? Đoạn kiếm chính là Vũ Đế nhị trọng A, hồn anh và phân thân còn chưa kịp chạy ra. Một đao bị miểu sát, thực lực quá mạnh. Đế giả Thiên Địa Minh lúc này mới kịp phản ứng, trợn mắt há hốc mồm, hít sâu một ngụm khí lạnh. Vừa rồi dưới khí tức sắc bén, lạnh lẽo của một đao kia, mọi người đều cảm thấy linh hồn run rẩy. Đoạn kiếm là Vũ Đế nhị trọng A, không ngờ lại bị miểu sát như vậy. Đoạn kiếm sư đệ, a hát, Tàn Kiếm Đại Đế hét lớn một tiếng, âm thanh bi thương, rít gào, khí tức nóng bỏng trên thân thể lan tràn ra trong không gian. Ai, ta đã nói với ngươi, ngươi sẽ chết trước ta rồi mà. Tại sao ngươi lại không tin cơ chứ? Một âm thanh than thở vang lên, bên người Lục Lâm Thiên lúc này xuất hiện lão giả mặc áo bào màu vàng, khóe miệng người này còn đang nở nụ cười vui vẻ. Trong đình viện ở một ngọn núi trong Thiên Kiếm Môn, Lục Lâm Thiên lại dùng chiêu cũ, đánh chết quân trưởng lão và Lỗ trưởng lão, sau đó lập tức hóa thành bộ dáng của Lỗ trưởng lão. Thi triển siêu linh thuật, tìm được không ít tin tức từ trong linh hồn của hai người. Từ trong trí nhớ ở linh hồn của hai người, Lục Lâm Thiên biết được Thiên Kiếm Môn còn có sắp xếp khác. Người phụ trách chính là quân trưởng lão và Lỗ trưởng lão kia. Vốn sáng nay Lục Lâm Thiên định biến hóa thành quân trưởng lão trà trộn vào trong Thiên Kiếm Môn, thế nhưng thấy Lỗ trưởng lão có địa vị cao như vậy, Lục Lâm Thiên mới thay đổi chủ ý, mà linh hồn phân thân cũng lập tức tiến vào trong Thiên Kiếm Môn. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lỗ trưởng lão giết Đoạn Kiếm lão tổ. Xảy ra chuyện gì? Thực lực của Lỗ trưởng lão từ lúc nào lại khủng bố như vậy? Đệ tử Thiên Kiếm Môn lúc này vẫn còn đang há hốc mồm, căn bản không biết là chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu mơ hồ, căn bản không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Ngoài đại trận, đế giả đế đạo minh không có cách nào tiến vào trong đại trận, thế nhưng vẫn có thể nhìn thấy động tĩnh bên trong. Trong chớp mắt, chúng đế đang chuẩn bị phá trận cũng há hốc mồm, Đoạn Kiếm Đại Đế bị một đao đánh chết, thứ kia rõ ràng là thần khí huyết lục của Lục Lâm Thiên. Chúng đế của đế đạo minh nhìn nhau, dường như hy vọng có người nói chuyện gì đang xảy ra. Đáng tiếc không có bất kỳ ai biết rõ. Mà ngay cả Tiểu Long lúc này cũng có chút nghi ngờ. Tam thần thiên biến quyết, đó là Lục sư đệ. Chỉ có Bách biến tôn giả khiên Bách biến ở phía xa đột nhiên kinh hãi và vui mừng. Chỉ có hắn biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ cần đoán cũng biết được chuyện gì đang xảy ra. Tiếp tục phá trận, nhanh. Kinh ngạc trong giây lát, đế giả đế đạo minh lần nữa ra tay, từng kiện thần khí được thúc giục, tăng thêm từng đạo công kích khủng bố, lần nữa hung hăng va chạm vào trên đại trận. Ken két. Trên bốn đại trận, quang mang bên ngoài ầm ầm bị nghiền nát, vô số kiếm quang lập tức phai nhạt. Ầm ầm. Dưới va chạm khủng bố, không gian bị nghiền nát, kinh khí khuếch tán, cả không gian giống như sơn băng địa liệt. Tiếp tục công kích, Thiên Kiếm cổ trận đã bị phá. Linh Hạo Đại Đế quát lớn. Hỗn trướng, đây không phải là đệ tử Thiên Kiếm Môn mà là Lục Lâm Thiên. Nhanh liên thủ giết Lục Lâm Thiên. Phía xa xa, Đoạn Kiếm Đại Đế bị giết, Huyết Kiếm Đại Đế lập tức rít gào, mùi máu tươi đại thịnh. Ha ha, Đoạn Kiếm chết, Huyết Kiếm, Thiên Kiếm Môn người cũng không may mắn a. Tâm thần Dương Đỉnh Thiên luôn dò xét trong không trung, nhìn thấy cảnh trong đại trận, sau khi kinh ngạc trong giây lát, hắn cũng cười to không thôi. Dương Đỉnh Thiên, ta thề không để cho ngươi yên. Huyết Kiếm bị Dương Đỉnh Thiên cuốn lấy, cho nên chuyện này cũng tính vào người Dương Đỉnh Thiên. Từng đạo công kích mang theo mùi máu tươi ngập trời bao phủ Dương Đỉnh Thiên. Không để yên sao, chẳng lẽ ta lại sợ ngươi? Dương Đỉnh Thiên thân là người có tu vi đồng cấp với Huyết Kiếm, tại sao lại sợ Huyết Kiếm này, cho nên lập tức đánh ra từng đạo công kích ngăn cản. Ầm ầm, Dương Đỉnh Thiên và Huyết Kiếm lần nữa giao thủ với nhau, khí thế rõ ràng cũng vô cùng kinh khủng. Lục Lâm Thiên, hắn là Lục Lâm Thiên. Trong đại trận, từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn vào người lão giả mặc áo bào màu vàng. Lúc này nhìn vào huyết đao màu vàng trong tay lão giả kia, bên trên còn chưa khí tức của thuộc tính mới, rốt cuộc mọi người đã hiểu ra. Chỉ là mọi người thực sự không biết được vì sao Lục Lâm Thiên này lại biến hóa thành bộ dáng của người khác. Thậm chí là khí tức trên người cũng giống như đúc, bằng không đối với đám người có tu vi như Đoạn Kiếm Đại Đế mà nói, chỉ biến hóa đơn giản tuyệt đối khó có thể giấu giếm được tâm thần dò xét của bọn chúng. Lục Lâm Thiên,
ta sẽ băm vằm ngươi thành từng mảnh nhỏ. Tàn kiếm đại đế dữ tợn hét lớn, nhìn thân thể đoạn kiếm đại đế hóa thành huyết vụ rơi xuống phía dưới, đột nhiên quay đầu lại nhìn Lục Lâm Thiên, trường kiếm trong tay chỉ về phía Lục Lâm Thiên. Ngươi cũng không có cái tư cách này. Lão giả mặc áo bào màu vàng cười nhạt một tiếng, rõ ràng là âm thanh của Lục Lâm Thiên. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người lập tức hóa thành bộ dáng của bản thể. Khuôn mặt kiên nghị, hai mắt đen láy, sát ý ngập tràn. Mà ngay khi thân thể xảy ra biến hóa, trong nháy mắt ngàn ngủi đã hoàn toàn không giống trước đó, khiến cho người ta kinh ngạc không thôi. Lục Lâm Thiên, đó là Lục Lâm Thiên. Tại sao lỗ trưởng lão lại là Lục Lâm Thiên? Chuyện gì đang xảy ra? Quá quái dị. Tại sao lại là một Lục Lâm Thiên? Linh hồn phân thân sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên khôi phục bộ dáng bản thể, khuôn mặt quen thuộc kia khiến cho người ta rung động. Trong tất cả các sơn môn đều vang lên âm thanh kinh hãi. Hóa ra đã sớm có sắp xếp a. Trong đế đạo minh, chúng đế đang tiếp tục phá trận sững sờ, đây là điều mà ngay cả bọn họ cũng không biết. Đây chẳng qua là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên mà thôi. Lục Lâm Thiên này có dịch dung thuật, nhanh, đồng loạt ra tay, toàn lực đánh chết Lục Lâm Thiên và linh hồn phân thân của hắn. Ánh mắt tàn kiếm đại đế âm trầm, miệng hét lớn một tiếng. Tàn kiếm trong tay phát ra tiếng ken két, khí tức phô thiên cái địa trên thân thể tràn ra. Siêu siêu, 18 đế giả của thiên địa minh vừa rồi đều nhìn thấy chỗ khủng bố của Lục Lâm Thiên. Không dám có chút chậm trễ nào, bên ngoài còn có người của đế đạo minh toàn lực phá trận, bọn họ phải tốc chiến tốc thắng. Trong chốc lát từng đạo khí tức khủng bố bắt đầu lan tràn. Siêu, cùng một thời gian, trên bản thể mặc áo bào vàng của Lục Lâm Thiên đột nhiên run lên. Một cỗ năng lượng mênh mông trong khoảnh khắc lan tràn, giống như thủy triều bắt đầu khởi động. Khí tức mênh mông tràn ngập, không gian quanh thân đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Một cỗ khí thế ngập trời khuếch tán. Dưới cỗ khí tức kia, đế giả thiên địa minh bốn phía thoáng run rẩy. Khí thế kia lan tràn, 5-6 nghìn cường giả đỉnh cấp, tinh anh của thiên địa minh phía xa, trong đầu xuất hiện cảm giác ngốc trệ. Tim đập nhanh, khó có thể áp chế. Một loại cảm giác sợ hãi khó hiểu xuất hiện trong lòng tất cả người của thiên địa minh. Giống như đột nhiên hiện ra, trong chúng cường giả của thiên địa minh dường như cũng có không ít yêu thú thất giai và bát giai, dưới cỗ khí tức khủng bố của Lục Lâm Thiên lúc này toàn thân run rẩy, trong lòng xuất hiện sự sợ hãi. Phần đông đế giả thiên địa minh cũng run sợ, khí tức này cực kỳ cường hãn. Tổng lúc mơ hồ bọn họ có cảm giác chuyện không tốt sắp xảy ra. Thanh linh khải giáp, huyễn ảnh thanh vũ. Quang mang lóe lên, tiếng sấm minh vang vọng, thanh linh khải giáp cùng với huyễn ảnh thanh vũ lập tức được Lục Lâm Thiên xuất ra. Bản thể Lục Lâm Thiên đạp không đứng thẳng, tay nắm huyết lục. Phân thân thái cổ U Minh Viêm bên người nở nụ cười vui vẻ. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng Lục Lâm Thiên chấn động, không gian chung quanh bị phá hủy, nghiền nát giống như thủy tinh. Khí thế ngút trời. Muốn tới giết ta, còn chưa tới sao? Ta muốn nhìn xem ngày hôm nay ai trong các ngươi có thể giết được ta. Đôi mắt đen láy của Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía, khẽ cười lạnh. Âm thanh vang vọng khiến cho người ta không nhịn được cảm giác run sợ. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi có tư cách gì mà hung hăng càn quấy. Ngươi giết đoạn kiếm sư đệ ta thề sẽ nghiền nát ngươi thành cho bụi. Thân ảnh tàn kiếm đại đế dẫn đầu nhảy ra, bàn tay nắm chặt, không gian gió nổi mây phun. Trên thân tàn kiếm lan tràn ra hỏa diễm khủng bố, thân ảnh khẽ động mang theo tiếng sấm minh. Tiếp đó trong nháy mắt thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên giống như thuấn di. Tàn kiếm đại đế xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, tay cầm tàn kiếm đánh xuống một kiếm. Một đạo kiếm quang trên thân tàn kiếm lập tức bắn ra. Ầm ầm, đạo kiếm quang này lướt đi, trên không trung vang lên tiếng sấm minh, không gian như lờ mờ thêm một chút. Trong chốc lát, một cỗ khí tức nóng bỏng ngập trời lan tràn. Đạo kiếm quang này khiến cho năng lượng thiên địa biến hóa. Chung quanh kiếm quang, cả không gian sụp đổ từng khúc, khí thế kinh người tràn ngập thiên địa. Tàn kiếm đại đế có tu vi vũ đế tam trọng, khí tức khủng bố lúc này đoạn kiếm đại đế còn xa mới có thể so sánh được. Tới cấp độ đế giả, cách biệt mỗi một tầng đều giống như giữa trời và đất. Không có cách nào vượt qua, một kiếm của tàn kiếm đại đế lúc này dưới tình huống bi thương đã dùng toàn lực. Thực lực thật là khủng khiếp. 18 đế giả. Trong đó người là đế cấp tam trọng cũng chỉ có lão giả của Lan Lăng Sơn Trang kia mà thôi. Vừa nhìn thấy thanh thế khủng bố như vậy, ngay cả lão giả này cũng có chút rung động.
Nhìn đạo kiếm quang của tàn kiếm đại đế, trong ánh mắt bình tĩnh của Lục Lâm Thiên hiện lên sát ý. Trên khuôn mặt kiên nghị xuất hiện nụ cười lạnh, thân thể không lùi mà tiến tới. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng lóe lên, đánh về phía tàn kiếm đại đế. Siêu siêu! Tàn kiếm đại đế hét lớn một tiếng, tay nắm tàn kiếm, đạo kiếm quang này trong nháy mắt bắn ra, thân ảnh tựa như cầu vồng, kiếm quang như thiểm điện, bổ tới Lục Lâm Thiên, không có chút trì hoãn nào. Công kích linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, đánh chết linh hồn phân thân của hắn. Những đế giả khác trong nháy mắt này cũng có động tác. Trong giây lát có sát ý tràn ra, năng lượng thiên địa lúc này chấn động không ngừng, ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía phân thân thái cổ U Minh Viêm của Lục Lâm Thiên. Giết! Từng tiếng hét lớn mang theo sát ý vang vọng trong phiến không gian này, cơ hồ cùng lúc, tất cả cường giả của các sơn môn lớn trong thiên địa minh đều nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Lâm Thiên. Từng đạo quang trụ bằng linh lực, chân khí đáng sợ phóng lên trời. Khí tức khủng bố phô thiên cái địa lan tràn ra chung quanh, 17 đế giả khủng bố đánh ra công kích, không hẹn mà cùng đánh về phía linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. Thanh thế mênh mông cuồn cuộn như vậy khiến cho cường giả thiên địa minh trong đại trận, còn có cường giả đế đạo minh ngoài đại trận không khỏi run rẩy. Loại chấn động khủng bố này, nếu như đổi lại là bọn họ mà nói, một khi bị lan tới gần sẽ lập tức tan thành mây khói. Tiểu tạp trùng, chết đi. Cùng một lúc, đạo kiếm quang của tàn kiếm đại đế đã đánh xuống. Dùng một tốc độ khủng bố trong sát na xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên chưa đầy ba thước, không gian chung quanh nứt vỡ. Trong chớp mắt này, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng Lục Lâm Thiên nhanh chóng chấn động, dường như mới cảm nhận được sự khủng bố của đạo kiếm quang này, một khi bị chém trúng, tuyệt đối sẽ bị chém thành hai khúc. Tiểu tử, ngươi chậm rồi, ngươi trốn không thoát đâu. Đế giả tam trọng không phải là tồn tại mà ngươi có thể vượt qua. Trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận thủ đoạn quỷ dị gì của ngươi cũng chỉ nực cười mà thôi. Tàn kiếm đại đế hét lớn một tiếng, đạo kiếm quang này giống như có mặt, như hình với bóng đuổi theo Lục Lâm Thiên, khóa chặt không gian, ầm ầm đánh xuống. Lục Lâm Thiên cấp tốc trốn đi, thế nhưng trong không gian lúc này có một cỗ lực lượng trói buộc vô hình. Căn bản không có cách nào thoát thân. Toàn lực thúc giục huyễn ảnh thanh vũ cũng chỉ có thể chật vật tránh ra một chút. Một đạo kiếm quang kia hung hăng đánh xuống vai trái của Lục Lâm Thiên. Ken két. Trong nháy mắt này, thanh linh khải giáp trên vai trái của Lục Lâm Thiên cũng không chịu được công kích, bắt đầu vỡ nát. Kiếm quang đánh xuống, âm thanh xương cốt bị nghiền nát vang lên. Khặc khặc, không chịu nổi một kích, chỉ dựa vào thủ đoạn quỷ dị mà thôi. Tàn kiếm đại đế nhe răng cười không thôi. Một kiếm này đánh xuống hắn đã cảm nhận được âm thanh xương cốt bị nghiền nát. Lục Lâm Thiên này căn bản không có cách nào chống lại hắn. Ầm ầm. Cùng một thời gian, công kích kinh người của 17 đế giả hung hăng đánh vào trên người linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. 17 đạo công kích khủng bố của 17 đế giả khiến cho không gian bạo tạc, tạo thành một cái động sâu trong không gian. Lực lượng khủng bố ngập trời lập tức bị động sâu đen kịt trong không gian thôn phệ, cắn nuốt. Trong nháy mắt biến mất trong không gian. Mà giờ khắc này, khi không gian bình tĩnh trở lại, dưới công kích của 17 cường giả đế cấp liên thủ, linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên đã biến mất không thấy gì nữa. Trong tâm thần dò xét của 17 đế giả cũng không còn thấy khí tức của linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên. Đánh chết rồi. Sắc mặt 17 người này vui mừng quá đỗi, đánh chết một đạo linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên chẳng khác gì là khiến cho Lục Lâm Thiên bị trọng thương linh hồn. Thực lực sẽ đại giảm, về sau tu vi cũng không có cách nào tiếp tục tiến bộ. Đương nhiên hiện tại Lục Lâm Thiên sẽ chết chắc, cũng không có sau này nữa. Ken két. Dưới một kiếm này máu tươi trên vai Lục Lâm Thiên bắn ra. Xương cốt nứt gãy, trong chớp mắt này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được một cỗ năng lượng nóng bỏng ngập trời từ trên kiếm quang trút xuống người hắn. Kiếm quang đánh xuống, cũng không đơn giản chỉ có một mình kiếm quang. Bên trên đạo kiếm quang này ẩn chứa lực lượng nóng bỏng ngập trời. Giống như muốn phá hủy tất cả cơ bắp, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn. Lực lượng khủng bố khó có thể chống lại. Nhưng mà lúc này bất tử địa linh thể và bất diệt huyền thể của Lục Lâm Thiên đã phát huy ra tác dụng cực lớn. Cỗ lực lượng mạnh mẽ này dưới tác dụng của bất tử địa linh thể đã giảm bớt mấy chục lần. Hơn nữa có trình độ cường hãn của bất diệt huyền thể, lực lượng của vũ đế tam trọng tuyệt đối mạnh mẽ. Nhưng lúc này cũng khó có thể phá hủy thân thể Lục Lâm Thiên. Lực lượng của vũ đế tam trọng cường hãn, thế nhưng bất tử địa linh thế và bất diệt huyền thể của Lục Lâm Thiên lại biến thái,
cho dù là lực lượng của Vũ Đế Tam Trọng cũng không có cách nào phá hủy thân thể biến thái này của Lục Lâm Thiên. Đi chết đi! Tàn Kiếm Đại Đế cười lớn, Lục Lâm Thiên này thoạt nhìn không kém, kỳ thực cũng có không ít thủ đoạn quỷ dị. Nhưng Đế Giả Tam Trọng cũng không phải là thứ mà tiểu tử này có thể chống lại. Lão Cẩu, để xem ai chết! Một kiếm này đánh vào trên vai Lục Lâm Thiên, máu tươi bắn ra, xương cốt nứt gãy. Ngay khi cả cánh tay trái của Lục Lâm Thiên sắp bị chém lìa ra, thì trong ánh mắt nhìn như kinh hoàng, sợ hãi của Lục Lâm Thiên bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ hàn ý ngập trời. Hư Linh Huyền Ấn, lực lượng thời gian. Một cỗ công kích linh hồn cùng với lực lượng thời gian gần trong gang tấc được thúc giục, trong nháy mắt này cho dù Tàn Kiếm Đại Đế có mạnh hơn nữa cũng bị ảnh hưởng cực lớn, hai mắt ngốc trệ. Duệ Kim Hồn Đao. Cùng một thời gian, quanh thân Lục Lâm Thiên lập tức có năng lượng bàng bạc phóng ra. Tay phải hung hăng hất lên, huyết lục được huy động, đao mang màu vàng mang theo kình khí xé rách không gian, dùng xu thế cường hãn đánh về phía trước. Khí tức lạnh lẽo ngập trời nương theo công kích linh hồn khủng bố trong tích tức phóng ra. Gần trong gang tấc, huyết lục trong tay Lục Lâm Thiên đánh về phía Tàn Kiếm Đại Đế, tê ở bên phải đi sang phía trái chém ngang một đao, chính là một đao trên cổ gọt ra. Siêu! Nơi đao mang đi qua, âm thanh gợn sóng trong không gian bị nghiền nát truyền tới. Đao mang sắc bén lạnh lẽo, Tàn Kiếm Đại Đế căn bản còn chưa kịp phản ứng. Hắn thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại có phương thức ra đao như vậy. Không gian bị phá vỡ, đao mang bổ ra một vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt lóe lên rồi biến mất, mà trong nháy mắt này, trong đầu Tàn Kiếm Đại Đế, trong nháy mắt có hai đạo quang mang lướt đi, linh hồn phân thân và hồn anh trong sát na phóng ra. 17 đế giả cũng vừa vặn đánh chết linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. Cả đám đang mừng thầm, đột nhiên nghe thấy động tĩnh như vậy lập tức ngẩng đầu nhìn về phía bản thể Lục Lâm Thiên. Trong ánh mắt của mọi người, đầu Tàn Kiếm Đại Đế bị một đao của Lục Lâm Thiên chém rụng. Chỉ có một đạo hồn anh cùng với linh hồn phân thân trong sát na nhanh chóng chạy ra mà thôi. Ken két. Mà đồng thời trên vai trái Lục Lâm Thiên, khe nứt lan tràn, cánh tay trái của Lục Lâm Thiên bị chém nứt. Chân khí vận chuyển, máu tươi từ cánh tay trái phun ra lập tức ngừng lại. Tàn Kiếm Đại Đế bị diệt, Lục Lâm Thiên mới bị đứt một tay, không thể tưởng tượng nổi. Lục Lâm Thiên này quá ác, cường nhân a. Chúng đế giả nghẹn họng nhìn chân chối, Tàn Kiếm Đại Đế chính là Vũ Đế Tam Trọng a. Thoạt nhìn còn rơi vào thế hạ phong, Tàn Kiếm Đại Đế không ngờ lại không đánh chết được Lục Lâm Thiên, ngược lại còn bị trọng thương như vậy. Mà một đao của Lục Lâm Thiên đổi lấy một kiếm của Tàn Kiếm Đại Đế, không để ý tới tính mạng của mình khiến cho chúng đế kinh hãi, rung động. Lâm Thiên, người đế đạo minh đang toàn lực phá trận lúc này cũng kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song cùng mọi người kinh ngạc lên tiếng, mọi người đều nhìn rõ linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên bị đánh chết, còn bị đứt một tay. Đại Thiếu Gia, Trưởng Môn, Lục Gia cùng với chúng cường giả Phi Linh Môn nhìn thấy một màn trong không gian phía xa, trong lòng bỗng nhiên co thắt lại, cường giả đế đạo minh cũng nhíu mày. Nhị Đệ. Ánh mắt Dương Quá đại biến, trên chấn thiên gió nổi mây phun. Kim quang rực rỡ giống như mặt trời ban trưa, kiếm quang khủng bố lần nữa đánh xuống. Ầm ầm, 20 mấy đế giả lần nữa công kích tới. Công kích khủng bố đánh xuống, đại trận thứ hai rốt cuộc bị cưỡng ép phá hủy. 9981 đạo quang trụ bằng năng lượng bị phá hủy. Năng lượng khủng bố khuếch tán khiến cho không gian đột nhiên nổ tung. Âm thanh hung hãn giống như sấm sét vang lên trên không trung. Kình phong cuồng bạo khuếch tán, không gian bị sốc lên tạo thành một cái động sâu. Kình khí ngập trời nương theo năng lượng thiên địa hóa thành hình cung trên không trung lan tràn ra bốn phía. Khi khuếch tán tới một phạm vi nhất định tự biết mất không thấy gì nữa. Bốn đại trận đã bị phá hai, thế nhưng vẫn còn Bàn Long đại trận cùng với Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận vẫn còn hoàn hảo. Tiếp tục phá trận. Thánh Thủ Linh Đế hét lớn một tiếng, tiếp tục phá trận. Chỉ là toàn lực thúc giục từng đạo công kích khiến cho mọi người tiêu hao vô cùng khổng lồ. A hát! Trên không trung trong đại trận, linh hồn phân thân của Tàn Kiếm Đại Đế tức giận rít lên, thân thể bị hủy, về sau cho dù hắn có thể đoạt xá thành công, tu vi khó có thể tiến thêm. Thế nhưng hắn thật không ngờ, Lục Lâm Thiên này lại không chết, chỉ đứt một tay mà thôi. Dưới một đao kia hắn không kịp né trách, còn có công kích linh hồn khủng bố, một đao kia quá kinh khủng. Tiểu tạp chủng, ngươi chơi ta. Tàn Kiếm Đại Đế hét lớn một tiếng,
linh hồn phân thân và hồn anh kêu lên một tiếng thê lương nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Đến lúc này hắn mới biết được Lục Lâm Thiên này vừa rồi cố ý chịu một kiếm của hắn là đang chơi hắn. Không ngờ đổi một kiếm lấy một đao khiến cho hắn tổn thất lớn hơn. Không ngờ hắn lại chịu thiệt trong tay Lục Lâm Thiên này, chuyện này khiến cho hắn nổi giận không thôi. Lão cẩu, tư vị thế nào? Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn linh hồn phân thân và hồn anh của Tàn Kiếm Đại Đế, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh lẽo. Đây chính là kết quả nằm trong dự đoán của Lục Lâm Thiên. Thân thể của hắn làm sao Tàn Kiếm lão cẩu này có thể bì kịp, bất diệt huyền thể tăng thêm bất tử địa linh thể vô cùng cường hãn, hắn còn sợ một kiếm kia sao? Dứt lời, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lục Lâm Thiên nhặt cánh tay trái bị đứt của mình lắp vào trên vai trái. Siêu! Từ trên vai trái, chỗ Lục Lâm Thiên bị chém đứt tay có một cỗ khí tức quỷ dị lan tràn ra. Cùng lúc, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được có từng đạo quang mang màu vàng lan tràn ra, quang mang quanh quẩn, cánh tay bị đứt này lập tức được nối lại, vô cùng hoàn hảo, gân cốt, cơ bắp liền mạch, không bị tổn hại một chút nào. Tất cả đều dung hợp hoàn mỹ, căn bản không có dấu vết bị chém qua, thậm chí ngay cả sẹo cũng không có. Chân khí vận chuyển. Thanh linh khải giáp lần nữa lại bao phủ lấy vai trái của hắn. Răng rắc. Lục Lâm Thiên xoay cánh tay trái của mình một chút, các đốt ngón tay kêu răng rắc, tất cả khôi phục như thường. Siêu siêu. Một cảnh này khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, không thể tin nổi. Trong tâm thần dò xét, đế giả của đế đạo minh và cường giả sau lưng cũng há hốc mồm. Khóe miệng Lục Lâm Thiên vẫn nở nụ cười lạnh, nhìn vào cánh tay trái đã khôi phục lại như cũ. Lục Lâm Thiên không có một chút kinh ngạc nào, đây là uy lực của bất diệt huyền thể của hắn cho dù là thân thể hóa thành mảnh vỡ cũng có thể khôi phục lại hoàn mỹ, căn bản không tốn một chút sức lực nào. Chỗ biến thái nhất của bất diệt huyền thể chính là chỉ cần hồn anh của hắn không bị diệt, thì hắn chính là bất tử. Thân thể hóa thành mảnh vỡ cũng có thể phá rồi lại lập, có thể tùy thời phá rồi lại lập đây mới là bất diệt. Mà bất tử thân thể, lại làm giảm bớt công kích. Cả hai đều là công pháp phòng ngự khủng bố vô cùng. Tác dụng lại không giống nhau, mà một khi liên thủ lại khiến cho lực phòng ngự của hắn đạt tới tình trạng biến thái. Lục Lâm Thiên rất rõ điểm này cho nên mới dám một kiếm đổi một đao. Đối phương là Vũ Đế Tam Trọng, Lục Lâm Thiên không muốn trì hoãn quá nhiều, trước tiên nên giải quyết kẻ mạnh nhất, kế tiếp mới dễ làm việc. Mà lúc này Tàn Kiếm Đại Đế này cũng không còn đáng lo ngại nữa. Cái này, trời! Nhìn thấy Lục Lâm Thiên lập tức khôi phục như cũ, tất cả người của Thiên Địa Minh trong không gian này lập tức hít sâu một ngụm khí lạnh. Chuyện này quả thực khiến cho bọn họ khiếp sợ. Đây còn là người hay sao? Nứt một cánh tay không ngờ có thể lập tức khôi phục hoàn hảo, đây tuyệt đối không phải là nhân loại, biến thái A. Chúng đế giả Thiên Địa Minh trong không trung lúc này kinh ngạc tới mức không nói nên lời, yêu nghiệt, tuyệt đối là yêu nghiệt. Tại sao lại có thể như vậy? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Giữa không trung, linh hồn phân thân cùng với thân thể hồn anh của Tàn Kiếm Đại Đế lúc này kinh hãi vô cùng. Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Bất luận kẻ nào cũng không có cách nào làm được chuyện này, thế nhưng tất cả lại hiện lên trước mắt hắn, vô cùng chân thật. Lão cẩu, thế nào? Thân thể ngươi có thể khôi phục được không? Lục Lâm Thiên khôi phục lập tức cười nhạt một tiếng, mắt nhìn thân thể hồn anh và linh hồn phân thân của Tàn Kiếm Đại Đế khẽ cười nhạt. Đây quả thực là sát muối vào trong vết thương của Tàn Kiếm Đại Đế. Hỗn trướng, các ngươi nhanh chóng liên thủ, một đám ngu ngốc, toàn lực liên thủ đánh chết Lục Lâm Thiên. Phía xa xa, Huyết Kiếm Đại Đế tức giận tới mức râu tóc dựng ngược lên, giận dữ vô cùng. Tàn kiếm bị mất thân thể, Đoạn kiếm bị giết, Thiên kiếm môn đã bị trọng thương, hết lần này tới lần khác hắn lại bị Dương Đỉnh Thiên cuốn lấy, không có cách nào thoát thân. Ha ha, Thiên kiếm môn sắp xong đời rồi. Ha ha! Tâm tình của Dương Đỉnh Thiên lúc này vô cùng tốt, đối mặt với công kích điên cuồng của Huyết Kiếm cũng toàn lực ứng phó. Nghe tiếng quát của Đoạn Kiếm Đại Đế, đế giả Thiên Địa Minh lúc này tuy rằng có chút không vui, thế nhưng bọn họ cũng ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, phải liên thủ đánh chết Lục Lâm Thiên mới được. Trong lòng mọi người cũng kinh ngạc, khó trách trước kia mỗi một lần đều không thể đánh chết được Lục Lâm Thiên này. Tiểu tử này quả thực đủ khủng bố. 19 đế giả vây công còn không thể giết được hắn, ngược lại Đoạn kiếm bị giết, Tàn kiếm bị hủy thân thể. Quả thực bọn họ đã gặp quỷ, Lục Lâm Thiên này vừa mới đột phá đế giả không bao lâu tại sao lại biến thái như vậy?
tất cả liên thủ công kích, linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên này đã bị diệt. Không khó đối phó. Lục Lâm Thiên này nhất định đã bị thương, nhanh liên thủ công kích. Ánh mắt 17 đế giả còn lại trầm xuống, trong lòng mơ hồ đã có chút run sợ với Lục Lâm Thiên. Thế nhưng tên đã lên dây không thể thu lại được, không phải Lục Lâm Thiên chết thì chính là bọn họ vong. 17 đế giả đột nhiên hành động, chân khí, linh lực phô thiên cái địa lan tràn. 17 đạo thân ảnh vây quanh Lục Lâm Thiên, vây khốn hắn ở giữa không trung, ánh mắt chúng đế giả tràn ngập sát ý. Ha ha, ánh mắt quét qua không trung, Lục Lâm Thiên lại lập tức cười như điên, sát khí vô hình khuếch tán ra. Dưới cỗ sát khí này, không trung lập tức yên tĩnh hoàn toàn, mà ngay cả không khí dường như cũng cứng lại. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu lạnh nhạt nhìn chúng đế giả chung quanh, sát ý ngập trời trong cơ thể hắn lan tràn ra. 17 đế giả đang định động thủ dưới tiếng cười tràn ngập sát ý này thân thể không khỏi run lên. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng, hàn ý lạnh thấu xương từ trong cơ thể Lục Lâm Thiên tràn ra. Hàn ý cùng với sát khí vô hình giống như thủy triều lan tràn ra chung quanh khiến cho bọn họ không nhịn được mà dùng mình. Khí tức ngập trời lan tràn, Lục Lâm Thiên đang cười to đột nhiên ngừng lại, nhìn lên không trung quát lớn. Đông lão, tiểu tử báo thù cho người. Người trên trời có linh thiêng thì mau nhìn tiểu tử. Nhớ tới đông lão, sát ý trong mắt Lục Lâm Thiên càng thịnh, rồng có nghịch lân, người chạm tới nhất định sẽ chết. Thân nhân bên người, người hắn yêu quý bên người chính là nghịch lân của Lục Lâm Thiên hắn. Ai dám đỡ upsilon.ng vào nghịch lân của Lục Lâm Thiên hắn nhất định phải thừa nhận hậu quả, cho dù là ai thì cũng phải chết. Lục Lâm Thiên dứt lời, cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chung cơ nơ. Sát ý từ trong kẽ răng lan tràn ra, lạnh nhạt nói. 19 đế giả, một chết một trọng thương, còn chưa đủ, ta muốn toàn bộ các ngươi phải chết, không để lại một kẻ nào. Âm thanh của Lục Lâm Thiên quanh quẩn trên không trung, rơi vào trong tai mọi người vô cùng rõ ràng, hơn 10 đế giả lúc này cảm thấy lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Máu tươi giống như muốn đông cứng lại vậy, tự nhiên bị sát khí kinh thiên động địa chấn nhiếp. Sát khí thật khủng khiếp. Sắc mặt chúng đế giả run rẩy, dưới cỗ sát khí ngập trời này, bọn họ đều có thể cảm nhận được sát ý trên người Lục Lâm Thiên, đột nhiên trong lòng đều có dự cảm không tốt. Không gian lạnh lẽo thấu xương, mấy ngàn cường giả thiên địa minh phía xa lúc này sắc mặt trắng bệch, chân khí, linh lực trong cơ thể đình trệ. Nhanh liên thủ đánh chết Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân của tiểu tử này đã bị diệt, hắn đã bị trọng thương. Nhanh liên thủ đánh chết. Mọi người hét lớn. Lúc này còn 17 đế giả, huống chi Lan Lăng Sơn Trang cũng có một đế giả tam trọng, trong lòng 17 đế giả lúc này đều có một cỗ dự cảm không tốt, cho nên định mau chóng ra tay. Chỉ bằng các ngươi mà đã muốn diệt linh hồn phân thân của ta. Quả thực là chuyện viển vông, tựa lừa mình dối người. Lúc này trên không gian xuất hiện chấn động, không gian vỡ ra, xuất hiện một vết nứt đen kịt, một cỗ quang mang chói mắt lan tràn ra. Trong sát na, một cỗ nhiệt độ kinh khủng lập tức tràn ngập trong không gian này. Dưới nhiệt độ khủng bố này mọi người đều có cảm giác da rẻ mình bị phỏng, nhiệt độ nóng bỏng tới mức linh hồn không có cách nào thừa nhận. Cùng lúc tất cả mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, mọi người đều nhìn thấy trên không trung là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên. Không ngờ linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên lúc này lại từ trong vết nứt không gian đi ra. Kỳ lạ là linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên lúc này toàn thân có quang mang màu lam chói mắt lan tràn ra, quang mang màu lam này nếu như cẩn thận xem xét thì có thể nhận ra đây là hỏa diễm màu xanh da trời, trong đó mơ hồ còn có một cỗ khí tức âm hàn lan tràn ra trong thiên địa. Nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, sắc mặt mẫu đơn biến đổi đầu tiên, nàng nhìn qua tất cả đế giả của đế đạo minh đang công kích đại trận thứ ba, lớn tiếng nói. Mau lui lại, tất cả mau lui lại. Dứt lời. Mẫu đơn lùi về phía sau, không còn muốn phá trận nữa. Lui, mau lui lại. Thân thể khổng lồ của tiểu long xoay quanh không trung, hung hăng đập vào đại trận, đôi mắt to lớn lúc này nhìn vào linh hồn phân thân của lão đại, do dự một lát rồi lùi về phía sau. Lui ra phía sau. Hai người nam thúc, Bạch Linh do dự một lát cũng lựa chọn lùi về phía sau. Chỉ có bọn họ mới rõ ràng nhất kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Lâm Thiên muốn dùng con át chủ bài kinh khủng kia. Nhìn động tác của Lục Lâm Thiên, dường như đã sớm tính trước tới chuyện này. Thánh thủ linh đế cùng với Hàn Băng Đại Đế dường như cũng hiểu ra, lập tức lùi về phía sau. Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng đế giả đế đạo minh nghi hoặc,
Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng, Dương Quá vô cùng nghi hoặc nhìn Nam Thúc, Thánh Thủ Linh Đế cùng với Tiểu Long lùi ra phía sau. Lúc này mọi người mới nhanh chóng lui lại, tụ hợp lại một chỗ. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia, nhị nữ Bắc Cung Vô Song và Độc Cô Cảnh Văn dường như cảm nhận được một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, đôi mắt xinh đẹp của nhị nữ lập tức nghi hoặc. Trong đại trận, phân thân Lục Lâm Thiên lơ lửng đứng trên không trung, toàn thân có hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn, bên trong còn có một cỗ khí tức vương giả quanh quẩn. Trên linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên có một cỗ khí tức cổ xưa giống như trường tồn với thời gian lan tràn ra. Khí tức này cổ xưa không nói nên lời, mang theo một cỗ cảm giác tà mị, thân thể cũng giống như tới từ cửu u địa ngục. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng này lại có khí tức âm hàn, khiến cho mọi người nhìn vào không khỏi run rẩy. Tại sao lại có thể như vậy? Không phải linh hồn phân thân này đã chết rồi sao? Tại sao lại còn sống? Sao có thể? Rõ ràng không có bất kỳ một chút khí tức nào nữa, tại sao còn chưa bị diệt? Nhìn qua linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên, các đế giả vốn mừng rỡ vì diệt được linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên lúc này nhìn thấy linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên lại xuất hiện một lần nữa trước mặt bọn họ, khí tức rõ ràng càng thêm kinh khủng, chuyện này đối với bọn họ mà nói, dội một gáo nước lạnh trong nội tâm đang mừng rỡ của bọn họ, đả kích này cũng không nhỏ. Muốn giết ta sao? Hiện tại nhìn xem các ngươi có thực lực này hay không? Linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên bước ra một bước, không gian run lên, đột nhiên nhảy về phía trước. Cùng lúc, hỏa diễm màu xanh ra trời trên người bành trướng, khi chân đạp xuống hư không, đạo thân thể này của Lục Lâm Thiên hóa thành một cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời lớn chừng 1000 thước. Cự nhân bằng hỏa diễm đứng sừng sững trong không gian này, tựa như một ngọn núi đứng vững ở đó. Chung quanh là hỏa diễm nóng bỏng màu xanh ra trời cuồn cuộn khiến cho nhiệt độ trong không gian kéo lên, không gian bị đốt cháy thành hư vô. Xảy ra chuyện gì, bí pháp sao? Trời ạ, nhiệt độ quá khủng bố. Mắt nhìn cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh ra trời này, ánh mắt vô số đế giả tràn ngập sự sợ hãi. Bọn họ đều cảm giác được linh hồn của mình đang đau đớn, làn da bỏng rát. Hiện tại các ngươi có thể đi chết. Trong đôi mắt cực lớn của cự nhân bằng hỏa diễm hiện lên sự kinh thường và giận dữ, âm thanh giống như tiếng sấm rền vang vọng. Dứt lời, cự nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, khẽ phất tay, nói. Huyết tẩy thiên kiếm môn, bắt đầu từ các ngươi, giết không tha. Xoẹt. Đồng thời, trong không gian, bỗng nhiên lan tràn ra hỏa diễm màu xanh ra trời, cái miệng cực lớn của linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên mở ra, trong cái miệng có hỏa diễm màu xanh ra trời bắn ra. Trong nháy mắt hỏa diễm màu xanh ra trời liên tiếp bành trướng, mở rộng trong không gian, tựa như khuếch tán ra chung quanh. Đồng thời trong không gian này xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Từ trong vết nứt không gian đen kịt cũng có quang mang màu xanh ra trời xuất hiện, hóa thành hỏa diễm màu xanh ra trời. Chỉ trong một chớp mắt ngắn ngủi, xung quanh linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên đã hóa thành một biển lửa màu xanh ra trời. Không gian bị hỏa diễm màu xanh ra trời nóng bỏng bao phủ. Cả không gian run rẩy tạo thành một biển lửa màu xanh ra trời, khí tức đáng sợ lặng lẽ lan tràn. Trong cái miệng rộng của cự nhân do linh hồn phân thân Lục Lâm Thiên hóa thành cùng với giữa không trung có vô số hỏa diễm màu xanh ra trời trút ra, hỏa diễm màu xanh ra trời phô thiên cái địa lan tràn. Hỏa diễm khủng bố khuếch tán, dùng xu thế hủy diệt vạn vật khuếch tán trong không gian. Dùng linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên làm trung tâm, hỏa diễm nhanh chóng lan tràn. Tốc độ lan tràn ra chung quanh giống như sấm sét. Đây là thứ gì? Thân thể và linh hồn của ta đều bị ảnh hưởng. Hỏa diễm này quá kinh khủng, chạy mau. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn tựa như nham thạch nóng chảy, từng giọt rơi vào trên người đế giả, khiến cho đế giả cũng không có cách nào chống lại. Chúng đế giả kinh hãi, cấp tốc lùi lại. Chạy mau, nhanh. Chạy mau, nhanh. Từng đế hét lớn, vội vàng lùi lại. Dưới nhiệt độ khủng bố như vậy, bọn họ lập tức ý thức được chỗ đáng sợ của nó, ai còn nghĩ tới liên thủ đối phó với Lục Lâm Thiên nữa. Cảm nhận bản thân không ổn thì nhanh chóng lui lại rồi nói sau, dù sao bảo vệ tính mạng của bản thân vẫn quan trọng hơn. Đế giả nhanh chóng lui lại, thế nhưng tốc độ lan tràn của hỏa diễm màu xanh ra trời cũng cực nhanh, giống như hình với bóng theo đuôi tới. Siêu siêu, cường giả thiên địa minh dốc sức liều mạng xé rách không gian chạy trốn. Dưới hỏa diễm màu xanh ra trời, cơ hồ tất cả đế giả thiên địa minh cảm thấy tim đập nhanh, không có bất kỳ người nào có tâm chống lại. Đây là hỏa diễm gì?
thân là linh hồn phân thân cùng với thân thể linh hồn, thế nên trong nháy mắt tàn kiếm đại đế đã bị áp chế vô hình, hỏa diễm này áp chế linh hồn khiến cho linh hồn phân thân cùng với hồn anh của hắn bắt đầu héo rút. Linh hồn phân thân và thân thể hồn anh của tàn kiếm đại đế hợp lại thành một, tiêu hao ít hơn một nửa, thế nhưng dưới hảo diễm màu xanh da trời khủng bố này, khiến cho hắn chỉ có thể chạy trối chết. Siêu! Chúng đế giả chạy trốn, sau lưng là hỏa diễm màu xanh da trời ngập trời. Hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố giống như sóng biển lan tràn, khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn. Đế giả thực lực thấp một ít, thậm chí ở dưới khí tức nóng bỏng này còn cảm thấy linh hồn đau đớn kịch liệt, trong đầu mê muội, bị ảnh hưởng. Ầm ầm. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn tựa như cơn sóng, bao phủ trong không gian, khiến cho 17 đế giả đang định vây công Lục Lâm Thiên lúc này hoàn toàn tháo chạy. Chạy mau, nhanh. Một cường giả cố gắng xé rách không gian mà trốn. Dưới cỗ khí tức nóng bỏng này, cơ hồ tất cả các đế giả đều cảm thấy tim đập nhanh, linh hồn bọn họ căn bản không có cách nào chống lại nhiệt độ cao như vậy. Ực ực. Phía xa xa, một ít đám người có tu vi tôn cấp, vương cấp trong thiên địa minh lúc này đều gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khẽ hít sâu một ngụm khí lạnh. Đế giả cũng phải hô hào chạy trối chết, hỏa diễm khủng bố này còn chưa tới, thế nhưng nhiệt độ kia đã khiến cho linh hồn bọn họ đau đớn, héo rút, phủ phục. Không gian đại trận tuy rằng cực kỳ khổng lồ, phạm vi bao phủ ít nhất cũng 10 vạn thước, thế nhưng trước mặt đế giả, không gian này quá nhỏ. Kỳ thật tất cả chỉ xảy ra trong mấy chớp mắt, những đế giả này chạy tới không gian bên người đám người có tu vi tôn cấp vương cấp trong thiên địa minh, cũng chỉ có nơi này còn có thể trốn tới. Siêu! Cùng lúc, sau lưng những đế giả này, một cỗ hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn lan tràn tới, lập tức đuổi theo. Nhiệt độ tựa như hủy diệt bao phủ cả phiến không gian, nhiệt độ cao khiến cho đế giả gà bay chó chạy, đối với đám người có tu vi tôn cấp trở xuống mà nói, không cần phải nghĩ tới hậu quả. Trốn, chạy mau. Hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố tựa như sóng lớn cuồn cuộn kéo tới, khí tức nóng bỏng hủy diệt, người của thiên địa minh rốt cuộc cũng hồi phục tinh thần lại, lập tức hét lớn. Thế nhưng mà người có thể đào tẩu cũng chỉ có tôn giả cấp cao cùng với chuẩn đế, những người khác không thể chạy trốn. Huống chi chính bọn hắn bố trí mấy đại trận, cho nên còn có thể trốn đi đâu được nữa. A hát! Trong khoảnh khắc, người chậm một chút bị lan tới, trong chốc lát ngắn ngủi đã có mấy trăm người bị lan tới, dưới hỏa diễm khủng bố màu xanh da trời, từng tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp truyền ra, thân thể đã chìm trong hỏa diễm khủng ố, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. A hát! Có người thúc giục vũ linh khí địa cấp cùng hồn linh khí địa cấp, thế nhưng tất cả đều hóa thành dung nham nóng bỏng. Căn bản không có cách nào ngăn cản hỏa diễm khủng bố này. Mọi người chạy trốn, nhưng còn có thể trốn tới nơi nào? Không gian trong đại trận lúc này đã tràn ngập hỏa diễm màu xanh da trời. A hát! Đám người có tu vi xuất cấp, vương cấp, tôn cấp của thiên địa minh lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời kia thôn phệ, không có đường lui. Hỏa diễm màu xanh da trời này giống như hung thú thôn phệ vạn vật vậy. Người của thiên địa minh một khi bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, tất cả trong nháy mắt đều bị đốt cháy thành cho bụi, căn bản không có bất luận một chút lực chống cự nào. Siêu, siêu. Trong chớp mắt này, cũng có vô số hồn anh chạy trốn, thế nhưng vẫn bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, hỏa diễm màu xanh da trời tựa như dung nham cuồn cuộn, thôn phệ hồn anh. Siêu siêu. Một khi hồn anh va chạm với hỏa diễm màu xanh da trời, lập tức bị hỏa diễm thôn phệ. Đốt cháy thành sương mù màu trắng tiêu tán trong không gian. A hát, a hát. Trong không gian, chỉ có một tiếng kêu thảm ngắn ngủi vang vọng, lập tức có người bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ. Trong phiến không gian này khắp nơi đều là hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, tựa như dung nham màu xanh da trời, còn có bọt khí không ngừng nổ tung. Hỏa diễm nóng bỏng bắn ra, giống như là quả bom vậy. 5-6 ngàn cường giả của thiên địa minh trong nháy mắt chỉ còn lại không tới 2 ngàn người. 4 ngàn người bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ, ngay cả cặn bã cũng không còn. Trời à! Không gian bên ngoài đại trận, người của đế đạo minh, cả đế giả cũng nghẹn họng nhìn chân chối, hai tay dụi mắt mình, căn bản không tin tất cả những gì mà mình mới chứng kiến. Mấy ngàn cường giả của đế đạo minh lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm. Thiên hỏa, là thái cổ U Minh Viêm. Đây là thái cổ U Minh Viêm, là thái cổ U Minh Viêm trong hư không bí cảnh. Trời ạ, trên người Lục Lâm Thiên có thái cổ U Minh Viêm.
Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn lúc này cũng rung động không thôi. Các nàng đã gặp thiên hỏa trong hư không bí cảnh, cũng biết thiên hỏa chính là thái cổ U Minh Viêm trong truyền thuyết, khó trách vừa rồi hai nàng đều cảm thấy vô cùng quen thuộc. Thái cổ U Minh Viêm ở trên người Lục Lâm Thiên. Chúng đế giả đế đạo minh nghe vậy lập tức kinh ngạc nhìn về phái Lục Lâm Thiên, hỏa diễm màu xanh ra trời kinh khủng trong đại trận chính là thái cổ U Minh Viêm, đây chính là một vật khủng bố a. Lục Lâm Thiên bị nhốt trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, không ngờ lần này thái cổ U Minh Viêm lại ở trên người hắn, rốt cuộc tiểu tử này đạt được bao nhiêu cơ duyên a. Trong nháy mắt ngắn ngủi, liếc mắt nhìn phiến không gian trước mắt đều là hỏa diễm màu xanh ra trời. Cả không gian hoàn toàn đều là hỏa diễm màu xanh giống như dung nham. Dưới nhiệt độ cao như vậy, linh hồn người ta cảm thấy mê muội, hỏa diễm màu xanh ra trời này có thể khắc chế linh hồn. Tất cả những người thiên địa minh còn lại đều liều chết chống cự, cường giả đế cấp cũng không ngoại lệ, trong nháy mắt bố trí khải giáp cùng với các thủ đoạn phòng ngự khác. Thế nhưng các loại thủ đoạn cùng với khải giáp phòng ngự kia, người thực lực thấp một ít lập tức bị hòa tan trong không gian. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết tràn ngập không gian, mỗi một giây đều có hơn trăm người vẫn lạc, hóa thành cho tàn. Thậm chí Lục Lâm Thiên còn có thể cảm giác được, mỗi một người bị hòa tan trong thái cổ U Minh Viêm, dường như thái cổ U Minh Viêm đều có thể khôi phục lại một ít. Thái cổ U Minh Viêm, là thiên hỏa trong hư không bí cảnh. Thái cổ U Minh Viêm. Trong thiên địa mình cũng có người đi vào trong hư không bí cảnh, cũng lập tức nhận ra thái cổ U Minh Viêm này. Nghe thấy mấy chữ thái cổ U Minh Viêm, sắc mặt tất cả đế giả đều vô cùng khó coi. Tâm tình lúc này không cần nói cũng biết. Sau khi tin tức thiên hỏa xuất hiện trong hư không bí cảnh, đối với lai lịch của thái cổ U Minh Viêm mọi người cũng đã tìm hiểu kỹ càng. Thân ở trong hỏa diễm màu xanh ra trời, cho dù là không động đậy cũng phải tiêu hao vô cùng lớn, loại tiêu hao này khiến cho ngay cả đế giả như bọn họ cũng không có cách nào chống đỡ. Trốn, chạy mau. Trốn không thoát đâu. Có đại trận a, chúng ta cũng không ra được, không có cách nào chạy thoát. Ảnh Long, ngươi nhanh mở Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận đi. Hồn Diệt, ngươi nhanh thu Bàn Long đại trận của Huyễn Hồn môn ngươi đi. Mau bỏ trận đi, nhanh, bằng không tất cả mọi người đều chết, ai bố trí nhiều đại trận như vậy, đáng hận. Từng đế giả hét lớn, nhanh chóng bố trí thủ đoạn phòng ngự, quang mang bầy yóp hủ thân thể, cố gắng chống đỡ trong biển lửa màu xanh ra trời. Nhìn thấy một mảng lớn cường giả trong sơn môn mình bị đánh chết. Trong lòng như nhỏ máu, căn bản không có cách nào hỗ trợ, ngay cả bản thân bọn họ cũng khó bảo toàn. Mọi người vô cùng hối hận khi bố trí mấy đại trận. Khiến cho bản thân không có cách nào chạy trốn, bọn họ nào ngờ tới lại có biến cổ như thế này. Trên người Lục Lâm Thiên có thái cổ U Minh Viêm kinh khủng kia, bọn họ chỉ đi tìm chết mà thôi. Nếu như sớm biết trên người Lục Lâm Thiên kia có thái cổ U Minh Viêm kinh khủng như vậy, bọn họ đâu còn dám đối phó với Lục Lâm Thiên nữa. Lúc này bị nhốt trong đại trận, ngay cả trốn cũng không thoát, đây quả thực chính là mua dây buộc mình. Không phải vây khốn Lục Lâm Thiên, cũng không phải vây khốn đế đạo minh mà là tự mình vây khốn bản thân mình tới chết ở bên trong. Không có cách nào phá trận, chân khí của ta không có cách nào điều động a. Linh lực của ta cũng không vận chuyển được. Mọi người đều chờ phá trận, thế nhưng lúc này Ảnh Long Đại Đế cùng với Hồn Diệt lão nhân lại bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ chỉ là đế giả nhất trọng, dưới sự áp chế của thái cổ U Minh Viêm, cơ hồ tất cả thủ đoạn đều được bố trí, thế nhưng da rẻ vẫn cảm thấy bỏng rát, linh hồn như bốc hỏa, phòng ngự cũng không có lực, đâu còn khí lực nhúc nhích. Hỗn trướng, các ngươi toàn lực dỡ bỏ đại trận đi. Ảnh Long, Hồn Diệt, lão tử bị các ngươi hại chết rồi. Nếu không giải trận, tất cả mọi người sẽ bị ngươi hại chết. Nghe thấy hai người Ảnh Long và Hồn Diệt lão nhân nói vậy, cơ hồ tất cả đế giả mắng to hai người, quả thực khóc không ra nước mắt a. Đây chính là mua dây buộc mình, ở trong không gian quỷ dị này đừng nói là linh hồn phân thân không dám ra. Hỏa diễm này áp chế linh hồn, khiến cho linh hồn héo rút, linh hồn phân thân cho dù đi ra cũng trốn không thoát. Để ta dùng toàn lực thử xem. Sắc mặt Ảnh Long Đại Đế và Hồn Diệt lão nhân trắng bệch, vô cùng khó coi, cố gắng liều mạng kết xuất thủ ấn định phá trận, bởi vì hiện tại cũng chỉ còn có Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long các hắn và Bàn Long đại trận của Huyễn Hồn môn mà thôi. Để ta dùng toàn lực thử xem. Ảnh Long Đại Đế và Hồn Diệt lão nhân nhìn nhau, sắc mặt trắng bệch, vô cùng khó coi, liều mạng kết xuất thủ ấn muốn phá trận.
hiện tại cũng chỉ còn Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận của Nguyệt Long Các hắn và Bàn Long đại trận của Huyễn Hồn Môn mà thôi. Ảnh Long đại đế biết mình có thể mang theo người Nguyệt Long Các rời khỏi Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận, chỉ tiếc hiện tại lại vô dụng, bởi vì đó chỉ là tầng đầu tiên, tầng thứ hai còn có Bàn Long đại trận của Nguyệt Long Các. Mà Hồn Diệt lão nhân cũng có cơ hội dẫn theo người của Huyễn Hồn Môn rời khỏi Bàn Long đại trận, chỉ là bên ngoài Bàn Long đại trận này còn có Thiên Nguyệt đại trận. Nàng cũng không có bất kỳ cơ hội nào, những người khác thì không cần phải nói. Bọn họ liên thủ bố trí bốn đại trận, thế nhưng trừ trưởng khống giả bày trận ra, những người khác căn bản không có cách nào thu trận. Lục Lâm Thiên há có thể để cho hai người phá trận, hắn đã sớm chuẩn bị từ trước, dung nham màu xanh da trời sôi trào, cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời đã xuất hiện trước mặt Hồn Diệt lão nhân. Muốn phá trận sao? Chết đi! Cánh tay cực lớn của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời vung lên, hỏa diễm màu xanh da trời trên không trung đột nhiên cuồn cuộn, tựa như biển cả nổi sóng lớn. Uy thế khủng bố đột nhiên bộc phát, ngưng tụ ra một đạo quyền ấn. Dưới tình huống Hồn Diệt lão nhân không có cách nào tránh né, phá tan một vòng quang cháo bằng linh lực quanh người của Hồn Diệt lão nhân, hung hăng đỡ upsilon.ng vào người hắn. Phanh phanh! Một quyền do cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời ngưng tụ ra đánh vào trên quang cháo bằng linh lực của Hồn Diệt lão nhân, chỉ trong sát na khi tiếp xúc, quang cháo bằng linh lực của Hồn Diệt lão nhân rạn nứt, bị phá vỡ. Tốc độ của quyền ấn không giảm một chút nào, tiếp tục hung hăng va chạm vào hồn linh khải giáp trên người Hồn Diệt lão nhân. Ken két! Hồn linh khải giáp bị nghiền nát, bị hỏa diễm màu xanh da trời ăn mòn. Miệng Hồn Diệt lão nhân phun ra máu tươi. Thân thể trong giây lát bị nện vào bên trong biển lửa màu xanh da trời. A hát! Trong nháy mắt, Hồn Diệt lão nhân kêu thảm thiết một tiếng, ở trong biển lửa màu xanh da trời giãy giụa một lát, muốn thoát thân ra. Thế nhưng ở trong biển lửa màu xanh da trời giống như dung nham kia có một vòng xoáy hút hắn vào bên trong, giống như có một cỗ lực hút nào đó. Hồn Diệt lão nhân trong khoảnh khắc đã bị hỏa diễm màu xanh da trời cắn nuốt không thấy, đế giả nhất trọng. Không có một chút lực phản kháng nào. Ông! Đồng thời, huyễn ảnh thanh vũ trên bản thể Lục Lâm Thiên chấn động, lập tức xuất hiện trước mặt Ảnh Long đại đế đang định phá trận. Linh hồn phân thân dung hợp với thái cổ U Minh Viêm, bản thể Lục Lâm Thiên lúc này ở trong thái cổ U Minh Viêm bị ảnh hưởng vô cùng thấp, linh hồn phân thân vốn cùng một thể với bản thể, linh hồn phân thân cũng tự biết làm sao giảm ảnh hưởng xuống thấp nhất với bản thể. Duệ Kim Hồn Đao! Cùng một thời gian, trên bản thể Lục Lâm Thiên, huyết lục không biết đã xuất hiện trong tay hắn từ khi nào, chân khí phô thiên cái địa lan tràn, thuộc tính kim đột nhiên xuất hiện, kim quang quanh thân đại thịnh, huyết lục chém xuống một đao. Ngao! Tiếng long ngâm vang vọng, một đạo đao mang huyết sắc mang theo khí tức sắc bén bàng bạc nhanh như thiểm điện xé rách không gian, những nơi nó đi qua, không gian lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Bên trong ẩn chứa linh hồn lực vô hình. Siêu! Trong khoảnh khắc một đao này đánh vào trên thân thể Ảnh Long đại đế, nghiền nát hộ thân cương khí của hắn. Dưới đao mang, hộ thân cương khí dễ dàng bị nghiền nát, thân thể Ảnh Long đại đế từ trên đỉnh đầu bị một đao chém thành hai nửa. Thân thể lập tức rơi xuống, bị biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng phía dưới thôn phệ. Ảnh Long và Hồn Diệt đều chết. Xong rồi, đại trận là do hai người bọn họ khống chế a. Hiện tại chúng ta phải làm thế nào mới có thể phá vỡ đây? Không tốt, không xong rồi. Con mẹ nó, kẻ nào ban đầu đề xuất bày trận vậy? Làm sao bây giờ, tất cả xong đời rồi. Ảnh Long đại đế và Hồn Diệt lão nhân bị đánh chết, những đế giả còn lại vô cùng khiếp sợ, kinh hãi, đồng thời bắt đầu triệt để sợ hãi. Mà vừa rồi Lục Lâm Thiên đánh chết Ảnh Long đại đế và Hồn Diệt lão nhân, những đế giả khác căn bản không thể giúp được gì, ốc không mang nổi mình ốc. Duy chỉ có một lão giả vũ đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang là còn năng lực miễn cưỡng nhúc nhích. Người này tự nhiên không hy vọng Hồn Diệt và Ảnh Long bị đánh chết, nhưng mà thân ảnh hắn vừa mới có khẽ động thì linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên đã đánh chết Hồn Diệt, lập tức ngăn cản trước người hắn. Siêu! Cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời lần nữa phất tay một cái, hỏa diễm màu xanh da trời trên không trung cuồn cuộn, một đạo hỏa diễm màu xanh da trời lập tức ngưng tụ thành một quyền đánh về phía trước. Dưới nhiệt độ khủng bố nóng bỏng này, những nơi quyền kia đi qua không gian bị đốt cháy thành hư vô. Cả không trung giống như một cái lò thiêu, có thể thiêu đốt tất cả thành tro tàn và hư vô. Bên trong quyền ấn ẩn chứa lực lượng hủy diệt, những nơi nó đi qua, một mảng lớn vết nứt đen kịt trong không gian hiện lên.
Dưới một quyền này, nhiệt độ khủng bố khiến cho vũ đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang run sợ. Dưới tình huống bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ngưng tụ ra một đạo quang trụ bằng năng lượng khổng lồ đánh về phía trước, giống như thiên thạch hung hăng va chạm với quyền ấn bằng hỏa diễm của linh hồn phân thân. Phanh phanh, âm thanh vang vọng, cả không trung run rẩy, âm thanh bạo liệt kinh người vang lên. Đạo quang trụ bằng năng lượng của linh đế tam trọng này va chạm với quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời, lập tức bị thiêu đốt, hóa thành một cỗ sương mù. Ầm ầm, quyền ấn màu xanh da trời lúc này cũng bị đế cấp tam trọng kia đánh nát. Dù sao thực lực của đế giả tam trọng so với đế giả nhất trọng, nhị trọng mạnh hơn quá nhiều. Quyền ấn bằng hỏa diễm hóa thành vô số hỏa diễm rơi xuống phía dưới, giống như pháo hoa màu xanh da trời, vô cùng xinh đẹp, rực rỡ. Phụt, đạo quang trụ bằng năng lượng bị phá hủy, khí tức trong cơ thể linh đế tam trọng kia run rẩy một hồi. Lập tức bị nhiệt độ khủng bố trong không trung bao phủ, thân thể đột nhiên lảo đảo lui lại, miệng phun ra máu tươi. Ông! Tiếng sấm minh trên huyễn ảnh thanh vũ vang vọng, bản thể Lục Lâm Thiên lần nữa như quỷ mị xuất hiện trước người linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang. Trên huyết lục bắn ra từng đạo đao mang quỷ dị, dưới đao mang, một cỗ khí tức nóng bỏng ngập trời trong lúc vô hình lan tràn ra trên không trung. Nộ hỏa hồn đao! Một tiếng quát nhẹ vang lên. Lục Lâm Thiên kéo lê huyết lục trong tay, đao mang lướt đi. Khí tức của Lục Lâm Thiên lúc này dường như cộng minh với nhiệt độ khủng bố trong không trung, càng thêm khủng bố mà nóng bỏng. Đao mang xuất ra, không gian run rẩy, dung nham màu xanh ra trời phía dưới cuồn cuộn, bên trong còn có một cỗ công kích linh hồn kinh người. Giống. Cùng lúc, đao mang đánh xuống, một tiếng hổ gầm vang vọng, đột nhiên có một đầu cự hổ bằng hỏa diễm lao nhanh ra. Đầu cự hổ bằng hỏa diễm này vô cùng khổng lồ, ước chừng hơn ngàn thước. Đầu cự hổ cực lớn xẹt qua không gian, cái miệng lớn dữ tợn mở ra, mang theo uy thế cường hãn, lập tức đánh về phía linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang, những nơi nó đi qua, không gian nứt vỡ từng khúc. Linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang lảo đảo lui ra, thân hình còn chưa kịp đứng vững, lúc này lại bất đắc dĩ ra tay lần nữa. Người này khẽ phất tay bố trí một vòng quang cháo bằng linh lực quanh người. Giống. Đầu cự hổ bằng hỏa diễm mang theo năng lượng bàng bạc đáng sợ lao tới, trong nháy mắt ngắn ngủi, cái miệng rộng khổng lồ hung hăng táp vào trên vòng quang cháo bằng linh lực. Đồng thời trên cái miệng to lớn và hổ chảo đều có hỏa diễm khủng bố bắn ra. Linh đế tam trọng, để xem ngươi chống lại như thế nào. Cự nhân bằng hỏa diễm lần nữa bước qua biển lửa, cánh tay cực lớn khẽ phất một cái. Hỏa diễm dưới người cuồn cuộn. Lại có một đạo quyền ấn bằng hỏa diễm màu xanh da trời được ngưng tụ ra. Nhiệt độ nóng bỏng trên quyền ấn không ngừng lan tràn ra, lập tức hung hăng đánh vào quang cháo bằng linh lực của linh đế tam trọng kia. Ken két. Chỉ rằng co trong giây lát, quang cháo bằng linh lực do linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang bố trí lập tức bị dạn nứt. Đầu cự hổ bằng hỏa diễm hóa thành từng đạo đao mang bắn vào trên người linh đế tam trọng kia. Hồn linh khải giáp trên người linh đế tam trọng bắt đầu dạn nứt. Quyền ấn lớn bằng hỏa diễm của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ linh đế tam trọng. Phanh phanh, âm thanh trầm thấp, trầm đỡ upsilon, c vang vọng. Trên người linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang lập tức vang lên âm thanh lục bục. Phụt, linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang này đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Biển lửa màu xanh da trời phía dưới cuồn cuộn, nổi lên sóng to gió lớn, thừa dịp bao phủ lấy người này. Khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn. Duệ kim hồn đao. Chân khí thuộc tính kim phô thiên cái địa lan tràn, thân thể Lục Lâm Thiên lần nữa xuất hiện trước người linh đế tam trọng. Huyết lục kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, trong giây lát đánh vào linh đế tam trọng kia. Ngao. Tiếng long ngâm vang vọng, đao mang màu vàng sắc bén vô cùng mang theo âm thanh chói tai, giống như thiểm điện xé rách không gian, mang theo khí tức sắc bén ẩm ẩm xẹt qua không trung, khiến cho cả không gian run rẩy. Biển lửa màu xanh ra trời phía dưới cuồn cuộn. Siêu. Dưới đao mang màu vàng, không gian xuất hiện vết nứt đen kịt trong không gian. Linh hồn lực vô hình lan tràn, trong khoảnh khắc đánh vào trên người linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang kia. Phanh. Dưới một đao này, linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang rốt cuộc không có cách nào tiếp tục chống lại, thân thể lập tức hóa thành huyết vụ. Tu vi linh đế tam trọng, dưới sự vây công của Lục Lâm Thiên và linh hồn phân thân của hắn. Cũng chỉ có thể chịu trà đạp mà thôi. Siêu siêu. Nhưng mà cùng lúc,
hồn anh của linh đế tam trọng này nhanh chóng chạy ra, muốn triệt để đánh chết một linh đế tam trọng quá khó khăn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng hồn anh chạy trốn, thực lực cũng có hạn, không đáng lo. A hát, cơ hồ tất cả người của thiên địa minh liên tục kêu thảm thiết, trong nháy mắt này, 2.000 người lúc trước chỉ còn lại không tới 200 người, cho dù là vương cấp cũng đã sớm chết hết. Phi kiếm lão cẩu, tới đây cho ta. Cùng lúc này thân ảnh lục lâm thiên nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt phi kiếm tôn giả đang chật vật chống đỡ. Dùng tu vi của lục lâm thiên hiện tại, muốn đối phó với chuẩn đế, lại ở trong không gian của thái cổ U Minh Viêm, quả thực chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Dưới ánh mắt kinh hãi của phi kiếm tôn giả, thậm chí ngay cả cơ hội tự bảo cũng không có, lập tức bị lục lâm thiên xuyên qua cương cháo phòng ngự, cấm chế hắn. Hai mắt phi kiếm tôn giả không ngừng đảo loạn, tràn ngập vẻ kinh hãi, thế nhưng cũng chỉ có thể bất lực mà thôi. Bây giờ hắn mới hối hận vì lúc trước đánh chết linh tôn nhất trọng dùng độc công kia. Không ngờ lại động vào nghịch lân của lục lâm thiên, khiến cho thiên kiếm môn bị diệt môn. Chỉ tiếc lúc này hắn có hối hận cũng đã không kịp nữa. Ngay trong ánh mắt kinh hãi của hắn, phi kiếm tôn giả bị lục lâm thiên thu vào trong tử lôi huyền đỉnh. Rồi trong tích tắc tử lôi huyền đỉnh cũng biến mất trong lòng bàn tay của lục lâm thiên. A hát! Mọi người lúc này không ngừng kêu thảm thiết, dưới cỗ khí tức nóng bỏng kia, thân thể cùng với máu tươi, kinh mạch, xương cốt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể bọn họ giống như đang bị thiêu đốt thành cho bụi, càng ngày càng không có cách nào chống đỡ được. Tôn giả không có cách nào chống đỡ được trong biển lửa màu xanh ra trời, thân thể nhanh chóng hóa thành cho tàn. Chúng cường giả căn bản không có cách nào chạy ra, hai đại trận vây khốn mọi người, lúc này hai đại trận này đã hại chết bọn họ, tự mua dây buộc mình, tự làm tự chịu. Hiện tại cả đám chỉ có thể chịu tàn sát, ngay cả đế giả cũng khó có thể thoát thân. Ta sẽ tiễn các ngươi đi một đoạn đường. Nhìn hơn 100 tôn cấp đang cố gắng chống đỡ. Khóe miệng lục lâm thiên nhếch lên tràn ra hàn ý, sát khí tràn ngập huyết lục. Quỷ mộc hồn đao. Một tiếng quát nhẹ vang lên, quanh thân lục lâm thiên có chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa lan tràn ra, chân khí rót vào trong huyết lục, từ trên huyết lục bắn ra một đạo đao mang quỷ dị. Siêu siêu. Đạo đao mang này bắn ra, tạo thành một đường cong trước người lục lâm thiên rồi xoay tròn. Đao mang xoay tròn xoẹt qua hộ thân cương khí của một tôn cấp. Tiếp theo xuyên qua hộ thân cương khí của người thứ hai, thứ ba. Đao mang quỷ dị tiếp tục xoay tròn, mãi cho tới người thứ 7749 mới biến mất không thấy. 7749 người có tu vi tôn cấp này đang chật vật chống đỡ, đâu còn có thể chống lại đao mang. Thậm chí còn bị U Minh Viêm hỏa bao phủ không có cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đao mang xoay tròn nhanh như thiểm điện bắn tới. Ken két. Cùng một lúc. Trong cơ thể 7749 tôn cấp này có vô số đao mang bắn ra. Mỗi một đạo đao mang bắn ra, đều mang theo quang mang màu xanh đậm vô cùng chói mắt. Dưới đao mang ngập trời, 49 tôn cấp này bị quang mang màu xanh nồng đậm bao phủ, một cỗ năng lượng thuộc tính mộc vô hình nhanh chóng lan tràn ra cả không gian. Sinh cơ trong không gian bị chém đứt. Đao mang đánh xuống, thân thể 7749 tôn giả bắt đầu héo rũ, năng lượng thuộc tính mộc phá hủy sinh cơ trong cơ thể. Phanh phanh. Trong sát na này, quang mang màu xanh bắn ra, thân thể 7749 tôn cấp kia nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, kinh khí ngập trời khuếch tán, 49 tôn cấp đều bị một đao của lục lâm thiên đánh chết. Thân thể nghiền nát đều bị hỏa diễm màu xanh ra trời thiêu đốt thành cho tàn. Hít. Một đao đánh chết 49 tôn cấp, tăng thêm cảnh tượng khủng bố khiến cho vô số người của đế đạo minh không khỏi hít sâu một hơi, yết hầu chấn động, thầm nuốt nước bọt. Ngao. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng lục lâm thiên chấn động, người mặc thanh linh khải giáp, tay cầm huyết lục, tiếng đao minh giống như long ngâm từ trên thân đao vang vọng, âm thanh xuyên thấu không gian, uy áp mạnh mẽ tới tận cùng. Giết. Huyễn ảnh thanh vũ chấn động, không gian chung quanh giống như tấm gương bị chấn vỡ, tay lục lâm thiên nắm huyết lục, sát khí lan tràn. Trong đôi mắt đen láy của lục lâm thiên tràn ngập sát khí ngày càng đậm đặc. Một đạo đao mang lần nữa được đánh ra, kim quang đại thịnh, năng lượng trong thiên địa lập tức cuồng bạo. Duệ kim hồn đao. Ken két. Ba chuẩn đế lập tức chết dưới một đao này, không có bất kỳ lực phản kháng nào. Hậu thổ hồn đao. Lục lâm thiên khẽ quát một tiếng, huyết lục đánh ra một đạo đao mang màu vàng đất, mang theo một cỗ khí tức nặng nề, cùng với năng lượng thiên địa. Ken két. Dưới đạo đao mang này,
cả phiến không gian giống như đậu hũ, bị bổ đôi. Trong gợn sóng không ngừng vang lên tiếng răng rắc, từng khe nứt giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Cả phiến không gian bị phá hủy, hơn 50 tôn cấp bị đánh chết. Hàn băng hồn đao. Dưới một đao này, lần nữa có 30 tôn cấp bị bao phủ vào bên trong, lần nữa bị băng bao phủ, đao mang bắn ra, linh hồn lực khuếch tán, băng bị nghiền nát, 30 tôn cấp lập tức bị đánh thành mảnh vỡ. Quỷ mộc hồn đao, chết hết đi. Đao mang xoay tròn, thôn vệ sinh cơ trong không gian, lần nữa có hơn chục tôn cấp bị đánh chết, trong đó có 3 chuẩn đế. Nộ hỏa hồn đao. Một đao cuối cùng được bổ ra, dưới đế giả, chuẩn đế cùng với 2 vũ tôn cửu trọng cuối cùng bị đánh chết dưới nộ hỏa hồn đao. Bị đao mang xét nát, trở thành thuốc bổ cho hỏa diễm màu xanh ra trời. Trong cả không gian lúc này chỉ còn 14 đế giả cùng với hồn anh của đế giả tam trọng kia. Lục Lâm Thiên Đạp không đứng thẳng, tựa như sát thần, khí thế kinh khủng đánh chết tôn cấp giống như con sâu cái kiến khiến cho linh hồn tất cả mọi người đều run rẩy. Không nói thực lực khủng bố ra sao, chỉ bằng vào khí tức sát phạt này, cũng đủ để khiến cho bọn họ hãi hùng, khiếp vía. Tại không gian trong đại trận, hơn 10 đế giả của thiên địa minh bị khí tức sát phạt chấn nhiếp, dưới cỗ khí tức sát phạt này, toàn thân bọn họ run rẩy. Chân khí, linh lực trong cơ thể như đình trệ. Người Lục gia nhìn nhau, đến thời điểm này bọn họ mới tận mắt nhìn thấy những năm này đại thiếu gia lại có uy danh linh vũ chiến tôn bên ngoài. 5-6 ngàn cường giả thiên địa minh a, dưới đế giả đều bị diệt. Chuyện này kinh khủng, bá đạo vô cùng, khiến cho đệ tử Lục gia run rẩy, thế nhưng trong lúc vô hình lại cảm thấy máu tươi trong cơ thể sôi trào, kinh mạch như bành trướng. Ánh mắt chúng đế của đế đạo minh cũng rung động, 5-6 ngàn cường giả của thiên địa minh a, lại giống như con sâu cái kiến, bị một người tàn sát. Hành động bá đạo, sắc bén như vậy bọn họ nào đã gặp qua bao giờ? Quả thực đủ cường hãn. Dưới khí thế như vậy, trong đôi mắt đỏ của mẫu đơn hiện lên sự rung động. Huyễn ảnh thanh vũ chấp động, Lục Lâm Thiên lạnh lẽo nhìn 14 đế giả cùng với 2 hồn anh đế giả, trong mắt tràn ngập sát ý. Dưới không trung, hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn không ngớt, nhiều cường giả chết ở trong không gian này như vậy, Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm của hắn đã nhận được chỗ tốt khủng bố. Cường giả chết đi. Năng lượng tiêu tán trong không gian này không ngờ lại bị thái cổ U Minh Viêm thôn phệ, hấp thu, đồng thời còn rất nhanh khôi phục. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nhìn hơn chục đế giả bị chấn nhiếp. Hơn chục đế giả này nhìn thấy Lục Lâm Thiên diệt bản thể của đế cấp tam trọng, thân thể bị chém đứt cũng có thể khôi phục lại như lúc ban đầu. Lại đồ sát mấy ngàn người mà con mắt không nháy lấy một cái, cả đám đã sớm bị chấn động. Huống chi mười mấy người này ở trong không gian thái cổ U Minh Viêm ngay cả tự bảo vệ mình cũng không đủ, tâm thần run rẩy, linh hồn bỡ ngỡ. Đến thời điểm này bọn họ mới ý thức được sự đáng sợ của Lục Lâm Thiên ra sao. Bọn họ đã hối hận quyết định của mình, thế nhưng lúc này không còn bất kỳ cơ hội nào hối hận nữa. Cơ hồ tất cả đế giả sau khi sắp xếp chuyện kia xong, căn cơ truyền thừa cũng được sắp xếp. Đến lúc đó bọn họ không còn tại thế, hơn phân nửa cũng không về được. Cho nên truyền thừa và căn cơ nhất định phải sắp xếp cho tốt. Phải tính toán tất cả mọi chuyện, như vậy bọn họ mới có thể yên tâm. Bằng không sau khi bọn họ không có mặt, sợ rằng sơn môn cũng không giữ được. Thế nhưng bọn họ thật không ngờ Lục Lâm Thiên này so với chuyện kia còn khủng bố hơn. Chuyện kia còn chưa tới bọn họ đã phải chết, mà sơn môn sợ rằng cũng không giữ được. Hồn anh của tàn kiếm đại đế khó chống lại được. Thân thể linh hồn ở trong không gian này căn bản không có cách nào chống lại. Linh hồn không có cách nào thừa nhận nhiệt độ cao khủng bố này, bắt đầu héo rút, sống không bằng chết. Đi chết đi. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn phóng lên trời, cự nhân bằng hỏa diễm không biết từ khi nào đã xuất hiện cách người tàn kiếm đại đế không xa. Cánh tay vung lên, một đạo U Minh Viêm hỏa bàng bạc bay thẳng lên trên không trung. Hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố giống như cự long bay lên trời. Khí tức nóng bỏng phô thiên cái địa lan tràn, dưới nhiệt độ cao khủng bố này, linh hồn lập tức đau đớn kịch liệt. Trong đầu có cảm giác mê muội. Ầm ầm, hỏa diễm màu xanh ra trời phóng lên cao, tựa như núi lửa phun trào, xen lẫn hỏa diễm màu xanh ra trời rơi xuống, giống như là nham thạch nóng bỏng từ trên 9 tầng trời trút xuống. Cùng một lúc, một đạo U Minh Viêm hỏa màu xanh ra trời bao phủ hồn anh của tàn kiếm đại đế vào bên trong. Huyết kiếm, cứu mạng, cứu mạng. Trong hỏa diễm màu xanh ra trời, hồn anh của tàn kiếm đại đế lớn tiếng kêu thảm thiết, dưới cỗ nhiệt độ khủng bố này,
hồn anh hắn bị bao phủ, linh hồn lực không ngừng bị thiêu đốt. Trong chớp mắt ngắn ngủi, hồn anh của Tàn Kiếm Đại Đế, tính cả linh hồn phân thân đều bị tiêu diệt trong biển lửa màu xanh. Biển lửa màu xanh ra trời này có thể khắc chế linh hồn sao có thể chịu đựng được nhiệt độ khủng bố như vậy? Hỗn trướng, Lục Lâm Thiên, ta sẽ liều mạng với ngươi. Phía xa, trường kiếm màu đỏ trong tay Huyết Kiếm Huy Vũ, từng đạo kiếm quang xé rách không gian tạo thành vết nứt không gian đen kịt, lúc này hắn đã liều mạng, thế nhưng cũng không có cách nào thoát khỏi công kích của Dương Đỉnh Thiên. Ầm ầm, giữa không trung lúc này cũng gió nổi mây phun, chẳng biết từ khi nào linh hồn phân thân của hai cường giả Vũ Đế tứ trọng đã hung hăng va chạm vào nhau. Tu vi của linh hồn phân thân dường như cũng không dưới bản thể là bao. Huyết Kiếm nổi giận, tức tới mức sùi bọt mép, khuôn mặt dữ tợn, thế nhưng cũng không có biện pháp nào. Thiên Kiếm Môn ngày hôm nay đã xong đời, cơ hồ tất cả cường giả cùng với Tàn Kiếm, Đoạn Kiếm đều bị đánh chết. Cơ nghiệp hơn vạn năm của Thiên Kiếm Môn ngày hôm nay đã bị hủy. Phụt! Nghĩ vậy khí huyết trong cơ thể Huyết Kiếm Đại Đế nhộn nhạo, nhịn không được mà phun ra một ngụm máu tươi. Hiện tại tới các ngươi. Phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đánh chết hồn anh của Tàn Kiếm Đại Đế, nhưng Lục Lâm Thiên cũng không ngừng lại một chút nào, huyễn ảnh thanh vũ khẽ vỗ, U Minh Viêm hỏa cuồn cuộn, tất cả mọi người đều bị áp chế, linh hồn phân thân cũng không dám phóng ra ngoài. Thân ảnh lóe lên, thân ảnh Lục Lâm Thiên trong chớp mắt xuất hiện trước mặt hơn chục đế giả, sát ý ngập trời bắn ra, huyết lục lần nữa được huy vũ. Huyễn ảnh thanh vũ, phù quang lược ảnh, lực lượng thời gian, hư linh huyễn ấn, duệ kim hồn đao. Đi chết đi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên đồng thời thúc giục các loại lực lượng, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt chúng đế, một đạo đao mang đánh xuống. Quần đế bị các loại lực lượng bao phủ, tăng thêm bị Thái Cổ U Minh Viêm áp chế, lúc này bọn họ căn bản không có cách nào nhúc nhích, năng lượng để tự bạo hồn anh cũng không có. Siêu siêu. Chúng đế không có cách nào nhúc nhích chạy trốn, đao mang màu vàng xé rách không gian đánh xuống, lập tức đánh nát hộ thân cương khí, quang cháo quanh người chúng đế. Thân thể chúng đế lập tức bị sóng lửa màu xanh ra trời bao phủ. Giết không tha. Chết đi. Bổn đế đã sớm cảnh cáo, người hôm nay nhúng tay vào một người cũng không thoát, chết đi. Từng tiếng quát trong miệng Lục Lâm Thiên vang lên, trong sát na, kim quang toàn thân Lục Lâm Thiên đại thịnh, khí tức quỷ dị đồng hóa gợn sóng không gian trước người, quang mang kỳ dị trong mắt lan tràn. Huyễn ảnh thanh vũ sau lưng chấn động, tiếng sấm minh vang vọng. Đồng thời, đao mang của huyết lục phá không đánh tới, từng đạo đao mang đánh xuống, không gian chung quanh tựa mặt nước rẽ đôi, hiện ra vết nứt không gian đen kịt. Siêu siêu, đao mang mang theo âm thanh trầm thấp, khí thế bàng bạc như vạn mã, bổ ra ba đao. Đao mang sắc bén vô cùng mang theo âm thanh chói tai nhanh như thiểm điện xé rách không gian, khí thế sắc bén lạnh lẽo phô thiên cái địa khuếch tán. Ken két, những nơi đao mang màu vàng đi qua. Không gian bị cắt vỡ tạo thành từng khe nứt đen kịt. Dưới ba đao này, ba đế giả, một lão giả của thần Kim Các, một đại hán trung niên mặc áo xám của Nguyệt Long Các cùng với một lão giả mặc trường bào màu lam của Huyễn Hồn Môn, ba đế giả bị chém thành hai khúc. Ầm ầm, dưới ba đao, ba đế giả bị nghiền nát, đao mang còn lại khuếch tán, không gian sụp đổ, bị nghiền nát. Ba đao khủng bố vô cùng, khí thế ngút trời khiến cho lòng người phát lạnh. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người hãi hùng, tu vi đế giả nhất trọng không ngờ lại bị Lục Lâm Thiên giơ tay nhấc chân đánh chết. Giống như là con sâu cái kiến vậy, lật tay có thể diệt, hoàn toàn không có lực chống lại. Lại có bốn đế giả bị tàn sát. Không gian ngoài đại trận, cơ hồ tất cả cường giả đế đạo minh nghẹn họng nhìn chân chối, quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này tràn ngập sát khí, tựa như sát thần khiến cho nhìn vào cũng khiến cho mọi người có cảm giác linh hồn bỡ ngỡ, giết đế giả như không. Khí thế ngập trời, bế nghễ thiên hạ. Cuồng sát và phong sát của Hắc Sát giáo nhìn nhau, âm thầm cảm thấy may mắn vì gia nhập vào trận doanh của Lục Lâm Thiên. Khí thế cùng với thực lực như vậy, lúc này Lục Lâm Thiên không có đối thủ. Một đám kiến hôi, ở trước mặt ta bọn ngươi không có tiền vốn để kiêu ngạo. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng khẽ vỗ, tay cầm huyết lục, sát khí ngập trời lan tràn. Dưới cỗ khí thế khủng bố này, những đế giả còn lại của thiên địa minh đã sinh ra sự e ngại, ngay cả tâm tư chống cự cũng không có. Nhìn đạo thân ảnh tràn ngập kim quang cùng với sát khí ngập trời kia trong nháy này tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng hối hận. Lúc trước bọn họ tuyệt đối không nên trêu chọc vào Lục Lâm Thiên này.
bằng không cũng không rơi vào kết cục như ngày hôm nay. Mà ngay cả cơ hội chạy trốn bọn họ cũng không có, hoàn toàn chỉ có thể chờ chết. Dưới cỗ thực lực khủng bố này bọn họ cũng không có tâm tư phản kháng. Đây là đại thiếu gia sao? Đồ sát cường giả như không, mấy ngàn cường giả bị đánh chết trong tay, mắt cũng không nháy lấy một cái. Đây mới là trưởng môn, đánh chết đế giả cũng giống như con sâu cái kiến. Nhìn Lục Lâm Thiên, người của Phi Linh Môn và Lục Gia không khỏi hít sâu một ngụm khí lạnh. Thân ảnh được lân phiến màu vàng bao trùm kia tràn ngập sát khí, khiến cho máu tươi bọn họ sôi trào. Ba người Lục Đông, Lục Trung, Lục Tây nhìn nhau, ánh mắt ba người run rẩy. Thời điểm này bọn họ mới chính thức hiểu được, Lục Gia rốt cuộc đã tới tình trạng gì. Tất cả đế giả cùng cường giả của đế đạo Minh cũng hít sâu một ngụm khí lạnh, nghẹn họng nhìn về phía Lục Lâm Thiên. Nhìn Lục Lâm Thiên sát khí ngập trời trong đại trận, ánh mắt cả đám run rẩy, sợ rằng sau này không có ai dám trêu vào sát thần này nữa. Quân Lăng, nhanh thi triển thần khí đi, thúc giục thần khí hộ thân, nhanh. Hồn anh của linh đế tam trọng Lan Lăng Sơn Trang không ngừng chạy trốn, miệng hét lớn, hồn anh được quang cháo bao phủ, chống lại khí tức nóng bỏng khủng bố. Mà khí tức khủng bố này quá mạnh mẽ đã khiến cho linh hồn hắn héo rút, hắn đã hối hận. Sớm biết như vậy ban đầu hắn đã lựa chọn hồn anh tự bảo. Hồn anh dưới thái cổ U Minh Viêm chẳng khác gì là con tim đã ngừng đập. Dưới nhiệt độ nóng bỏng còn có một cỗ khí tức lạnh lẽo, có thể áp chế linh hồn. Khiến cho linh hồn hắn cũng khó có thể nhúc nhích, nhiệt độ khủng bố bao phủ, thẩm thấu, khiến cho linh hồn hắn đau đớn, bắt đầu héo rũ. Ầm ầm. Âm thanh từ trong miệng hồn anh của linh đế tam trọng Lan Lăng Sơn Trang vừa dứt, lúc này chỉ còn lại 10 đế giả, cũng xuất hiện 6 kiện thần khí. Trên người 10 đế giả này không ngờ lại có 6 kiện thần khí, quả thực không tầm thường. Ở trong thần khí đều có không gian, đến thời điểm này mọi người cũng chỉ có thể liều mạng một lần. Nhìn xem có thể dùng thần khí chống lại thái cổ U Minh Viêm cùng với Lục Lâm Thiên hay không. Bản thể bọn họ đã không có cách nào chống đỡ được nữa. Mọi người thúc giục thần khí, hồn anh linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang kia nhanh chóng trốn vào trong thần khí mà Quân Lăng Đại Đế đang thúc giục. Muốn chết! Thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện trước mặt hồn anh linh đế tam trọng của Lan Lăng Sơn Trang, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo tràn ngập sát ý. Lục Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi. Đối với Lục Lâm Thiên, linh đế tam trọng này hận thấu xương, thế nhưng ngay cả lúc toàn thịnh hắn cũng không có cách nào chống lại. Dưới trạng thái hồn anh này thì càng không cần phải nói. Chỉ là dù sao cũng là linh đế tam trọng, tâm cảnh không tầm thường, lập tức hồi phục tinh thần lại. Thân thể hồn anh hóa thành một đạo lưu quang, linh hồn lực minh mông tuôn ra, bắn về phía mi tâm Lục Lâm Thiên. Cùng lúc, một đạo lưu quang phóng vào trong thần khí trong tay Quân Lăng Đại Đế. Không biết tự lượng sức mình. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, năng lượng linh hồn bàng bạc khuếch tán. Đối mặt với công kích linh hồn kia, Lục Lâm Thiên không chút tránh né nào, tùy ý để cho công kích linh hồn đánh tới, đồng thời nhanh chóng đánh ra một đao về phía đạo lưu quang vừa mới từ trong hồn anh linh đế tam trọng bắn ra. Siêu! Công kích linh hồn đánh vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên, thân thể Lục Lâm Thiên khẽ run lên, mà cùng lúc đó, đao mang trong tay Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra. Đao mang xé rách không gian đen kịt, trong sát na dùng xu thế như sấm sét, đánh vào trên đạo lưu quang kia. A hát! Một tiếng kêu thảm từ trong đạo lưu quang này vang lên, trong chớp mắt lập tức hóa thành linh hồn phân thân của linh đế tam trọng. Dưới một đao của Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân lập tức hóa thành mảnh vỡ. Hỏa diễm màu xanh ra trời phía dưới cuồn cuộn, đem tàn hồn của linh hồn phân thân bàng bạc thôn phệ vào trong hỏa diễm. Mà đạo lưu quang vừa mới tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên chính là hồn anh của linh đế tam trọng. Kim đao màu vàng và thái cổ U Minh Viêm cũng có thể chống lại. Hồn anh của linh đế tam trọng này Lục Lâm Thiên cũng không thèm để ý tới. Quả nhiên, hồn anh của linh đế tam trọng này vừa mới tiến vào trong mi tâm Lục Lâm Thiên, kim quang lập tức lóe lên, một cỗ khí tức khiến cho hắn run rẩy xuất hiện, hồn anh lập tức hóa thành mảnh vỡ. Ầm ầm, không trung gió nổi mây phun, sáu đế giả có thần khí lúc này nhanh chóng thu những người khác vào trong thần khí bắt đầu thu nhỏ lại. Trốn vào trong thần khí sao? Nhíu mày, sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống. Ngao! Chân khí rót vào trong huyết lục, nhìn sáu kiện thần khí bắt đầu thu nhỏ lại, Lục Lâm Thiên muốn thử xem có thể chém nát thần khí hay không. Thần khí cũng chỉ là linh khí luyện chế ra mà thôi, bằng vào tu vi trước kia của hắn thần khí vô cùng khủng bố,
đương nhiên, thần khí ở trong mắt ai cũng vô cùng khủng bố. Nhưng Lục Lâm Thiên lại cho rằng thần khí cũng là do con người luyện chế thành, nhất định có thể cưỡng ép phá vỡ. Bằng vào thực lực của hắn bây giờ tăng thêm sự bất phàm của huyết lục, tuyệt đối có thể thử một lần. Đám đế giả kia thừa cơ trốn vào trong thần khí, tự nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không cho đám người này chạy thoát. Mà khi Lục Lâm Thiên định ra tay với thần khí thì ánh mắt lập tức có chút biến hóa. Trong nháy mắt này linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm khổng lồ của Lục Lâm Thiên bước ra một bước, không gian tràn ngập hỏa diễm cuồn cuộn. Dung nham cực lớn giống như gợn sóng dâng cao trên trăm thước, từng đạo gợn sóng nhộn nhạo. Cự nhân bằng hỏa diễm đột nhiên mở miệng về phía sáu kiện thần khí. Bên trong cái miệng rộng của cự nhân bằng hỏa diễm có một cỗ hấp lực ngập trời tuôn ra, hít hỏa diễm tràn ngập không gian vào trong bụng, giống như cá voi hút nước. Siêu siêu. Mà trong đó, sáu kiện thần khí đang thu nhỏ lại cũng bị cự nhân bằng hỏa diễm hút vào trong miệng rồi biến mất. Mọi người ở phía xa lập tức há hốc mồm, sáu kiện thần khí biến mất. Trong đại trận khổng lồ kia chỉ còn lại Lục Lâm Thiên cùng với thái cổ U Minh Viêm. Cơ hồ tất cả cường giả thiên địa minh đều vẫn lạc, xương cốt không còn. Tất cả mọi chuyện đều do một mình Lục Lâm Thiên làm. Hít! Người của đế đạo minh phía xa, chúng thú tổ yêu lâm, người lục gia đều rung động không thôi, khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy Lục Lâm Thiên giống như sát thần, đồ sát đế giả giống như giết kiến. Mà ngay cả thần khí cũng bị nuốt vào trong cơ thể của cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh da trời. Đồ sát đế giả như không, biến thái, Lục Lâm Thiên này quá biến thái. Trên ngọn núi xa xa, Lam Thập Tam nghẹn họng nhìn chân chối về phía xa. Ánh mắt kinh hãi vô cùng, hoàn toàn bị chấn động, đám cường giả thiên địa các sau lưng cũng hít sâu một ngụm khí lạnh. Thái cổ U Minh Viêm, thái cổ U Minh Viêm không ngờ lại ở trên người hắn, thiên địa minh triệt để sụp đổ rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên biến ảo, trong đôi mắt luôn luôn không sợ hãi lúc này cũng phải thất sắc. Động tĩnh trên không trung đã hấp dẫn không ít tán tu hoặc là cường giả của các thế lực nhỏ tụ tập ở phía xa. Ba ngày trước Lục Lâm Thiên nói muốn huyết tẩy thiên kiếm môn, tin tức này truyền ra đương nhiên hấp dẫn vô số người tới. Cho dù kết quả của trận chiến ngày hôm nay thế nào, có thể huyết tẩy thiên kiếm môn hay không thì đều là một việc trọng đại. Người có thể tới đây tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Mà giờ một màn trên không trung khiến cho tất cả người xem ở phía xa rung động, hai mắt như hoa lên. Quả thực không thể tin tưởng được, chân khí, linh lực trong cơ thể đình trệ, thiếu chút nữa ngã từ trên không trung xuống. Người lục gia kinh hãi, chúng đệ tử phi linh môn rung động, máu tươi sôi trào, kinh mạch bành trướng không thôi. Lục Lâm Thiên, huyết kiếm ta thề không chết không thôi với ngươi. Trên không trung, huyết kiếm đại đế rít gào, khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo, rít gào liên tục. Cơ hồ tất cả cường giả thiên kiếm môn bị tru sát, tàn kiếm, đoạn kiếm cũng bị vẫn lạc, cơ nghiệp vạn năm của thiên kiếm môn đã bị phá hủy. Huyết kiếm, đây là do các ngươi tự làm tự chịu, muốn vây khốn Lục Lâm Thiên, kết quả ngay cả bản thân mình cũng trốn không thoát. Báo ưng a. Dương Đỉnh Thiên cười lớn, trong tâm thần dò xét, hắn đã biết được tất cả mọi chuyện xảy ra trong đại trận. Hắn cũng tuyệt đối khiếp sợ, Lục Lâm Thiên ở đằng kia giống như sát thần, 19 đế giả và mấy ngàn đệ tử tinh anh của thiên địa minh giờ phút này không ngờ lại không còn lấy một ai. Thực lực cùng với sát phạt như vậy cũng khiến cho hắn run sợ. Ầm ầm. Giữa không trung, huyết kiếm càng ngày càng điên cuồng, hai mắt đỏ thẫm, liên tục công kích Dương Đỉnh Thiên. Nhưng mà Dương Đỉnh Thiên cũng không phải ăn chay, từng đạo công kích khủng bố được thi triển ra chống lại huyết kiếm. Cả phiến không gian bị phá hủy thành hư không rồi lập tức khôi phục, lại tiếp tục bị phá hủy. Chỉ tiếc là công kích của hai siêu cấp cường giả cũng không hấp dẫn ánh mắt của bao nhiêu người. Cơ hồ tất cả mọi người đều bị không gian trong đại trận hấp dẫn. Với bọn họ, tất cả chuyện xảy ra trong không gian đại trận càng khiến cho bọn họ rung động. Mau nhìn, Lục Lâm Thiên đang làm gì vậy? Trong đế đạo minh có tiếng hét lớn vang lên, chỉ thấy lúc này trong đại trận, trên thân cự nhân bằng hỏa diễm của Lục Lâm Thiên không ngừng có lam quang bắn ra, tựa như một mặt trời màu xanh đang tỏa sáng trong không gian. Đồng thời, trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện chấn động kỳ dị. Lâm Thiên dường như định cưỡng ép phá trận. Đám người chúng ta liên thủ công kích cũng không có cách nào phá trận, một mình hắn làm được hay sao? Từng ánh mắt của chúng cường giả lập tức nhìn chăm chú về phía trước, hai mươi mấy đế giả cũng không thể lập tức phá trận, chẳng lẽ Lục Lâm Thiên có thể phá vỡ được?
không gian trong đại trận, Lục Lâm Thiên nhìn đại trận che khuất bầu trời bốn phía, Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận kia Lục Lâm Thiên đã được chứng kiến qua. Đại trận khác hắn chưa từng nhìn thấy qua, nhưng sau khi dung hợp với Thái Cổ U Minh Viêm, tuy rằng Lục Lâm Thiên không có được trí nhớ trong linh hồn của Thái Cổ U Minh Viêm, thế nhưng bản năng thiên phú của Thái Cổ U Minh Viêm Lục Lâm Thiên lại hiểu rõ. Mỗi một loại linh vật trời sinh đều cực kỳ khủng bố, mà bên trong đám linh vật trời sinh Thái Cổ U Minh Viêm lại là tồn tại khủng bố trong khủng bố. Mỗi một loại linh vật trời sinh đều có một loại thiên phú bản năng, ví dụ như huyết linh mẫu đơn có thể khống chế hoa nô, đây là một loại bản năng, coi như là một loại thiên phú. Cái gọi là thiên phú chính là bẩm sinh, là loại năng lực mà người khác không có được. Bất luận là loại năng lực bẩm sinh này có uy lực ra sao, cũng có thể tính là một loại thiên phú, thậm chí còn có vài loại linh vật trời sinh không chỉ có một loại năng lực thiên phú. Mà lúc này linh hồn phân thân của Lục Lâm Thiên chính là Thái Cổ U Minh Viêm, cho nên Lục Lâm Thiên tự nhiên biết rõ năng lực thiên phú của Thái Cổ U Minh Viêm, thậm chí còn biết rõ chỗ khác biệt của năng lực thiên phú. Một trong những năng lực thiên phú của Thái Cổ U Minh Viêm là thiêu đốt vạn vật. Trong thiên địa này không có bao nhiêu thứ nó không thể thiêu đốt, dưới sự phong ấn của Vô Tự Thiên Thư, nó vẫn có thể thiêu đốt tạo ra một cái khe hở, chuẩn bị thoát thân. Lúc này tuy rằng biết đại trận phòng ngự lợi hại, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại có thể cảm giác được, không gian trong đại trận lắc lư không ngớt, đã bắt đầu có dấu hiệu yếu đi. Rõ ràng dưới tác động của U Minh Viêm Hỏa, hai đại trận bị ảnh hưởng. Vì vậy cho nên Lục Lâm Thiên định phá trận, hắn có cảm giác, hắn có thể phá vỡ hai trận pháp phòng ngự này. Hỏa diễm màu xanh ra trời trên thân thể cự nhân, hỏa diễm màu xanh lan tràn, quang mang ngày càng chói mắt. Thân thể cự nhân bằng hỏa diễm màu xanh lập tức hóa thành hỏa diễm ngập trời tiến vào trong biển lửa dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người. Thân thể khổng lồ tiến vào trong biển lửa màu xanh ra trời mênh mông. Trong biển lửa, giờ phút này cũng chỉ còn bản thể Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, huyễn ảnh thanh vũ sau lưng khẽ vỗ, tay nắm huyết lục, khí tức ngút trời lan tràn. Ầm ầm, cự nhân bằng hỏa diễm dung nhập vào trong biển lửa, trong sát na, không gian lập tức run rẩy. Biển lửa màu xanh ra trời mênh mông giống như dung nham nóng bỏng không ngừng cuồn cuộn. Ầm ầm, không gian trong đại trận run rẩy, biển lửa màu xanh ra trời đột nhiên sôi trào, nhiệt độ khủng bố lần nữa tăng vọt, thiêu đốt không gian thành hư vô. Một cơn sóng lửa giống như cự long bay lên trời phóng ra. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, cho dù cách xa đại trận đế giả cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ khủng bố tựa như hủy diệt kia, trong lòng tất cả mọi người run sợ, coi như đã biết được sự lợi hại của Thái Cổ U Minh Viêm. Phá trận! Trong biển lửa màu xanh ra trời giống như dung nham vang lên một tiếng hét lớn của Lục Lâm Thiên. Trong khoảnh khắc biển lửa cuồn cuộn, hỏa diễm màu xanh ra trời giống như biển gầm, khí tức hủy diệt tràn ngập không gian, cả phiến không gian trở thành hư vô. Mọi người chăm chú nhìn về phía trước, biển lửa cuồn cuộn, hỏa diễm màu xanh ra trời tràn ngập không gian trong đại trận. Bốn phương tám hướng đều là hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố. Hỏa diễm không ngừng trùng kích bình chướng trong không gian của hai đại trận. Nhiệt độ khủng bố vô hình khiến cho bình chướng trong không gian tan rã, rạn nứt. Đại trận khủng bố này ngay cả hai mươi mấy đế giả cũng khó có thể phá vỡ, thế nhưng lúc này dưới hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố kia lại lập tức rạn nứt. Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận kia sụp đổ đầu tiên, màn quang mang bằng năng lượng giống như trăng sáng trong nháy mắt bị nghiền nát. Ầm ầm, Càn Khôn Thiên Nguyệt đại trận bị nghiền nát, hỏa diễm màu xanh ra trời bắn tứ tung, giống như hồng thủy, hung hăng đập vào hư ảnh cự long cực lớn kia. Hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, hư ảnh cự long chỉ giãy giụa một hồi rồi lập tức bị bao phủ vào bên trong. Phanh, hư ảnh cự long bị bao phủ, không gian khổng lồ chung quanh cũng bị phá hủy. Ầm ầm, trong không gian bị nghiền nát, từng vết nứt đen kịt thoáng xuất hiện, cả phiến hư không lớn bị phá hủy, quang mang thâm thúy màu đen kịt khiến cho tất cả các đế giả nhìn qua không khỏi run sợ. Một lát sau, đại trận bị cưỡng ép phá hủy, hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố trong nháy mắt từ trên không trung trút xuống, tựa như một thác nước màu xanh từ trên trời trút xuống, trong nháy mắt rơi xuống mặt đất. Hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố rơi xuống, bao phủ một mảnh sơn mạch phía dưới. Từng ngọn núi dưới hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố này lập tức bị nhiệt độ kinh khủng hòa tan. Thái Cổ U Minh Viêm kinh khủng dễ dàng phá hủy tất cả mọi thứ trong sơn mạch, cây cối, đất đá, tất cả vạn vật bị phá hủy, những nơi nó đi qua đều bị hủy diệt. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người,
một mảnh sơn mạch to lớn trong nháy mắt bị biển lửa màu xanh da trời nóng bỏng bao phủ, vô số ngọn núi đều bị thiêu đốt, phá hủy. Thái cổ U Minh Viêm khủng bố lan tràn, không lan tràn ra bốn phương tám hướng mà cấp tốc mở rộng về phía khu vực Thiên Kiếm Môn, tựa như biển gầm, sóng lớn mấy trăm thước xuất hiện. Huyết tẩy Thiên Kiếm Môn, chó gà không tha. Bản thể Lục Lâm Thiên đạp không lơ lửng, huyết lục trong tay lần nữa có sát khí lan tràn ra, huyễn ảnh thanh vũ chấn động. Thái cổ U Minh Viêm lan tràn, sau khi phá hủy một mảng lớn sơn mạch, lập tức tiến vào trong Thiên Kiếm Môn. Địa hình trong Thiên Kiếm Môn cũng không gồ ghề mà bằng phẳng như bình nguyên. Nơi Thiên Kiếm Môn ở gọi là Thiên Kiếm Thành, Thiên Kiếm Thành chia thành nội thành và ngoại thành. Bên trong Thiên Kiếm Thành có rất nhiều kiến trúc liên miên, mênh mông. Giờ phút này trong nội thành Thiên Kiếm Môn có 100 vạn đệ tử tụ tập, thế nhưng so với sơn mạch và nội thành Thiên Kiếm Thành cũng không tính là cái gì. Về phần bình dân trong Thiên Kiếm Thành đã sớm trốn đi, đương nhiên, cũng có người không kịp chạy trốn. Thế nhưng giờ phút này bốn phía sơn mạch đều là biển lửa rít gào, giống như có mắt, hội tụ lại một chỗ, trong khoảnh khắc tiến vào trong nội thành. Nội thành Thiên Kiếm Thành, trên trăm vạn đệ tử Thiên Kiếm Môn nhìn thấy hỏa diễm ngập trời giống như từ trên 9 tầng trời chút xuống, đám đệ tử Thiên Kiếm Môn này tối đa chỉ là tướng cấp mà thôi, nhìn thấy hỏa diễm nóng bỏng, linh hồn bọn đau đớn, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng không có. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng, thái cổ U Minh Viêm vào thành, lập tức phá hủy tất cả, hủy diệt vạn vật, những nơi đi qua đều là biển lửa. Cả Thiên Kiếm Thành run rẩy, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên không ngừng, hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, hình thành một biển lửa màu xanh da trời, nhiệt độ cao khủng bố lặng lẽ lan tràn. Hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, dùng tốc độ hủy diệt vạn vật, trong chớp mắt ngắn ngủi bao phủ cả nội thành Thiên Kiếm Thành, mấy chục vạn đệ tử trong Thiên Kiếm Thành trong mấy cái hô hấp đã bị thiêu đốt thành cho tàn. Tàn sát, tuyệt đối là tàn sát, trong mấy cái hô hấp ngắn ngủi đã đổ sát mấy chục vạn người, sát phạt như vậy khiến cho người ta run rẩy. Hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng, khủng bố tiếp tục lan tràn, trong nháy mắt bao phủ nội thành Thiên Kiếm Thành. Nội thành Thiên Kiếm Thành, trên quảng trường cực lớn kia có một thanh kiếm bằng đá chỉ lên trời xanh, ước chừng cao hơn ngàn thước, rộng vài trăm thước, giống như người khổng lồ đứng sừng sững trong thiên địa, khiến cho người ta có cảm giác đồ sộ, nguy nga. Đây chính là biểu tượng của Thiên Kiếm Môn, trên thanh trường kiếm bằng đá cực lớn này có khắc ba chữ Thiên Kiếm Môn to như rồng bay phượng múa. Tỏa ra khí tức cổ xưa xen lẫn khí phách sắc bén. Giờ phút này dưới hỏa diễm màu xanh da trời nóng bỏng, thanh trường kiếm bằng đá cũng nhanh chóng bị phá hủy. Ầm ầm, thanh trường kiếm bằng đá giống như ngọn núi khổng lồ ầm ầm sụp đổ xuống biển lửa, sơn băng địa liệt, rung động không gì sánh được. Thái cổ U Minh Viêm khủng bố tiếp tục lan tràn về phía hậu sơn, những nơi nó đi qua, tất cả đều bị hủy diệt, khắp nơi hóa thành hư vô, phá hủy tất cả. A hát! Từng tiếng kêu thảm thiết trong hậu sơn vang lên, không có bất kỳ người nào có thể chạy thoát, cũng không mất quá nhiều thời gian, cả không gian ở hậu sơn đều bị phá hủy. Trong không gian bao la, tất cả đều là hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố giống như dung nham, khiến cho người ta không có cách nào đặt chân trên không trung. Lùi ra phía sau, lùi ra phía sau. Cường giả đế đạo minh hét lớn, thái cổ U Minh Viêm còn chưa có lan tới nhưng dưới nhiệt độ khủng bố, toàn thân bọn họ run rẩy. Không có cách nào trèo trống, không thể không tiếp tục lùi về phía sau một chút. Dưới nhiệt độ này linh lực, chân khí trong cơ thể mọi người như đình trệ. Mấy ngàn cường giả đế đạo minh ngây ngốc, nhanh chóng lùi lại, nhìn biển lửa màu xanh ra trời, chỉ có một mình Lục Lâm Thiên mới có thể đặt chân lên trên không trung. Giờ phút này trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy run rẩy khi nhìn đạo thân ảnh tay cầm một thanh đại đao màu vàng, lưng có đôi cánh kia. Đạo thân ảnh này đã trở thành tồn tại mà bọn họ không dám nhìn thẳng. Trong Thiên Kiếm Môn, trăm vạn đệ tử không có một ai may mắn thoát khỏi, không có ai chạy thoát, chó gà không tha, đều bị đổ sát. Đông lão, người thấy không, thù của người tiểu tử đã báo được rồi. Trên biển lửa không có ai dám đặt chân, một mình Lục Lâm Thiên ngạo nghễ đứng đó, ngẩng đầu hét lớn một tiếng, âm thanh quanh quẩn trong thiên địa, sát khí kinh thiên lan tràn. Đổ sát trăm vạn người. Chỉ vì đông vô mệnh, Lục Lâm Thiên giận dữ khiến cho thiên địa động dung. Nhìn đạo thân ảnh phía trước, ánh mắt chúng cường giả đế đạo minh run run, phi kiếm tôn giả của Thiên Kiếm Môn nhất định không ngờ tới, vì hắn đánh chết đông vô mệnh mà khiến cho Thiên Kiếm Môn, thậm chí cả thiên địa minh đều sụp đổ.
ta sẽ không để yên cho ngươi. Lục Lâm Thiên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Huyết kiếm lớn tiếng rít lên, khuôn mặt dữ tợn. Nhìn Thiên kiếm thành bị phá hủy, trong lòng hắn như đổ máu. Trong lòng hắn bắt đầu có cảm giác tuyệt vọng. Huyết kiếm lão cẩu, ngươi là người cuối cùng. Lục Lâm Thiên quay người, ánh mắt mang theo sát ý ngập trời nhìn về phía Huyết kiếm đại đế đang giao thủ với Dương Đỉnh Thiên, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo như băng. Ông ông! Quang mang màu xanh trên huyễn ảnh Thanh Vũ lan tràn, tựa như điện mang lưu chuyển. Dọc theo đôi cánh, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Mỗi khi đôi cánh vỗ, gợn sóng trong không gian đều bị cắt nát, thân ảnh Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện trong không gian nơi linh hồn phân thân của Huyết kiếm đại đế đang giao thủ với linh hồn phân thân của Dương Đỉnh Thiên kia. Tiền bối, làm phiền người mang phân thân của người đi đối phó với Huyết kiếm lão cẩu, phân thân của Huyết kiếm lão cẩu cứ giao cho tiểu tử là được. Lục Lâm Thiên khẽ hành lễ với Dương Đỉnh Thiên, huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng chấn động, gợn sóng trong không gian lắc lư, lan tràn ra bốn phương tám hướng. Ha ha, không cần đa lễ, linh hồn phân thân của huyết kiếm này khá khó đối phó. Ngươi nên cẩn thận một chút. Linh hồn phân thân của Dương Đỉnh Thiên cười ha hả, nhìn Lục Lâm Thiên nói. Tay thì đang không ngừng giao thủ với linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế, phá hủy không gian chung quanh thành từng mảnh. Không có gì đáng ngại, cứ để cho tiểu tử đối phó với linh hồn phân thân của huyết kiếm lão cẩu. Lục Lâm Thiên gật đầu, khí tức tập trung vào linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế. Huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng đột nhiên chấn động, tiếng sấm minh vang vọng, không gian chung quanh vặn vẹo, lập tức giống như thủy tinh yếu ớt, bạo liệt thành vô số mảnh nhỏ trong không gian. Quỷ mộc hồn đao. Huyễn ảnh Thanh Vũ khẽ vỗ, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện trong khu vực hai linh hồn phân thân của hai đế giả tứ trọng đang giao thủ, huyết lục trong tay chém ra một đao. Dưới khí tức thuộc tính mộc, không gian run rẩy, phá hủy tất cả sinh cơ, bổ về phía linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế. Tiểu tạp chủng, ta không để yên cho ngươi. Linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế đang giao thủ với linh hồn phân thân của Dương Đỉnh Thiên, linh hồn phân thân của hai người đột nhiên cùng lùi lại. Thân ảnh còn chưa kịp ổn định thì hắn đã nhìn thấy một đao quỷ dị thôn phệ tất cả sinh cơ đánh tới. Khuôn mặt linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế dữ tợn, khẽ phất tay đánh ra một đạo năng lượng linh hồn bàng bạc, dẫn động năng lượng thiên địa, lập tức hóa thành từng đạo kiếm quang huyết sắc phá không mà ra. Kiếm quang, đao mang lập tức va chạm vào nhau, lực lượng khủng bố, cường hãn từ trong đao mang, kiếm quang bắn ra. Ken két, âm thanh bạo liệt vang vọng, thế nhưng đều là âm thanh không gian bị nghiền nát, khiến cho hai lỗ tai của tất cả mọi người phía xa cảm thấy ông ông, trong đầu có cảm giác như bị va chạm, linh hồn dường như sắp bị vỡ ra. Đao mang, kiếm quy nát va chạm, quang mang chói mắt bộc, năng lượng chấn động giống như thực chất điên cuồng khuếch tán. Không gian chung quanh dưới cỗ năng lượng đáng sợ kia lập tức vặn vẹo. Khục khục. Dưới lực lượng khủng bố, Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi. Huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng chấn động, lúc sau thân hình hắn mới đứng vững lại được. Linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế chỉ lảo đảo, bị đẩy lui một chút mà thôi. Chỉ một đạo công kích cũng có thể nhận ra Lục Lâm Thiên đang rơi vào trong thế hạ phong. Lục Lâm Thiên ổn định thân thể, đạp không nhìn về phía trước. Linh hồn phân thân của cường giả vũ đế tứ trọng như huyết kiếm đại đế quả nhiên khủng bố. Thực lực đế giả tứ trọng, nếu không phải hắn có lực phòng ngự cường hãn, sợ rằng hậu quả không chỉ có như vậy. Lục Lâm Thiên, coi như ngươi không tồi. Linh hồn phân thân của Dương Đỉnh Thiên thừa cơ thoát thân, khuôn mặt mỉm cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Bởi vì Dương Đỉnh Thiên biết rõ thực lực của huyết kiếm đại đế, tuy rằng hắn có thể ngăn cản huyết kiếm, thế nhưng hắn cũng hiểu rõ. Thực lực của huyết kiếm dường như còn trên hắn. Cho dù hắn ngăn chặn huyết kiếm cũng đã dùng toàn lực. Không sao, tiền bối cứ yên tâm. Linh hồn phân thân của huyết kiếm lão cẩu tuyệt đối không làm gì được tiểu tử. Huyễn ảnh Thanh Vũ sau lưng Lục Lâm Thiên chấn động, tiếng sấm minh vang vọng, năng lượng thiên địa bàng bạc khiến cho người ta kinh hãi kéo tới. Khí tức hùng hậu khiến cho người ta phát lạnh. Đối phó với một đạo linh hồn phân thân, Lục Lâm Thiên tại sao phải sợ? Dù sao thì hắn cũng không thua. Được, vậy ngươi cẩn thận. Linh hồn phân thân Dương Đỉnh Thiên không có một chút do dự nào, khi vừa mới dứt lời, thân ảnh đã biến mất tại chỗ. Bởi vì thực lực của Lục Lâm Thiên hắn đã tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng bản thân tiểu tử này mới là vũ đế nhất trọng, thế nhưng kỳ thực thực lực của tiểu tử này tới đâu ngay cả bản thân hắn cũng không nhìn thấu. Huyết kiếm, chúng ta sảng khoái đánh một trận đi.
Linh hồn phân thân của Dương Đỉnh Thiên lùi về phía sau, lập tức xuất hiện bên người bản thể. Cùng với bản thể đồng thời vây công huyết kiếm đại đế. Âm thanh bạo liệt, trầm thấp vang vọng không ngừng, không gian giống như nổ tung, người có tu vi bình thường căn bản khó có thể dò xét. Tiểu tạp chủng, đây là tự ngươi đưa tới cửa. Linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế nhìn Lục Lâm Thiên, mùi máu tươi phô thiên cái địa tuôn ra, đối với Lục Lâm Thiên, lúc này hắn đã hận thấu xương, không đem Lục Lâm Thiên này nghiền nát thành tro, hắn làm sao có thể hả giận. Lão cẩu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, cách đó không xa, trong biển lửa ngập trời bao phủ toàn bộ thiên kiếm môn, hỏa diễm nóng bỏng màu xanh ra trời giống như sóng biển không ngừng lắc lư. Nhiệt độ nóng bỏng bộc phát, trong lúc mơ hồ dường như có một đầu quái vật khổng lồ sắp xuất hiện. Tiểu tạp chủng, ngày hôm nay bổn đế nhất định phải nghiền nát ngươi thành tro. Linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế hét lớn một tiếng, thân hình lập tức bành trướng. Trong chốc lát, linh hồn phân thân hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ khổng lồ chừng vài trăm thước, năng lượng linh hồn bàng bạc lan tràn ra, mang theo khí tức sát phạt nồng nặc. Lục Lâm Thiên, huyết kiếm đã động sát tâm với ngươi. Đó là linh hồn của hắn dung hợp với kiếm ý ngưng tụ thành vật. Lúc này linh hồn hắn và kiếm ý tương dung với nhau. Có thể dẫn động năng lượng thiên địa, uy lực càng thêm cường hãn. Ngươi nhất định phải cẩn thận, dù sao ngươi cũng chỉ là vũ đế nhất trọng, hắn đã là vũ đế tứ trọng. Dương Đỉnh Thiên truyền âm nói với Lục Lâm Thiên, trong âm thanh có chút ngưng trọng và lo lắng. Tiểu tạp chủng, chết đi. Thanh kiếm màu đỏ khổng lồ rít lên một tiếng rồi khẽ chấn động. Lập tức có 9 đạo kiếm quang màu đỏ từ trong thanh kiếm màu đỏ kia bắn ra. Kiếm quang xẹt qua không gian, từng vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. 9 đạo kiếm quang màu đỏ xuất hiện, ánh sáng trong không gian này dường như biến mất, giống như tất cả ánh sáng trong không gian đều bị cắn nuốt, thiên hôn địa ám, mùi máu tươi ngập trời, ảnh hưởng linh hồn khiến cho người ta mê man, trước 9 đạo kiếm quang, không gian sụp đổ, nứt vỡ từng khúc. Siêu siêu, siêu siêu. 9 đạo kiếm quang màu đỏ bắn nhanh ra, cắt nát hư không, dùng thanh thế vô cùng cường hãn, xen lẫn mùi máu tươi, phóng về phía Lục Lâm Thiên. Ngao! Cùng một thời gian, một tiếng long ngâm vang vọng, trong nháy mắt ngắn ngủi, trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời có một đầu cự long bằng hỏa diễm lớn chừng ngàn thước phóng ra, nhiệt độ khủng bố lan tràn, khiến cho đế giả cũng cảm thấy kinh hãi. Siêu! Trong sát na! Cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời mang theo năng lượng màu xanh giống như một đạo cầu vồng xẹt qua không gian, xé rách không gian, trong khoảnh khắc hung hăng va chạm với 9 đạo kiếm quang màu đỏ đang phóng về phía Lục Lâm Thiên. Ngao! Cự long mở cái miệng rộng dữ tợn, tiếng long ngâm vang lên, trong cái miệng khổng lồ có hỏa diễm màu xanh ra trời bắn ra, lập tức hóa thành 9 đạo quang trụ màu xanh ra trời, hung hăng va chạm. Phanh phanh! 9 đạo kiếm quang cùng với 9 đạo quang trụ màu xanh ra trời đột nhiên va chạm, mùi máu tươi cùng với khí tức nóng bỏng đỡ upsilon.ng chạm vào nhau, từng đạo lực lượng khủng bố mang theo nhiệt độ nóng bỏng và mùi máu tươi nổ tung trong không gian. Trong nháy mắt tiếng sấm minh vang vọng, tựa như tiếng sấm liên hoàn, khiến cho lỗ tai mọi người ầm ầm rung động, trong đầu có cảm giác va chạm. Ầm ầm, năng lượng chấn động giống như thực chất điên cuồng khuếch tán. Không gian chung quanh dưới năng lượng va chạm đáng sợ lập tức vặn vẹo. Đầu cự long bằng hỏa diễm bị đẩy lui một chút, khí thế ngút trời, nhiệt độ thiêu đốt không gian. Thái cổ u minh viêm có thể áp chế linh hồn. Ngược lại trong huyết kiếm kia vang lên âm thanh kinh ngạc, linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế kinh ngạc. Kiếm thể khổng lồ lùi về phía sau, trong lúc vô hình thân thể linh hồn phân thân của hắn bị hỏa diễm màu xanh ra trời áp chế. Dưới nhiệt độ nóng bỏng khủng bố này, trong lòng hắn rung động không thôi, thực lực trong lúc vô hình bị ảnh hưởng cực lớn. Lão đại, đây chỉ là linh hồn thể mà thôi, để đệ tới giúp huynh. Dứt lời, thân ảnh tiểu long run lên, thân ảnh màu vàng lập tức nhảy lên không trung, đi tới bên người Lục Lâm Thiên, quanh thân được quang mang bao phủ, khí tức bàng bạc bắt đầu lan tràn ra. Ngao! Tiểu long đột nhiên hóa thành bản thể khổng lồ, mang theo uy thế tuyệt đối xuất hiện trên không trung. Ngũ trảo dưới bụng không ngừng lan tràn ra uy áp, bên trên còn được lân phiến tràn ngập hỏa diễm màu vàng bao phủ. Trên lưng là một cái mai rùa cực lớn, bí văn quanh quẩn, thân thể khổng lồ. Linh hoàng khí vượt qua thiên cấp lan tràn, uy áp cực kỳ nồng đậm khuếch tán, trong lúc mơ hồ lộ ra uy năng mà ngay cả không gian cũng phải vặn vẹo. Lão cẩu, thử thanh long hồn của tiểu long ra ra.
thân thể khổng lồ của Tiểu Long chiếm giữ không trung, cả không trung lúc này run rẩy. Khi âm thanh vừa dứt, con mắt thứ ba trong mi tâm của Tiểu Long mở ra, trong mắt có một đạo quang trụ bắn ra. Tựa như thiểm điện bao phủ không gian, bao phủ huyết kiếm do linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế biến thành. Ngao! Trong quang mang có công kích linh hồn ngập trời khuếch tán, lực lượng quỷ dị này công kích linh hồn, khiến cho huyết kiếm đại đế bắt đầu run sợ. Lâm Thiên, linh hồn phân thân của huyết kiếm lão cẩu này thiếp cũng có thể giúp chàng một chút. Độc Cô Cảnh Văn vừa mới dứt lời, thân ảnh phóng về phía trước, xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên. Quanh thân có khí tức khuếch tán, từng đạo uy áp lan tràn bao phủ không gian lập tức cứng lại. Độc Cô Cảnh Văn đứng trên không trung, váy dài tung bay, khuôn mặt tao nhã không chút trang điểm, đôi môi đỏ hồng, đẹp tới mức khiến cho tất cả những nữ tử xung quanh ảm đạm thất sắc. Thủ ấn biến hóa, toàn thân Độc Cô Cảnh Văn lập tức run lên, quanh thân có khí tức khiến cho linh hồn người ta run rẩy, dùng tốc độ khủng bố, phô thiên cái địa khuếch tán, khiến cho không gian quanh thân chấn động, lắc lư. Không ngờ thần hoàng khí lại tới bước này. Cảm nhận khí tức trên người Độc Cô Cảnh Văn, Nam Thúc ở phía xa cũng phải kinh ngạc. Dưới cỗ thần hoàng khí này, ngay cả hắn cũng cảm thấy uy áp tuyệt đối. Người Độc Cô gia, sao ngươi lại dám nhúng tay vào chuyện ngoại giới? Huyết kiếm đại đế hét lớn, trong nháy mắt này, dưới sự bao phủ của thanh long hồn từ linh thú biến thái của thanh long hoàng tộc kia, linh hồn phân thân của hắn đã chịu ảnh hưởng. Lúc này lại còn có thần hoàng khí chuyên môn nhằm vào linh hồn của Độc Cô gia xuất hiện, hắn đã cảm thấy run sợ. Huyết kiếm đại đế không sợ tu vi và thực lực của Độc Cô Cảnh Văn, thế nhưng lại cực kỳ sợ hãi thần hoàng khí này. Công kích thiên phú thanh long hồn của thanh long hoàng tộc đã đủ khủng bố, cũng nhằm vào linh hồn. Mà thần hoàng khí của Độc Cô gia tộc đối với hắn mà nói, so với thanh long hồn của thanh long hoàng tộc còn khiến cho hắn sợ hãi hơn. Thần hoàng khí vô thanh vô tức lan tràn ra trên không trung, bao phủ không trung, thẩm thấu vào linh hồn phân thân của hắn trong huyết kiếm, ẩn chứa uy áp đến từ linh hồn, không có cách nào kháng cự. Đối với hắn mà nói, hắn đã bị ảnh hưởng cực lớn. Ta là người của Độc Cô hoàng tộc, thế nhưng cũng là hôn thê của Lâm Thiên, cho nên cũng là người của Phi Linh Môn. Độc Cô Cảnh Văn khẽ quát một tiếng, quanh thân được quang mang bao phủ, váy dài bay phất phới, thần hoàng khí kinh khủng từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia lúc này đỏ ửng. Dưới cỗ khí tức khủng bố này, đối với huyết kiếm đại đế mà nói, hắn càng cảm thấy run sợ. Linh hồn phân thân trước mặt Độc Cô hoàng tộc ta không có bất kỳ chút tiền vốn để hung hăng kiêu ngạo nào. Thần hoàng khí khủng bố lan tràn, Độc Cô Cảnh Văn đột nhiên khẽ kêu một tiếng, âm thanh hóa thành sóng âm lan tràn ra chung quanh. Âm thanh tựa như sấm sét, dường như có thể xuyên đá phá ngọc. Dứt lời, trong cánh tay ngọc của Độc Cô Cảnh Văn xuất hiện một kiện cây tỳ bà màu trắng, bên trên lan tràn ra uy áp kinh người. Cây tỳ bà này rõ ràng là thần khí, uy áp bên trên lan tràn ra so với thần khí bình thường còn mạnh hơn không ít. Không phải là thần khí bình thường. Sắc mặt Nam Thúc biến hóa, thần khí hình tỳ bà trong tay Độc Cô Cảnh Văn lúc này không hề tầm thường một chút nào. Đang đang. Trong nháy mắt, bàn tay Độc Cô Cảnh Văn khẽ gảy nhẹ mấy cái làm cho dây đàn trên thần khí tỳ bà chấn động. Từng đạo quang nhận bằng linh hồn phá không bắn ra, không gian ven đường nứt vỡ từng khúc. Quang nhận phô thiên cái địa bắn về phía linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế. Còn ta, trong nháy mắt này, công kích của Độc Cô Cảnh Văn còn chưa tới, thân ảnh mềm mại, xinh đẹp của Lục Tâm Đồng đã xuất hiện, váy dài màu tím tung bay, khói độc quanh quẩn. Trong chớp mắt ngắn ngủi, trên người Lục Tâm Đồng lập tức xuất hiện một kiện khải giáp màu xanh trắng có chút cổ xưa. Trên kiện khải giáp màu xanh trắng này không ngừng có điện mang lưu chuyển. Khí tức mênh mông ngút trời lan tràn khiến cho linh hồn người ta run run. Thanh lôi huyền đằng, đi! Không có một chút do dự nào, tay Lục Tâm Đồng thúc giục thanh lôi huyền đằng chuyên môn khắc chế linh hồn, thủ ấn trong tay biến hóa. Trong nghi tâm lập tức có một đạo quang điện màu xanh bắn ra. Ngao! Trong nháy mắt trên không trung có âm thanh giống như long ngâm hổ gầm xuyên thấu không gian. Âm thanh mang theo uy áp linh hồn tuyệt đối. Quang điện màu xanh trong nháy mắt hóa thành hư ảnh một đầu dị thú giống long mà không phải là long, vô cùng khổng lồ, ước chừng mấy ngàn thước. Toàn thân dị thú này màu xanh lục, có khói độc ngập trời lan tràn, toàn thân có điện mang màu xanh quanh quẩn, lập tức phóng về phía linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế. Những nơi hư ảnh dị thú đi qua, không gian sụp đổ,
lộ ra vết nứt đen kịt mấy chục thước trong không gian, quang mang đen nhánh giống như có thể thôn vệ cả linh hồn khiến cho linh hồn người ta run rẩy không ngớt. Ngao! Đầu cự long bằng hỏa diễm màu xanh ra trời lần nữa cuồn cuộn, nhiệt độ nóng bỏng khủng bố lan tràn ra thiên địa. Tiểu Long, Độc Cô Cảnh Văn, Lục Tâm Đồng tiến lên, tuy rằng nói thì dài dòng, bất quá tốc độ của đế giả cơ hồ chỉ trong chớp mắt. Trong chớp mắt ngắn ngủi này, công kích của ba người đều bao phủ lấy thân thể huyết kiếm đại đế. Dưới con mắt thứ ba cực lớn của Tiểu Long, linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế thậm chí còn không có cách nào dãy giụa, công kích linh hồn bên trong áp chế linh hồn hắn, khiến cho hắn chịu ảnh hưởng cực lớn. Mà thần hoàng khí cùng với quang nhận linh hồn bằng sóng âm kia tăng thêm thanh lôi huyền đằng và kịch độc, linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế càng không có cách nào nhúc nhích, huống chi còn có công kích của thái cổ U Minh Viêm, nhiệt độ cao khủng bố cùng với lực lượng âm hàn quỷ dị, công kích linh hồn hắn. Thực lực của ba người Tiểu Long tuyệt đối chênh lệch với huyết kiếm đại đế, nhưng trong ba người, hai hoàng tộc có thể áp chế linh hồn, còn lại thanh lôi huyền đằng kia vốn đã áp chế linh hồn, lúc này còn kèm theo kịch độc đối với linh hồn, khiến cho linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế run rẩy. Ba đạo công kích đều nhằm thẳng vào linh hồn, thực lực của hắn mạnh hơn thì làm sao? Vẫn bị ngăn chặn, có thực lực cũng không có cách nào thúc giục. Ông! Trên linh hồn phân thân của huyết kiếm đại đế vang lên tiếng xi xi, mùi máu tươi phô thiên cái địa bắt đầu lan tràn, không gian quanh thân bị cắt vỡ. Dọc theo kiếm thể khổng lồ, không gian chung quanh lan tràn ra từng vết nứt đen kịt, giống như linh hồn phân thân huyết kiếm đại đế khó có thể thoát ra khỏi phiến không gian này.